chương 481 không chỉ thiết Bắc Sơn, các vị tông chủ và tiên đế còn lại đều tiến lại gần địch cửu, cho nên họ nghe rất rõ lời hỏi thăm của thiết Bắc Sơn. Địch cửu có thể quét sạch Hoàng Hồ Cung, xử lý lôi đế, vậy đã nói rõ thủ đoạn của địch cửu rất mạnh. Nếu ngay cả địch cửu cũng không có biện pháp đối phó thú triều, vậy bọn họ chỉ có thể từ bỏ việc chống cự, cố gắng chạy ra khỏi lôi đình tiên lục mà thôi. Địch cửu lập tức ôm quyền đáp, các vị, ta quả thật có thể đánh tan thú triều xin địch đan đế xem ở trên đạo nghĩa tiên đạo vì lôi đình tiên lục ra tay xua tan thú triều tông chủ chính khí kiếm tông phó tuyết lăng không đợi địch cử nói dứt lời đã vội vã không người thi lễ thân làm tiên đế và tông chủ một tông loại đại lễ tiết này đã là tôn trọng đến cực hạn địch cử khoát tay chặn lại ta cảm thấy không được dù xua tan được thú triều này vậy thì đã sao thú triều nhiều đến mức đủ để hủy diệt lôi đình tiên lục vài lần hơn nữa còn có đại yêu đỉnh cấp dẫn đầu ta khẳng định sau khi ta rời đi những yêu thú đó cũng sẽ lần nữa liên hợp lại. Đám người nghe vậy, trong lòng đều trầm xuống, khiến thần thông công kích thú triều yếu đi không ít. Chẳng phải địch cửu không muốn giúp đỡ, thế nhưng muốn một lần ra tay dứt điểm loại thú triều phân tán khắp tiên lục này, hiển nhiên là chuyện không có khả năng. Địch cửu nhìn lướt đám người đó một vòng, trần trừ một lúc rồi nói tiếp, tuy nhiên ta còn có một biện pháp, có thể giải quyết hết tất cả yếu thú chỉ trong một lần. Địch huynh mới nói, mọi người trông mong nhìn về phía địch cửu. Mắt thấy ngày càng nhiều tu sĩ bị thú triều bao phủ, nếu không phải các tông chủ và tiên đế còn đang chống đỡ, chỉ sợ những tu sĩ chống cự sớm đã không còn ý chí chiến đấu. Ta sẽ bố trí một cái đại khốn sát tiên trận, một mẻ hốt gọn đám yêu thú ấy. Trong lúc ta đang bố trí đại trận, hy vọng các ngươi có thể ngăn chặn đợt thú triều này, đừng cho thú triều nghiền ép đến. Địch Cửu nghiêm túc bảo, thật sự là địch cửu có thể bố trí pháp tắc đại trận, hơn nữa nhờ vào thần niệm mạnh mẽ, mà có thể tạo dựng pháp tắc trận kỳ trên phạm vi vô cùng lớn. Bởi vậy hắn có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Địch huynh cần bao nhiêu thời gian? Ta cam đoan sẽ ngăn chặn thú triều đến chừng đó. Thiết Bắc Sơn vội vàng kêu lên. xưng hô với địch cửu đã từ địch đan đế đổi thành địch huynh. Hơn nửa ngày, thần niệm địch cửu quét qua thú triều vô cùng vô tận, thở dài đáp. Nhiều hư không yêu thú như vậy, hắn muốn bố trí khốn sát, đại trận một mẻ hốt gọn thì nhất định phải điên cuồng tạo dựng pháp tắc trận kỳ. Nếu không phải có thức lạc đan, địch cửu khẳng định, dù có hắn làm đến mức sụp đổ thức hải cũng không cách nào hoàn thành. Địch huynh, ta cam đoan sẽ chặn đám thú chiều đó lại nửa ngày, ngươi lập tức bố trí đại trận đi. Ta còn có vật liệu. Thiết Bắc Sơn rất khẩn trương. Lúc này lãng phí thời gian chính là làm khó dễ lôi đình tiên lục, bởi vậy chẳng có ai muốn trần chờ bất kỳ giây phút nào. Ta cũng có vật liệu. Mấy vị tiên đế còn lại đồng loạt kêu lên. Địch cửu lập tức xông ra ngoài, lôi thạch dưới chân huyễn hóa vài đạo lôi hồ thưa thớt, đồng thời pháp tắc trận kỳ cũng liên tục được hắn tạo dựng lên. Nếu dùng vật liệu luyện chế trận kỳ để bố trí loại khốn sát tiên trận ấy, địch cử đoán chừng không có 10 ngày nửa tháng thì đừng mong thành công. May mắn trận kỳ của hắn được tạo dựng từ pháp tắc, một khi đại trận bị xé rách thì hắn sẽ có thể lập tức chữa trị. Thái cổ lôi thạch đánh ra lôi hồ vừa yếu vừa thưa, bởi vậy những đại yêu kia không dành để ý tới địch cử. Hiện tại địch cử thoạt nhìn không có vẻ cường đại như trước đó, cho nên mới không dẫn tới đại yêu đến bức bách. Chí lực của tiên yêu thú không kém gì tu sĩ chỉ cần nghiền ép hết thảy tu sĩ trên lôi đình tiên lục một mình địch cử còn có thể làm được gì trên trăm con đại yêu dẫn đầu đàn hư không yêu thú trùng kích chiến tuyến tu sĩ chỉ cần xé rách chiến tuyến này vậy lôi đình tiên lục sẽ triệt để chơi xong thiết bắc sơn trông thấy địch cử đã xông vào thú triều lập tức bắt đầu tổ chức tu sĩ tiến hành chống cự bởi vì có hy vọng cho nên phe tu sĩ dần dần tạo thành đội hình đội ngũ mặc dù mỗi khắc vẫn có vô số tu sĩ bị oanh sát Tuy nhiên tình trạng đã tốt hơn nhiều so với trước đó. Tất cả mọi người đều hoài nghi địch cửu, dù sao đối mặt với lít nhà lít nhít yêu thú, mà muốn bố trí một cái khốn sát tiên trận vây khốn toàn bộ yêu thú, độ khó là không cần phải bàn. Dù là tiên trận sư cấp 9 ra tay, thì ít nhất cũng phải mất 10 ngày nửa tháng mới có thể bố trí tốt. Tuy nhiên dù hoài nghi thì giờ phút này bọn họ chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Bọn họ không hề có biện pháp nào khác, cho nên ngoại trừ tin tưởng địch cửu thì còn có thể làm cái gì. Địch Cửu không phải tiên trận sư cấp 9, mà hắn đã siêu việt cấp 9 rồi. Cộng thêm khả năng dùng thần niệm mở rộng phạm vi tạo dựng pháp tắc trận kỳ, tốc độ bố trí tiên trận của Địch Cửu càng lúc càng nhanh, Địch Cửu vốn cho rằng mình cần ít nhất nửa ngày, sở dĩ nói hơn nửa ngày là muốn để Thiết Bắc Sơn cố gắng hơn một chút, như vậy dù không kiên trì nổi hơn nửa ngày thì nửa ngày hẳn sẽ không thành vấn đề. Nhưng lúc Địch Cửu bắt đầu tạo dựng pháp tắc trận kỳ, hắn phát hiện mình đã quá coi thường bản thân, chỉ vẻn vẹn một canh giờ hắn vừa dùng thần niệm độn thủ lượn quanh thú triều vô cùng vô tận kia một vòng, vừa bố trí xong một cái khốn sát đại tiên trận hoàn chỉnh. Địch huynh, chúng ta không kiên trì nổi. Lúc địch cử vòng trở về, thiết bắc sơn đã máu me khắp người, thậm chí đã mất đi một cánh tay, thê thảm kêu lên. Thiết bắc sơn thật sự không kiên trì nổi nữa, mà chẳng phải mình ông ta, tất cả tu sĩ lôi đình tiên lục đều không kiên trì nổi. Địch cửu trông thấy số tu sĩ đang chiến đấu chỉ còn một nửa so, với một canh giờ trước mà yêu thú thoạt nhìn không hề giảm bớt chút nào, chẳng phải tu sĩ Lôi Đình Tiên Lục không giết được yêu thú này, mà là yêu thú thật sự quá nhiều. Không chỉ Thiết Bắc Sơn, tất cả tiên đế, tông chủ còn lại đều chung cảnh ngộ thê thảm. Đại yêu cấp chín quá nhiều, một đợt nối tiếp một đợt, không hề cho bọn họ cơ hội thở dốc. Tu sĩ Lôi Đình Tiên Lục không kiên trì nổi, khí thế yêu thú trái lại càng lúc càng cường hãn, thậm chí đang có xu thế nghiền ép. Đừng thấy phe tu sĩ hy sinh một nửa nhân lực đổi lấy một canh giờ mà lầm những người còn lại đừng nói cầm cự được thêm một canh giờ nữa thậm chí nửa nén hương cũng đỡ không được địch cửu xem ra đứng trước loại thú chiều khủng bố ấy vẻn vẹn người hô hấp nữa là phe tu sĩ sẽ tan tác hiện tại một nửa số tông chủ và tiên đế đã vẫn lạc tuy nhiên nửa số cường giả còn lại vẫn chưa muốn rút đi thế nhưng những tu sĩ yếu đuối kia lại đang mất dần đấu trí một khi có người đào tẩu chiến tuyến sẽ triệt để hỏng mất nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha nếu chiến tuyến sụp đổ ngay cả địch cử cũng không có khả năng vây giết những yêu thú này. Không còn thời gian ngẫm nghĩ nữa, đồng thời điểm địch cửu khu động thần niệm, tất cả pháp tắc trận kỳ trong chớp mắt nối lại với nhau, tạo thành một cái khốn sát tiên trận khổng lồ. Đông đảo tu sĩ cảm nhận được áp lực quanh thân nhẹ đi nhiều, vô số yêu thú bị chém giết dưới đại trận của địch cửu. Địch huynh, Thiết Bắc Sơn ngạc nhiên nhìn địch cửu, không ngờ địch cửu nói được làm được. Trên thực tế, vừa rồi ông ta đã dự định làm người đầu tiên chạy trốn, tất cả lôi đình tiên lục tu sĩ đều thở phào nhẹ nhõm, vội vàng tranh thủ thời gian nuốt đan dược chữa thương, nghỉ ngơi một lát, chuẩn bị tiếp tục chiến đấu. Địch Cửu lấy ra mười mấy dòng thượng phẩm tiên linh mạch, cất cao giọng hô, mọi người tiến vào rào sát đại trận giết yêu thú, đại yêu thú để cho tiên đế, ta ở trong đại trận phối hợp tác chiến, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Dù thần niệm địch cửu cao hơn tiên niệm cấp 9, tuy nhiên nếu phải khống chế loại đại trận này thời gian dài thì hắn cũng sẽ không kiên trì nổi. Tu sĩ Lôi Đình Tiên Lục nghe đây, tiên đan đế địch cửu từ đại đỉnh tiên thành đến đây giúp đỡ hiện tại chúng ta nghe theo địch đan đế nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất tiêu diệt yêu thú bị vây ở trong tiên trận bằng không hậu hoạn vô tận thiết bắc sơn gầm lên ông ta là người đầu tiên xông vào rào sát đại trận nếu đổi thành lúc khác dù có muốn biểu hiện tin tưởng địch cửu thì thiết bắc sơn cũng sẽ không tiến vào trong rào sát đại trận nhưng bây giờ ông biết rõ nhất định phải nhanh chóng chém giết càng nhiều hư không yêu thú càng tốt địch cửu vội vàng bố trí cấp chín khốn sát tiên trận nhất định là không thể kiên trì quá lâu vạn nhất khốn sát tiên trận không kiên trì nổi lôi đình tiên lục chắc chắn sẽ bị hủy diệt chỉ có mau chóng chém giết thật nhiều hư không yêu thú thì mới có thể giảm bớt áp lực cho địch cửu tất cả tiên đế ở đây đều hiểu rõ điểm mấu chốt trong đó vậy nên tất cả đều nhao nhao vọt vào khốn sát tiên trận chẳng ai lưu thủ đồng loạt tế thần thông mạnh nhất của mình ra để chém giết yêu thú tu sĩ xông vào khốn sát tiên trận rất nhanh liền cảm giác được chiến đấu thuận tay dù yêu thú mạnh mẽ cách mấy thì bọn họ vẫn có thể dựa vào rào sát đại trận để xử lý. Hiện giờ đại trận vừa mới bố trí, yêu thú mạnh mẽ đâm tới, áp lực của địch cửu là không cần nghi ngờ. Dù đông đảo tu sĩ đã vọt vào không ngừng chém giết yêu thú, địch cửu vẫn phải liên tạo dựng pháp tắc trận kỳ bổ khuyết lỗ hổng trên đại trận. Nếu không phải nhờ vào thức lạc đan, địch cửu khẳng định mình đã không kiên trì nổi nữa. Mà kể cả có thức lạc đan, chỉ sợ hắn cũng không kiên trì được bao lâu. Dù có thức lạc đan hỗ trợ nhưng lúc đông đảo tu sĩ lôi đình, Tiên Lục mượn nhờ khốn sát tiên trận của địch cửu để điên cuồng chém giết yêu thú, hắn lại cảm thấy thức hải ngày càng đau đớn. Tuy thức lạc đan châu bỏ thật, nhưng nó chỉ là loại đan dược dùng để khôi phục mà thôi. Là thuốc luôn có ba phần độc, dù thời điểm địch cửu luyện chế thức lạc đan, độ chiết xuất cao hơn cũng chẳng cách nào khiến thức lạc đan hoàn toàn vô hại. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Huống chi, thức lạc đan cũng chẳng phải đan dược thuần túy khôi phục thần niệm. Nó còn có công dụng chữa trị thần niệm rất tốt nữa. Cách dùng loại đan dược này không phải một lần ăn hết mà là tế thủy trường lưu, cần trải qua một thời gian dài hấp thụ. Nếu điên cuồng nuốt thức lạc đan như địch cửu, dù thức hải có mạnh hơn cũng chẳng chịu nổi. Cạch. Thời điểm thức hải phát ra tiếng vang nhẹ, địch cửu thầm giật mình, không thể tiếp tục thế này nữa. Hắn phải ngừng lại ngay thôi, dù lôi đình tiên lục có bị tiêu diệt thì cũng đành chịu. Giống. Một tiếng gào thét thảm thiết truyền đến, trong chớp mắt địch cửu cảm giác thức hải nhẹ nhõm hơn nhiều hắn thông qua khốn sát tiên trận mơ hồ thấy một con tiên yêu thú đầu đàn bị mấy người thiết bắc sơn liên thủ xử lý lúc này đàn yêu thú vây khốn địch cửu có chút bối rối hiện tại đại yêu đầu đàn đã bị xử lý khiến công kích lên khốn sát tiên trận chợt nhẹ hơn cũng giúp địch cửu nhanh chóng tỉnh táo lại bấy giờ hắn tranh thủ thời gian vận chuyển đoán thần quyết nhằm khôi phục thức hải của mình sau nửa nén hương thức hải của địch cửu đã từ từ khôi phục lại hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, hiện tại địch cửu đã đủ khả năng phân một phần tinh lực kích phát lôi bộc, từ thái cổ lôi thạch. Lực sát thương từ lôi bộc rất lớn, khi ở tự do tiên thành, chỉ dựa vào vật này, địch cửu đã có thể dọa lui yêu thú triều. Hiện tại lại có nhiều cường giả tương trợ như vậy, tu vi hắn cũng tăng tới tiên tôn hậu kỳ, áp lực lên thức hải lại buông lỏng, khiến lôi bộc này được vẩy ra càng thêm lợi hại và đáng sợ. Từng đám lớn yêu thú bị sấm sét đánh chết, khiến số lượng yêu thú càng ngày càng ít hơn, mà áp lực địch cử nhận phải càng lúc càng nhẹ đến lúc này bất kỳ tu sĩ nào cũng hiểu yêu thú đã không còn là mối nguy hại cho lôi đình tiên lục nữa lại thêm một ngày trôi qua bên trong khốn sát đại trận đã không còn bất kỳ đầu yêu thú nào vô số tu sĩ đều điên cuồng thu thập vật liệu từ yêu thú mấy người thiết bắc sơn thì vội vàng đi qua cảm tạ địch cửu nếu không nhờ địch cử lôi đình tiên lục đã sớm không còn tồn tại nguyên bản thiết bắc sơn ôm tâm tư với thái cổ lôi thạch cũng chẳng còn dám lộ ra Đừng nói hiện tại ông ta đã mất một cánh tay, xem như còn hai tay thì ông cũng chẳng dám có ý đồ với địch cửu. Trình độ trận đạo thiết Bắc Sơn xem như không tệ, tuy nhiên khốn sát đại trận kia được địch cửu bố trí thế nào, trận cơ ở đâu, ông nửa điểm cũng chẳng rõ. Khó trách địch cửu đủ khả năng giết lôi đế, loại thủ đoạn này thì có cộng thêm mấy lôi đế, nữa sống lại cũng chẳng làm gì được hắn. Địch huynh, nếu không nhờ có huynh, lôi đình tiên lục đã diệt vong trong tay tên bại hoại lệ lôi kia. Trận kỳ hộ trận lôi đình nằm trong tay lệ lôi, lôi đình tiên lục đột nhiên xuất hiện thú triều khủng bố như vậy, nói không quan hệ với lệ lôi, đơn hình ta là người đầu tiên không tin. Đơn hình nói năng không chút kiêng rẻ. Trước đó, khi lệ lôi còn sống, cách nói của gã vẫn còn chút uyển chuyển. Hiện tại lệ lôi bị địch cửu hạ sát, gã còn sợ cái gì? Phó Tuyết Lăng và Thiết Bắc Sơn cũng kích động y như nhau, cảm tạ đều là chân tâm thật ý. Thú triều lần này đều do địch cửu ra hơn nửa phần khí lực. Họ chỉ vèn vẹn đứng bên trong khốn sát tiên trận chém giết yêu thú mà thôi. Có thể nói, địch cửu làm hết 9 phần, một phần còn lại mới tới phiên bọn họ. Địch huynh, việc trận kỳ khống chế hộ trận lôi đình nằm trong tay lệ lôi đúng là chuyện khó nói. Nếu không phải địch huynh giết chết lệ lôi, giúp lôi đình diệt tuyệt hư không thú triều, đoán chừng nơi đây đã bị yêu thú san bằng rồi. Thiết Bắc Sơn là một tiên thủ lễ với địch cửu, dùng ngữ khí thành khẩn nói. Đối với Thiết Bắc Sơn, địch cửu không có hảo cảm gì mấy, thế nên hắn ôm quyền nói với những người khác, cùng là tu sĩ đi trên đại đạo, nếu gặp được nhau tất nhiên sẽ toàn lực tương trợ bây giờ chuyện của lôi đình tiên lục đã kết thúc, ta cũng nên cáo từ. Ở đại đỉnh tự do tiên thành, ta có mở một tiệm cơm, tương lai nếu mọi người đi ngang thì hãy chiếu cố một hai phần. Thần niệm địch cử vừa khu động, pháp tắc trận kỳ tự động tản mất, hắn sẽ không lưu lại tuyệt chiêu của mình cho người khác nghiên cứu. Đám người vội vàng thủ lễ đáp lại, trong lòng tất cả đều là thầm nghĩ, tiệm cơm hòa bình do địch cử mở, xem như hắn không nói lời này, đoán chừng cũng không một ai não tàn dám có ý đồ với tiệm cơm đó. Địch huynh, ta có việc muốn nhờ huynh hỗ trợ, có điều việc này hơi khó mở lời. Thi lễ với địch cửu xong, Thiết Bắc Sơn liền nói. Trong lòng địch cửu thầm mắng một câu, nếu không phải nơi này có quá nhiều người, hắn sẽ trực tiếp nói với Thiết Bắc Sơn, nếu đã khó mở miệng thì không cần nghe răng. Tự hồ cảm nhận được địch cửu khó chịu, Thiết Bắc Sơn liền chủ động bảo, bởi vì lúc trước trận kỳ hộ trận nằm, trong tay lệ lôi, mà hiện tại lệ lôi đã vẫn lạc, ta thật không biết chiếc nhẫn của lão có trận kỳ hộ trận hay không. Địch Cửu thầm cười lạnh, đừng nói hiện tại hắn không biết nhẫn của Lệ Lôi có gì, xem như có đi nữa, Địch Cửu cũng tuyệt đối không giao trận kỳ cho Thiết Bắc Sơn. Mặc dù người này đã mất một cánh tay trong yêu thú triều, thế nhưng đó là tình huống bắt buộc, chờ sau khi ông ta đã an toàn, rất khó cam đoan Thiết Bắc Sơn sẽ không trở thành Lệ Lôi thứ hai. Địch Cửu bèn thở dài, ai, nói thật, tu vi của ta vẫn kém một chút so với Lệ Lôi. May mắn trận đạo tương đối lợi hại khiến lão không phát hiện được trận cơ của Khốn Sát, tiên trận nên phải ngạnh công trong đó nếu chính diện chiến đấu ta khẳng định bản thân chẳng phải đối thủ của lão nhưng ngược lại một khi lọt vào đại trận ta tạo dựng lệ lôi chỉ có thể chờ chết tu sĩ ở đây chẳng một ai hoài nghi những gì địch cửu nói trình độ trận đạo của địch cửu mạnh bao nhiêu cứ xem ngàn vạn yêu thú bị vây giết nơi đây liền biết địch cửu có khả năng giết ngần này quái vậy thì cần gì phí nhiều sức đi hạ sát lệ lôi những tu sĩ đứng đây đều rõ việc địch cửu vây giết lệ lôi xém chút là thất bại cộng với việc hắn vây giết được nhiều yêu thú và tạo ra khốn sát tiên trận đỉnh cấp, cũng ngờ ngàn vạn tu sĩ giúp đỡ. Đương nhiên càng quan trọng hơn, sau khi hạ sát lệ lôi, địch cửu may mắn nắm thêm thủ đoạn tạo dựng pháp tắc trận kỳ mới. Địch cửu có thể chiến đấu với lệ lôi, một thời gian dài đều vì hắn nhanh tay mà sớm tạo dựng pháp tắc trận kỳ, đồng thời bố trí khốn sát đại trận. Bằng không, đoán chừng chưa kịp ra chiêu cuối thì hắn đã bị lệ lôi chém chết rồi. Không đợi thiết Bắc Sơn hỏi thăm, Địch cử tiếp tục nói, lệ lôi thật sự rất lợi hại, sau khi lão bị khốn sát tiên trận vây khốn vẫn đủ khả năng đánh trả. Ta chỉ biết toàn lực xuất thủ, cố gắng khóa lão lại, thời điểm chuẩn bị giết lão lại không ngờ lão tự bạo. Sau khi nói xong, địch cử còn lắc đầu tiếc nuối. Việc này sao có thể không tiếc nuối, loại người như lệ lôi khẳng định có rất nhiều bảo vật. Mà bây giờ địch cửu nói lão tự bạo nên toàn bộ đồ vật đều mất hết, thật sự quá đáng tiếc rồi. Về phần nói lệ lôi tự bạo mà còn chịu để nhẫn lại, làm gì có ai tin được ngươi bị người ta đánh đến mức tự bạo, ngươi sẽ ngoan ngoãn giao nhẫn chữ vật cho kẻ thù ư. Thiết Bắc Sơn không nghĩ tới kết quả này, trong lòng ông ta có chút nghi ngờ, thế nhưng không tin thì làm sao? Với cả ông ta chẳng tìm ra sơ hở nào từ lời địch cửu nói. Chỗ duy nhất có thể bắt bẻ là lý do lệ lôi tự bạo, quá trình lại nhanh chóng và yên tĩnh quá mức. Đây có thể nói do trình độ trận đạo địch cửu cường đại, đủ khả năng che đi khí tức tự bạo kia, thế là xong. Địch cửu quay sang nói với khuất ngấn và trầm tự thuấn, khuất hội chủ, Trầm phó hội chủ, chúng ta quay về đại đỉnh tự do tiên thành chứ. Địch huynh, hiện tại truyền tống trận xảy ra vấn đề rồi. Môn chủ chính khí kiếm môn phó tuyết lăng vội vàng nói. Địch cửu lúc này mới nhớ ra việc lôi đình tiên lục không có truyền tống trận. Thấy tất cả mọi người đều nhìn mình, địch cửu đành phải lên tiếng. Lúc trước bằng hữu của ta là chủng ngạo tới lôi đình tiên lục thông qua lưỡng giới cốc, lần này ta cũng dự định rời đi từ đấy. Có thể lưỡng giới cốc là nơi nối tiếp với thông đạo đi tới một giới khác, nếu đó là thật sự thì rời đi từ nơi ấy, chỉ sợ không về được đại đỉnh tự do tiên thành. Người vừa nói chuyện là một nam tử trung niên nho nhã, địch cử biết y, y chính là Khúc Tăng, tông chủ Việt Ma Tiên Tông. Địch cửu thở dài, hiện tại từ bỏ lưỡng giới cốc thì ta không còn bất kỳ cách di chuyển nào khác. Chẳng biết bao lâu nữa truyền tống trận mới sửa xong. Vạn nhất ta không trở về đại đỉnh, mong rằng trong tương lai, khi chư vị có ai tới tự do tiên thành, hãy giúp ta truyền tin về tiệm cơm hòa bình. Việc sửa chữa truyền tống trận từ lôi đỉnh, tiên lục đến đại đỉnh tự do tiên thành thật không đơn giản, còn cần vài bảo vật tuyệt tích như tiệt thổ để hoàn thành. Địch cửu đã quyết tâm muốn đi, tu sĩ lôi đình tiên lục chỉ có thể nói lời từ biệt với hắn. Lôi đình tiên lục bị thú triều tấn công trở nên thảm hại vô cùng, rất nhiều tông môn cần được xây dựng lại. Địch hộ pháp, lưỡng giới cốc ta biết, chúng ta dùng nơi đó, để di chuyển xác thật không cách nào trở lại đại đỉnh tự do tiên thành. Bên ta có một viên phá giới phù, là tiên phù cửu phẩm đỉnh phong, vạn nhất chúng ta tách ra ngươi mượn nhờ tờ phù lục này sẽ có thể trở về khi chỉ còn riêng ba người khuất ngấn liền nói với địch cửu vốn địch cửu muốn giải thích bản thân đang giữ trận kỳ hộ trận lôi đình tiên lục nhưng nghe được lời khuất ngấn nói hắn lập tức kinh hỉ đứng lên khuất hội chủ ngươi thật sự có phá giới phù thứ này có tác dụng rất lớn với ta từ khi đột phá lên tiên vương vô số lần địch cửu muốn quay về địa cầu một chuyến nhưng thực lực hắn quá yếu chỉ đành gác chuyện đó qua một bên mục đích địch cử trở về địa cầu chỉ có một đó chính là đi tới vong xuyên tự trong vong xuyên sơn mạch bên dưới vong xuyên tự có luân hồi kiều hiện tại địch cử càng thêm khẳng định cây cầu này chính là bảo vật công kích mạnh nhất vũ trụ hắn há có thể không chiếm lấy nó huống hồ chờ khi địch cử rời khỏi địa cầu lấy thực lực hắn lúc ấy liền đủ khả năng quay về thế giới tiểu trung ương khuất ngấn không trả lời mà thẳng thừng đưa một hộp ngọc cho địch cử hắn lập tức mở ra trong đó là một tờ phù lục bao phủ bởi đạo vận địch cửu biết luyện chế một ít phù lục cấp thấp, bản thân hắn từng sử dụng phá giới phù, bởi vậy hắn đương nhiên biết tờ phù lục này cao cấp hơn cái trước kia gấp nhiều lần. Trông thấy địch cửu lộ ra vẻ kinh hỉ và khát vọng, khuất ngấn cười bảo, địch hộ pháp lấy dùng đi. Đa tạ khuất hội chủ. Địch cửu thật tâm cảm tạ, hắn quyết định chờ sau khi bước vào tu vi tiên đế, thì sẽ nghĩ biện pháp đi một chuyến về địa cầu. Về phần quy tắc áp chế, địch cửu tin tưởng thiểm quang có thể giúp hắn tránh khỏi điều đó khuất ngấn khoát tay địch huynh đệ không cần cảm tạ nếu không nhờ ngươi cái mạng già này của ta vẫn đang phải luyện đan vì kẻ khác cuối cùng chỉ có thể biệt khuất chết đi giữa chúng ta còn nói những lời khách khí này làm gì trầm tự thuấn ở bên cạnh góp lời đúng vậy địch huynh đệ ba người chúng ta về sau đừng có khách khí như thế nữa ta và khuất ngấn hơn ngươi vài tuổi không bằng gọi huynh đệ đi tốt đã như vậy thì ta không khách khí nữa sau khi rời khỏi lôi đình tiên lục ta còn muốn ra ngoài làm ít chuyện, đại đỉnh đan hội và tiệm cơm hòa bình, vẫn phải nhờ hai vị huynh trưởng chiếu cố hơn một chút. Địch cửu liền ôm quyền nói. Hắn quyết định về đại hòa điện để bế quan một đoạn thời gian, với trình độ tiên đan tôn bát phẩm hiện tại, hẳn là đã có thể mở ra tầng thứ tư của đại hòa điện. Sau đó hắn sẽ lập tức bế quan trùng kích tiên đế cảnh. Đối với địch cửu, bước vào tiên đế mới là chuyện trọng yếu nhất. Tuy hắn có thể đối phó với tiên đế bình thường, nhưng nếu gặp chúng cường giả như lôi đế, hắn bắt buộc phải mượn nhờ khốn sát đại trận. Một khi cường giả không cho hắn thời gian bố trí đại trận, hắn chẳng phải là chờ chết. Hơn nữa thái cổ lôi thạch đã bại lộ, khó tránh khỏi sẽ có cường giả đi tìm hắn. Địch huynh đệ yên tâm, chỉ cần hai người chúng ta còn sống tại đại đỉnh, tiệm cơm hòa bình chắc chắn sẽ hòa bình. Khuất ngấn khẳng định. Địch cửu không nói gì nữa, hắn bắt đầu phá giải giới chỉ của lệ lôi, khuất ngấn thì khống chế phi hành pháp bảo. Cấm chế trên giới chỉ rất mạnh, tuy nhiên ở trước mặt địch cửu, loại cấm chế này vẫn chẳng đáng chú ý, vẻn vẹn nửa nén hương, địch cửu đã mở được giới chỉ của lệ lôi. Đây là một cái tiểu thế giới, quy tắc của tiểu thế giới này gần giống với chân linh thế giới. Có thể nói trong nhiều giới chỉ địch cửu tịch thu được, ngoại trừ chân linh thế giới của dạ hy, thì cái trong tay hắn hiện giờ chính là tiểu thế giới cấp cao nhất. Trong tiểu thế giới trồng đầy đủ loại tiên linh thảo cao cấp, ngoại trừ một số loại linh thảo chân quý cấp thấp, đại đa số đều là tiên linh thảo từ cấp 7 trở lên từng đống vật liệu lôi thuộc tính trồng chất, chí ít năm dòng cực phẩm tiên linh mạch, thượng phẩm tiên linh mạch thì ngược lại không có. Chuyện làm cho địch cửu vui mừng nhất chính là hắn nhìn thấy một dòng cực phẩm lôi thuộc tính tiên linh mạch. Còn thượng phẩm tiên tinh thì nhìn thoáng qua đã có hơn 10 tỷ. Các loại đan dược, pháp bảo, công pháp phải nói là rực rỡ muôn màu, tuy nhiên địch cửu lại chẳng có hứng thú. Ánh mắt của hắn rơi vào trên một cây trận kỳ màu đen sẫm, địch cửu cảm giác đây chính là trận kỳ khống chế hộ trận lôi đình tiên lục. Địch cửu cầm trận kỳ lên, Thần niệm thẩm thấu vào, tầng cấm chế thứ nhất rất nhanh đã bị hắn luyện hóa. Suy đoán của hắn quả nhiên chính xác. Khi địch cử luyện hóa cây trận kỳ này thì gần như biết được vị trí của lôi đình châu. Địch cử thầm than, nếu như cây trận kỳ này rơi vào trong tay Thiết Bắc Sơn, hắn khẳng định Thiết Bắc Sơn sẽ lấy đi lôi đình châu, mà lại lôi đình châu ở ngay dưới lưỡng giới cốc. Địch cử hoài nghi lôi đình châu do lệ lôi cố ý chuyển rời đến nơi đây, một khi lôi đình tiên lục bị hủy, lệ lôi có thể mang theo lôi đình châu rời đi từ lưỡng giới cốc bản thân lệ lôi thì không có năng lực rời đi từ lưỡng giới cốc nhưng nếu có lôi đình châu vậy rất khó nói một khi lôi đình châu bị lấy đi lôi đình tiên lục sẽ trở nên giống như tứ phương tiên lục tu sĩ lôi đình hẳn nên cảm thấy may mắn vì lôi đình châu và trận kỳ khống chế hộ trận đã rơi vào trong tay hắn thế nào địch cử vừa đi ra khuất ngấn liền vội vàng hỏi thăm địch cử cười đáp không thành vấn đề hộ trận lôi đình tiên lục đã tới tay đợi lát nữa chúng ta mở ra hộ trận sau đó từ lưỡng giới cốc rời khỏi lôi đình tiên lục Quát Ngấn và Trầm Tự Thuấn biết địch cửu lấy được hộ trận lôi đình đều thầm vui mừng. Chuyện này mang ý nghĩa bọn họ không cần tiếp tục ở lại đây nữa, có thể quay về xử, lý công vụ đan hội rồi. Từ khi địch cửu xử lý dạ hy, quét ngang Hoàng Hồ Cung, đại đỉnh đan hội phát triển một cách nhanh chóng không gì sánh được. Về phần hộ trận lôi đình tiên lục ở trong tay địch cửu thì khuất ngấn và trầm tự thuấn, không hề lo lắng chút nào, bọn họ tin tưởng địch cửu sẽ không giống như lệ lôi. Ba người thả lỏng tâm tình, bắt đầu bàn luận về đan đạo. Địch Cửu là tiên đan tôn bát phẩm, nhưng kinh nghiệm luyện đan lại kém xa hai vị hội chủ, sau một phen đàm đạo, ba người đều có thu hoạch không tệ cho riêng mình. Ba ngày sau, phi thuyền đáp xuống lưỡng giới cốc. Địch Cửu chưa vội mở ra hộ trận Lôi Đình Tiên Lục, mà trước hết hắn đi tìm kiếm Lôi Đình Châu. Vừa tìm thấy Lôi Đình Châu, Địch Cửu liền phát hiện có thần niệm ẩn trong nó. Địch Cửu suy đoán đây là lệ Lôi lưu lại, gia hỏa này quả thật muốn mang Lôi Đình Châu đi. Địch Cửu không chút do dự xóa bỏ hết thảy thần niệm khí tức trong Lôi Đình Châu thậm chí ngay cả thần niệm của mình hắn cũng không để lại. Lôi đình châu không phải thuộc về một người, mà là cả lôi đình tiên lục. Nếu mất đi lôi đình châu, không chỉ lôi đình sẽ biến mất, mà ngay cả những tu sĩ ở tu chân giới muốn phi thăng tới lôi đình, tiên lục cũng sẽ không còn đường ra. Sau khi tước đoạt thần niệm ẩn trong lôi đình châu, địch cử bắt đầu tạo dựng pháp tắc trận kỳ, sử dụng thủ đoạn pháp tắc để giấu lôi đình châu trong hư không lôi đình tiên lục. Từ hôm nay trở đi, dù có kẻ giáp tâm hủy đi lôi đình, tiên lục thì cũng sẽ không tìm thấy lôi đình châu nữa. Dưới sự khống chế của địch cửu, hộ trận lôi đình tiên lục rất nhanh liền mở ra thông đạo, địch cửu trong lòng mang theo nghi hoặc cùng khuất ngấn, trầm tự thuấn rời khỏi lôi đình tiên lục tiến vào trong hư không. Địch huynh đệ, lộ trình từ đây tới đại đỉnh tự do tiên thành sấp xỉ một năm. Người đã bận rộn, vậy chúng ta chia tay ở đây. Khuất ngấn đề nghị. Địch cửu lúc này mới nói nghi hoặc trong lòng mình ra. Hai vị huynh trưởng, ta cảm thấy rất kỳ quái, vì sao lôi đình tiên lục không thành lập một bến tàu để tiến vào hư không? Nếu làm như vậy thì những người rời khỏi lôi đình, tiên lục đi hư không thí luyện sẽ dễ dàng trở về hơn nhiều. Địch cửu nghĩ đến tứ phương tiên lục, tứ phương tiên lục cũng chẳng có bến tàu hư không. Số ít tu sĩ cường đại còn có thể mượn truyền tống trận để rời khỏi tiên lục, tu vi yếu một chút thì đoán chừng suốt đời chỉ có thể lưu tại trên một vùng đất. Còn những chỗ như lôi phủ đảo e rằng chẳng mấy người có thể thông qua. Khuất ngấn cho mày, ông cũng nghĩ tới vấn đề này bởi vì các đại tiên lục đều không có bến tàu hư không trừ phi ba người đồng thời nghĩ đến một điểm chỉ liếc nhìn nhau mà không nói gì thêm trừ phi có người không muốn để cho tu sĩ tứ đại tiên lục tùy ý rời đi xem như có người rời đi thì cũng chỉ có số ít tu sĩ tu vi cường hãn hoặc địa vị rất cao địch cửu dường như biết nhiều hơn hai người kia hắn không tiếp tục hỏi thăm nữa hắn đưa một chiếc giới chỉ cho khuất ngấn rồi dặn dò khuất huynh giới chỉ này ta để lại cho giải hoang giải hoang là bằng hữu của ta Tương lai nếu như y đến đại đỉnh tự do tiên thành, phiền huynh hãy thay ta đưa cho hắn, ta đi trước, tương lai chúng ta sẽ gặp lại ở đại đỉnh. Ngươi yên tâm đi, có chúng ta ở đây, đại đỉnh tự do tiên thành chắc chắn không có chuyện gì. Khuất ngấn biết địch cửu khác với bọn họ, bọn họ ở lại đại đỉnh hay không thì tu vi cũng chẳng có nhiều biến hóa. Địch cửu chẳng những nhỏ tuổi, mà còn rất nhiều tài nguyên trên người, ở lại đại đỉnh tự do tiên thành chỉ làm hạn chế sự phát triển của hắn. Địch cửu thi triển thần niệm độn, tăng thêm thần niệm siêu việt cấp độ tiên niệm cấp 9, vẻn vẹn hơn 10 ngày, hắn đã tới Đại Hòa Điện. Đại Hòa Điện sớm đã không còn trận kỳ ngoại vi, nếu có người khác đến, dù biết Đại Hòa Điện ở đây thì cũng tìm không thấy lối vào. Trong lòng địch cửu rất cảm kích Đại Hòa Điện, nếu không nhờ nơi này, tu vi của hắn nhất định không có khả năng tiến bộ nhanh như vậy. Hiện tại trình độ trận pháp của địch cửu đã cao hơn năm xưa rất nhiều, sau khi tiện tay sửa chữa hư không trận môn xong thì hắn mới bước vào trong vừa tiến vào đại hòa điện địch cử liền đi thẳng đến tầng thứ ba hắn muốn mở ra đan môn tầng thứ ba sau đó tiến vào tầng thứ tư tu luyện địch cử lấy ra đại trụ đỉnh vung tay tạo dựng mười mấy cây trận kỳ thế nhưng khi địch cử trông thấy dòng chữ viết trên đan môn tầng thứ ba thì ngây ngẩn cả người trên đó viết trong vòng một canh giờ luyện chế một lò cửu phẩm cửu văn tiên đan khảm nạm tiên đan trên đan môn nếu thất bại một năm sau thử lại phía dưới chữ viết có sáu cái lỗ đựng đan Địch Cửu vốn chuẩn bị luyện chế một lò bát phẩm tiên đan, đọc xong mấy dòng ấy thì hụt hẫng không thôi. Sao thất phẩm tiên đan đáng lý là bát phẩm tiên đan mới đúng? Cớ gì lại biến thành cửu phẩm tiên đan? Chuyện được đọc bởi kênh Halley's Audio. Muốn luyện chế tiên đan cửu phẩm trong vòng một canh giờ. Địch Cửu chỉ có thể thở dài. Đừng nói một canh giờ, dù một năm, Địch Cửu khẳng định hắn cũng luyện chế không ra. Sở dĩ Địch Cửu ngừng luyện chế không phải vì thiếu thốn tiên linh thảo. Trên thực tế, tiên linh thảo dùng cho tiên đan cửu phẩm hắn còn nhiều lắm, thật sự chẳng tiếc vung tay. Thế nhưng từ khi luyện chế thất bại đến nay, Địch Cửu vẫn chưa tìm ra nguyên nhân chân chính cho việc này. Nếu có thể tìm được, chỉ cần hắn chuyên tâm tập luyện, sớm muộn cũng thành công cho ra tiên đan cửu phẩm. Mà xem như không tìm thấy nguyên nhân, có lẽ vẫn có một ít đan sư thông qua việc chăm chỉ luyện chế, cuối cùng vẫn sẽ thành công. Nhưng Địch Cửu khác biệt, hắn đã có đan đạo của chính mình chỉ cần chưa tìm ra nguyên nhân, hắn sẽ không thể cho ra tiên đan cửu phẩm. Ngược lại, nếu y vào bản thân có nhiều tiên linh thảo mà ngoan cố tiếp tục, rất có thể dẫn tới tình trạng đan đạo chi tâm sinh ra vết rách. Địch cửu trầm mặc trọn vẹn nửa ngày, thẳng đến khi chữ viết trên đan môn biến mất, hắn mới xuất ra mạch nguyên khí màu xanh chỉ còn lại có nửa trượng kia, hiện tại cứ đột phá cấp bậc tiên đế trước rồi nói tiếp. Khi đó, hắn lại thử luyện chế tiên đan cửu phẩm xem sao. Trong tinh ma cung tại ma y tiên lục, Giải Hoang đang nôn nóng đi tới đi lui trong phòng, kể từ lần sau cùng gặp địch cửu, Tu Vi Y liền đình trệ. Từ đó tới nay, phụ thân đã nhốt Y tại Bắc Cung Tinh Ma, chưa từng thả ra ngoài. Trong khoảng thời gian này, ông ấy làm gì Giải Hoang hoàn toàn không biết. Lúc trước, phụ thân Y từng nói, đợi Giải Thừa thành công tấn cấp tiên vương, ông ấy sẽ hỗ trợ Giải Hoang đột phá. Mặc dù biết việc này thật bất công nhưng Giải Hoang chỉ có thể im lặng chấp nhận, chỉ cần còn một tia hy vọng, Y sẽ không bỏ cuộc. Hiện tại ngay cả mặt mũi giải vạn lăng ở đâu, Giải Hoang còn không thấy thì tấn cấp tiên vương cái rắm gì. Đoán chừng Giải Thừa đã sớm đột phá tiên vương rồi. Tiên linh khí tại Bắc cung là nơi yếu nhất trong toàn bộ Tinh Ma Cung. Hiện tại Giải Hoang đã là đại la tiên tầng 9 viên mãn, dù tiếp tục tu luyện cũng khó lòng mà tiến thêm bước nữa. Vì thế mỗi ngày y chỉ biết đi tới đi lui tại đại điện trống rỗng này. Bây giờ, thậm chí Giải Hoang còn có chút hoài niệm dục độc kia. Mặc dù khi ấy phải chịu dày vò không gì sánh được nhưng y lại tự do vô cùng. Giải hoang thở dài một hơi, đúng là không nên quay về a. À. Chẳng biết đại ca với mặc tỷ hiện giờ có tốt không, còn hắc hỏa phải chăng đã là tiên yêu thú cấp 7, thụ đệ lười biếng như thế liệu đã chăm chỉ tu luyện chưa? An thúc, ta cầu xin ông, để ta ra ngoài đi, mỗi ngày phải bị nhốt trong cảnh tù túng thế này, sống còn không bằng chết, thời thời khắc khắc đều chịu dày vò. Giải hoang cũng không rõ đây là lần thứ mấy y đứng ở cửa trận môn Bắc Cung, mà cầu tình. Thật sự an thúc quá mức nghiêm khắc, những năm gần đây an thúc chưa bao giờ cho y ra khỏi cung điện nửa bước xem như giải hoang muốn kiếm chỗ chạy trốn cũng chẳng tìm ra tuy nhiên điều khiến y mừng rỡ là lần này thân an lại chẳng quay người đi như thường lệ ông thở dài rồi nhìn về phía giải hoang ánh mắt lóe lên cỗ cảm xúc khó nói thành lời tựa hồ như thương hại lại thêm do dự giải hoang thấy vậy thì thở dài một phen y lo lắng bản thân nói thêm tiếng nữa an thúc sẽ lập tức rời đi bỗng nhiên thân an tiến lên mấy bước cầm pháp bảo đánh xuống răng rắc một tiếng trận môn bắc cung thế mà bị thân an đánh ra một cái khe giải hoang đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội y vươn tay xé vết rách trên cái khe kia vọt thẳng ra ngoài đa tạ an thúc giải hoang kích động đến mức giọng nói có chút run rẩy bấy giờ do dự trong mắt thân an đã biến mất không thấy đâu ông đưa chiếc nhẫn trong tay cho giải hoang thiếu chủ giải hoang khoát tay chặn lại y tự diễu an thúc ta không còn là thiếu chủ về sau ông cứ gọi thẳng tên ta là được thiếu chủ tinh ma cung hiện giờ là một người khác. Nghe xong, thân an lắc đầu, ông vẫn đem chiếc nhẫn nhét vào tay giải hoang, thở dài nói, ta đi theo người nhiều năm như vậy, thiếu chủ trong lòng ta vĩnh viễn chỉ có một. Tuy trong nhẫn không có nhiều đồ tốt nhưng người vẫn cầm lấy đi. Lời thân an nói khiến giải hoang khẽ giật mình, y vội đẩy chiếc nhẫn trở về. An thúc, nhẫn ta có rồi, há có thể muốn chiếc nhẫn từ ông. Thân an không hề nhận lại, hiện giờ cung chủ và thiếu cung chủ đã đi ra ngoài, nếu ta đoán không sai, hai người hẳn đang tìm kiếm cơ duyên nào đó. Bây giờ người mau đi khỏi đây, nếu chậm e rằng không kịp. Giải Hoang vội đáp, An thúc, ông hãy đi cùng ta, chúng ta đi tìm đại ca. Nếu ông lưu lại đây, đoán chừng phụ thân sẽ không bỏ qua cho ông. Thế nhưng thân An chỉ lắc đầu, ông ta mỉm cười khẽ đáp, ta thẳng người đi đã nhận mệnh cãi lời cung chủ, không còn ý nghĩ sống tiếp. Người đi tìm vị đại ca đó nhất định bình yên vô sự, chẳng ai dám động tới người nữa. Tương lai, thiếu chủ phải cố gắng tự lập rồi quay về cứu mẫu thân người ra. Nói xong lời cuối, thân thể thân an bỗng bốc cháy, cả người ông nhanh, chóng tiêu tán trong ngọn lửa. Giải hoang đờ đẫn nhìn hỏa diễm dần dần thiêu dụi thân an, hai đầu gối quỳ dạp xuống đất, nếu y biết cứu mình sẽ mang tới cái chết cho an thúc, y tuyệt đối không làm chuyện ngu ngốc như vậy. Lệ rơi đầy mặt, y biết bản thân vốn sống theo cảm tính, giờ phút này trong lòng y tràn đầy hối hận, y không nên bức an thúc a. À người không cần tự trách vốn dĩ ta đã định thẳng người đi từ lâu nhớ kỹ ở đại đỉnh tự do tiên thành đại ca người có mở một tiệm cơm mang tên hòa bình lời nói biến mất dần tựa như thân xác thân an mặc dù ông còn nhiều thứ muốn nói nhưng đã không kịp nữa rồi thân an có thể không hài lòng cách làm việc của cung chủ nhưng tuyệt đối không thể phản bội ngài việc ông vẫn một mực canh giữ bên cạnh không phải là vì lo giải hoang đào tẩu mà bởi vì thân an hiểu rõ một khi ông rời đi dù thiếu chủ có đào tẩu hay không thì mạng ngày ấy cũng khó mà bảo toàn. Tính tình ngoan lệ của giải thừa, thân an đâu chỉ chứng kiến lần một lần hai lần, không giết được giải hoang, gã tuyệt đối không cam tâm. Ông chấn thủ nơi đây không rời một bước, bề ngoài nói là trông coi giải hoang, thực chất mà nói chỉ vì bảo trụ mạng sống cho thiếu chủ thôi. Sau khi thân an hoàn toàn biến mất, giải hoang mới hướng về phía ông mà dập đầu ba cái, sau đó trực tiếp cắt đứt mái tóc dài rồi cấp tốc xông thẳng ra khỏi tinh ma cung từ nay về sau tinh ma cung cùng giải hoang không còn quan hệ từ nay về sau giải hoang sẽ đổi tên tên của mẹ y là trưởng tôn vân về sau y liền gọi trưởng tôn hoang tiểu hoang sao ngươi trở nên tiểu tụy như vậy sau khi đi tới tiệm cơm hòa bình kẻ đầu tiên trưởng tôn hoang gặp được là hắc hỏa biến hóa của nó thật sự quá lớn hiện tại trước mắt y nó đã là một hư không yêu thú đỉnh cấp trưởng tôn hoang chỉ là đại la tiên viên mãn đứng ở trước hắc hỏa lại có một tia áp lực Tiểu hòa, ngươi đã là đại tiên yêu cấp 9. Trưởng tôn hoang ngạc nhiên hỏi, trong lòng y có chút đắng chát, sau khi tách ra khỏi đại ca, tu vi y tiến bộ thật sự quá chậm. Nếu một mực đi theo bên cạnh huynh ấy, bây giờ có lẽ trưởng tôn hoang đã sung kích tiên tôn rồi. Hắc hỏa cười hắc hắc rồi đáp, vẫn chưa, mà nói đi cũng nói lại, sao ngươi rời đi lâu thế? Trưởng tôn hoang không trả lời hắc hỏa mà hỏi lại, đại ca đâu rồi? Đại ca đi ra ngoài có việc rồi, đoán chừng trong thời gian ngắn sẽ không về đúng rồi đại ca có đưa ngươi một chiếc nhẫn hắc hỏa nói xong liền lấy một chiếc nhẫn ra đưa cho trưởng tôn hoang khuất ngấn cho địch cử phá giới phù hắc hỏa đứng một bên chứng kiến tất cả bởi vì tu vi hiện tại của nó đã là tiên yêu đỉnh cấp địch cử không thể dẫn nó theo nên để nó đi theo khuất ngấn và trầm tự thuấn trở về đại đỉnh tự do tiên thành trông coi tiệm cơm hòa bình theo hắc hỏa nếu đại ca có phá giới phù vậy khẳng định huynh ấy sẽ rời khỏi tiên giới vì thế nó mới dám nói trong thời gian ngắn địch cử không trở về vốn địch cửu tính nhờ khuất ngấn đưa chiếc nhẫn này cho trưởng tôn hoang bởi vì hắn không chắc trưởng tôn hoang sẽ tới đại đỉnh tự do tiên thành hay không nếu không chẳng lâu sau khuất ngấn sẽ tới ma y sơn luận đạo tại ma y tiên lục lúc đó đưa luôn cũng tiện tuy luận đạo ma y sơn là chuyện nội bộ ma y tiên lục nhưng họ vẫn mời vài vị khách có phân lượng tham dự khuất ngấn là hội chủ đại đỉnh đan hội hẳn cũng nhận được thiếp mời thế nhưng địch cửu lại không ngờ khuất ngấn có việc gấp nên giao chiếc nhẫn cho hắc hỏa hiện tại gặp được trưởng tôn hoang, hắc hỏa tất nhiên lấy ra đưa cho y. Thật cảm ơn đại ca, còn có ta đã đổi tên thành trưởng tôn hoang rồi. Sau khi tiếp nhận bảo vật, trưởng tôn hoang ngậm ngùi nói một câu, lúc này trong lòng y như có dòng nước ấm vỗ về. Huynh đệ trong nhà thời thời khắc khắc tìm cách giết y, mà một vị đại ca kết nghĩa sau tất cả vẫn luôn giúp đỡ mình. Hắc hỏa không quan tâm lắm đến tên họ đối phương, nó cười hắc hắc, vỗ vỗ vai trưởng tôn hoang rồi nói, ngươi nhanh chóng đi độ lôi kiếp rồi tấn cấp tiên vương đi sau đó trở về bế quan tu luyện, thực lực hiện giờ của ngươi quá kém. Ngay cả con hàng như tiểu thụ nhân còn biết cố gắng nâng cao thực lực, nếu ngươi bị bỏ lại, sau này đại ca trở về chắc chắn sẽ không vui. Nghe thấy thế, trưởng tôn hoang gật gật đầu, dù hắc hỏa không nói y cũng chuẩn bị đi bế quan. Hiện tại đại ca đã là đan sư đỉnh cấp, nếu hắc hỏi nói hắn có thể độ lôi kiếp, vậy khẳng định bên trong trích nhẫn là lư la vương đan. Địch cửu đình chỉ việc tu luyện, hắn bước vào tiên tôn tầng 9 viên mãn đã 10 năm, thế nhưng trong 10 năm này, Tu vi lại chẳng hề tiến bộ, cứ như có một thứ gì đó ngăn cản đại đạo, khiến hắn không cách nào tiến thêm bước nữa. Địch Cửu thu hồi nguyên khí mạch màu xanh chỉ còn lại có một đoạn nhỏ, thầm thở dài một phen, tiếp tục tu luyện cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, có lẽ hắn nên đi địa cầu một chuyến rồi tính. Nếu lấy được luân hồi kiều rồi thì dù chỉ là tiên tôn, Địch Cửu cũng không cần sợ loại cường giả như Lệ Lôi. Sau khi rời khỏi đại hòa điện, Địch Cửu xem qua truyền tin châu, không có tin tức gì truyền đến đây có nghĩa là tiệm cơm hòa bình vẫn bình yên nếu có chuyện vô luận là hắc hỏa hay hội chủ khuất ngấn đều sẽ lập tức báo cho hắn ngay địch cửu tìm một địa phương cực kỳ vắng vẻ ở trong hư không sau đó mới lấy phá giới phù ra địch cửu chợt nghĩ đến một việc nếu sử dụng phá giới phù nhưng không thể trở lại địa cầu mà trở lại tu chân giới thì tính sao bây giờ so với tứ đại tiên lục đẳng cấp của giới diện địa cầu thật sự quá thấp mình hẳn nên tìm vài tên luyện phù đại sư để họ luyện chế mấy tờ phá giới phù cấp thấp như vậy sẽ có thể từ tu chân giới tới địa cầu. Bất quá địch cửu liền vỗ vào đầu mình, bản thân hắn vốn là tiên phủ sư cấp thấp, tuy rằng không thể luyện chế ra loại phá giới phù cao cấp trong tay, nhưng muốn luyện chế một tờ phá giới phù, có thể từ tu chân giới trở lại địa cầu dường như không phải việc khó. Về phần vật liệu luyện chế phù lục thì có thể lấy trong chân linh thế giới, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Đạo vận trên phá giới phù lưu chuyển, huyễn hóa ra từng vòng từng vòng đạo văn. Quả nhiên là phù lục đỉnh cấp. Địch cửu thầm nghĩ, nếu như cầm tờ phù lục này đi bán đấu giá, khẳng định phải bán với cái giá trên trời mới thể hiện được giá trị của nó. Thời điểm thần niệm rơi trên phá giới phù, chân nguyên đang muốn kích phát phù lục, trong lòng địch cửu đột ngột có cảm giác bất an. Địch cửu nhíu mày, hắn vội đình chỉ việc kích phát phù lục lại, đây là có chuyện gì? Thần niệm của hắn rơi vào trên phù lục, cẩn thận tra xét hết lần này tới lần khác, nhưng lại không phát hiện ra chỗ nào bất ổn. Xem ra hẳn là do mình đa tâm, phù lục này là thứ khuất ngấn tặng, địch cửu không tin khuất ngấn sẽ hại hắn hơn nữa dù khuất ngấn muốn hại hắn thì dùng phù lục cũng thật sự quá vô nghĩa nghĩ tới đây địch cửu không còn cố kỵ lập tức kích phát phù lục phù lục huyễn hóa ra đạo mang xé rách hư không hư không trước mắt địch cửu lập tức nứt ra một thông đạo trong thông đạo tựa hồ có khí tức của vô số giới diện địch cửu dùng thần niệm quét ra ngoài hắn lập tức cảm nhận được mấy cái khí tức giới diện quen thuộc địch cửu không chút do dự bước vào đường hầm hư không bất luận tiến về giới diện quen thuộc nào thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hắn. Gần như đồng thời điểm địch cửu bước vào đường hầm hư không, phá giới phù đột nhiên vỡ ra, hóa thành vô số đạo mang màu xám. Những đạo mang này chỉ trong chớp mắt đã bao phủ cả người địch cửu. Địch cửu cảm giác được thức hải của mình xuất hiện vết dạn, kinh mạch bắt đầu bại nhất, đan điền thậm chí còn vang lên tiếng tạch tạch. Không tốt, bị ám toán. Địch cửu vô cùng lo lắng, hắn khẳng định mình đã bị ám toán. Những đạo mang màu xám không chỉ hủ thực thức hải và mạch lạc, mà còn muốn bại nhất đạo cơ của hắn. Địch cửu điên cuồng vận chuyển quy tắc chu thiên, cũng may tinh không mạch thực sự quá mức rộng lớn, dù bất ngờ bị ám toán, tinh không mạch vẫn chẳng chịu chút ảnh hưởng nào. Chỉ là thức hải không cách nào động đậy, nếu mặc cho loại ăn mòn này tiếp tục, địch cửu đoán chừng thức hải không kiên trì được bao lâu là sẽ bại hóa cùng, với kinh mạch, phù lục thật độc ác. Gia hỏa luyện chế loại phù lục này không chỉ có trình độ phù đạo đã đến đỉnh phong, ngay cả trận đạo cùng dược đạo chắc chắn cũng là cấp bậc cao nhất địch cử đoán khuất ngấn vốn không biết tờ phù lục trong tay ông lại có vấn đề lớn như vậy đổi thành một tu sĩ khác thì giờ chỉ có thể chờ chết mà thôi nếu địch cử không biết quy tắc chu thiên thì hắn cũng chẳng có biện pháp nào hiện tại quy tắc chu thiên miễn cưỡng duy trì thức hải không tiếp tục sụp đổ không còn tiếp tục ăn mòn đạo cơ của mình nhưng hắn lại vô pháp tiến thêm một bước chưa thể hóa giải loại nhất hóa đó loại nhất hóa này chắc chắn không chỉ là một loại kịch độc hiển nhiên là còn vận dụng kịch độc pháp tắc đến mức cực hạn nếu đổi thành bất cứ tu sĩ nào khác thì e rằng đã sớm vẫn lạc. Thứ địch cửu tinh thông nhất chính là các loại cơ sở pháp tắc, kịch độc pháp tắc này mặc dù cường đại, thế nhưng chỉ cần hắn ngăn cản căn cơ tiếp tục niết hóa, thì sẽ có thể từ từ khôi phục lại. Chỉ là hắn cần một thời gian rất dài mà thôi. Tuy địch cửu bị ám toán, nhưng phù lục vẫn là phù lục thật, đường hầm hư không vẫn còn tồn tại. Địch cửu liên tục xoay chuyển trong đường hầm hư không, thỉnh thoảng lại bị hư không nhận mang chém ra vài vết máu hiện giờ địch cử chỉ có thể mong mỏi chỗ đường hầm hư không này, không có hư không thác vị. Cũng may tấm phù lục của khuất ngấn đích thật cường đại, mở ra đường hầm hư không chẳng hề có hư không thác vị, cộng thêm nhục thân của hắn đã là tiên thần thể, cho nên tuy chịu vết thương trồng chất, nhưng địch cử lại không bị hư không rào sát chí mạng, xem như miễn cưỡng bảo vệ được nhục thân của mình. Đại đỉnh tự do tiên thành, tiệm cơm hòa bình. Thụ đệ dương dương đắc ý đứng ở cửa tiệm cơm, trước, đây không lâu, nó vừa mới bước vào hàng ngũ tiên yêu thú cấp 6, đắc ý là chuyện hiển nhiên. Về phần dùng hết bao nhiêu tài nguyên tu luyện thì tiểu thụ nhân hoàn toàn không để ý đến. Đáng tiếc đại ca không có mặt, nếu đại ca ở đây, khẳng định sẽ khen ngợi nó một câu. Xem như hắc hỏa, bất quá chỉ là ân, bất quá là tiên yêu thú cấp 8 mà thôi, cao hơn có hai cấp bậc chứ mấy. Hắc hỏa thuộc loại thiên phú dị bẩm, còn nó chỉ là dễ kê bình thường. So sánh như vậy, có thể xem như ông trời đền bù cho người cần cù, cố gắng của thụ đệ rốt cuộc đã có thu hoạch. Thụ ca hảo thụ ca chuẩn bị ra ngoài sao vô luận là tu sĩ ở trọ hay tu sĩ trên quảng trường hòa bình khi nhìn thấy tiểu thụ nhân thì đều nhao nhao chào hỏi lòng hư vinh của thụ đệ được thỏa mãn cực lớn nó thận trọng gật đầu các ngươi cũng không tệ thành công luôn thuộc về người có chuẩn bị tương lai các ngươi sẽ không kém hơn ta chỉ cần chịu cố gắng là được đúng thế đúng thế đám người nọ vui vẻ phụ họa thụ đệ tuy ở đây có phủ thành chủ có các đại thương lâu đỉnh cấp thậm chí có cả trụ sở tông môn thế nhưng trong đại đỉnh tự do tiên thành, thế lực chân chính nói một không hai chỉ có mỗi tiệm cơm hòa bình. Dù người khác khinh bỉ tư chất thụ đệ kém đến không thể kém hơn, nhưng lại chẳng có ai dám thể hiện ra mặt điều đó. Xin hỏi một chút, địch đại ca có ở đây không? Giọng nói thanh thúy truyền đến, một nữ tử thanh tú mặc xiêm y màu lam nhạt đi tới. Tu vi nữ nhân này tuyệt đối cường đại hơn vẻ ngoài của nàng rất nhiều, thụ đệ vừa trông thấy nàng liền cảm nhận được sự áp chế tu vi. Bất quá nghĩ đây là tiệm cơm hòa bình, đại ca của mình là địch cửu, tâm tình thụ đệ liền bình tĩnh lại, nó hỏi, muội tử, ngươi là ai? Tình đại ca ta có chuyện gì? Nữ tử thi lễ, ta là ngài khuynh băng, đến từ Ma Y Tiên Lục Giao Hoa Tuyết Sơn. Bởi vì Ma Y Tiên Lục Ma Y Sơn luận đạo sắp bắt đầu, sư phụ ta mệnh ta tới mời địch đại ca đến làm khách. Ma Y Sơn luận đạo, thụ đệ lặp lại một câu, lập tức hiểu được, nó quay người quát to một tiếng, tiểu hoang. Đã đến giờ Ma Y Sơn luận đạo, ngươi mau ra đây. Ngươi gọi bậy cái gì, tiểu hoang đang bế quan tu luyện, có thể nghe được ngươi gọi sao? Giọng nói của Hắc hỏa truyền đến, ngữ khí mang theo vẻ khó chịu rõ rệt. Thụ đệ sờ lên đầu, cười xấu hổ nói, Hắc ca, ta vừa rồi chỉ nghĩ đến tiểu hoang, quên mất y đang bế quan. Khi địch cử có ở đây, thụ đệ không chút do dự gọi nó là tiểu hắc. Tuy nhiên hiện tại địch cử vắng mặt, nó nhìn thấy Hắc hỏa liền răm rắp Hắc ca trước Hắc ca sau. Dù có oán thầm Hắc hỏa thì cũng không dám nói ra ngay trước mặt. Dễ cây nhỏ, ngươi gọi ta làm cái gì, Trưởng Tôn Hoang hỏi, y vừa mới xuất quan, tâm tình hiện giờ đang rất vui vẻ. Ngắn ngủi mấy năm, tu vi của y đã từ Đại La Tiên Viên mãn bước vào hàng Ngũ Tiên Vương tầng 4. Ngoại trừ tư chất, càng quan trọng hơn là địch cửu để lại cho y rất nhiều tài nguyên tu luyện. Không chỉ vậy, tiên linh khí trong chỗ bế quan phải nói là nồng đậm đến mức kinh người. Y vốn bị kẹt tại Đại La Tiên Viên mãn nhiều năm, hiện tại vừa đột phá nên tu vi thuận thế từ từ dâng lên. A, à, ngươi là ngài sư muội trưởng tôn hoang vừa bước ra liền nhìn thấy ngài khuynh băng đang đứng ở ngoài cửa ngài khuynh băng thi lễ với trưởng tôn hoang gặp qua giải hoang sư huynh ta tới đây là muốn mời địch đại ca đi tham gia ma y sơn luận đạo hội trưởng tôn hoang vội vàng hoàn lễ đại ca của ta ra ngoài trong thời gian ngắn sẽ không trở về e rằng ngươi tốn công vô ích còn nữa hiện tại ta đổi tên thành trưởng tôn hoang rồi hắc hỏa vỗ vai trưởng tôn hoang trước ngươi một mực nghĩ tới ma y sơn luận đạo nếu đã bắt đầu không bằng ngươi cứ đi một chuyến đi Ta đi." Trưởng Tôn Hoang chỉ vào mặt mình, ngạc nhiên hỏi lại. Hắc Hỏa cười đáp, "Ta nghe nói sau khi luận đạo kết thúc, người thắng sẽ có thể tiến vào trong một đại bí cảnh, ta cùng đi với ngươi." Hắc Hỏa nháy mắt ra hiệu với Trưởng Tôn Hoang, lúc trước nó trùng kích đại tiên yêu cấp 9 thất bại, bây giờ muốn theo Trưởng Tôn Hoang cùng đi tìm kiếm cơ duyên. Trưởng Tôn Hoang hiểu được, lập tức nói, "Ngải sư muội, mặc dù đại ca của ta vắng mặt, nhưng vẫn còn bọn ta ở đây, vậy cứ để ta cùng Hắc ca thay thế đi." Bành địch cửu rơi xuống mặt đất, cũng may phù lục này đủ mạnh nên toàn bộ xương cốt của hắn mới không bị đứt gãy, chỉ có xương chân là chịu tổn thương mà thôi. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Lúc này địch cửu mới nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần thân thể tiếp xúc với mặt đất, chắc chắn không có vấn đề gì, chỉ có điều hắn cần một khoảng thời gian để khôi phục. Chính địch cửu cũng không biết bản thân đã trôi giạt bao lâu trong hư không, may mắn hắn kiên trì đến giờ phút này. Những năm qua, mặc dù chưa niết hóa hoàn toàn những đạo độc văn bên trong mạch lạc và thức hải, nhưng hắn cũng miễn cưỡng bảo trì trạng thái cân bằng. Hiện tại đã đáp xuống một tinh cầu khác, vô luận là vị diện nào, tình trạng khôi phục của hắn cũng sẽ ngày một tốt hơn. Nếu là trước đó, hắn vận chuyển nửa vòng chu thiên chỉ để khôi phục hai chân bị gãy, thì lúc này còn có thêm tác dụng ngăn chặn phá giới phù, niết hóa đạo cơ từ thân thể của hắn. Đúng lúc ấy, xung quanh vang lên tiếng gào rú của động vật, địch cử đoán nơi đây hẳn không phải địa cầu rất có thể là một địa phương bên trong hàng vực tinh bởi vì linh khí thiên địa của nơi này rất thiếu thốn cảm giác linh khí vô cùng yếu ớt sắc trời dần tối đi nhưng địch cử vẫn ngồi yên không nhúc nhích tuy hắn không cử động được nhưng năng lực tự vệ thì vẫn còn chỉ cần không đụng phải yêu thú tiên cấp địch cử vẫn có thể tạo ra nhận mang pháp tắc chém chết bọn chúng tất nhiên hắn không hy vọng có con yêu thú nào mò tới bởi vì một khi phân tâm khả năng cân bằng niết hóa đạo cơ sẽ giảm sút khiến thương thế bản thân tăng lên tuy vết thương trên người địch cửu trồng chất nhưng vận khí vẫn tốt lạ thường cũng không biết do may mắn hay nhờ bẩm sinh xúc giác dã thú cảm nhận được nguy hiểm đặc biệt cao hay không mà qua một đêm chẳng có đầu thú nào mò tới trong đêm tuyết lớn bắt đầu bay tán loạn thân thể địch cửu rất nhanh liền bị bao trùm bởi một tầng tuyết dày thế nhưng địch cửu vẫn đang đắm chìm trong quá trình vận chuyển quy tắc chu thiên để khưu trừ độc văn lại vài ngày nữa trôi qua bỗng xuất hiện một thân ảnh đang lo nhanh tới gần vị trí của hắn dường như thân ảnh này đã chạy hồi lâu khi đến bên người địch cửu cô nàng bèn ngừng lại một tay đè lên bả vai hắn không ngừng thở dốc rất nhanh đối phương liền cảm nhận được dưới lớp tuyết dày có gì đó không ổn rất giống với con người bấy giờ người nọ mới thử đưa tay phủi phủi mấy cái khiến gương mặt địch cửu lộ ra thấy tình cảnh trước mặt cô nàng kinh ngạc kêu lên a tên này chết rét thở dài một hơi địch cửu mở to mắt nhìn cô gái trước mắt rồi chậm rãi hỏi xin hỏi đây là đâu a à, một tiếng kêu sợ hãi vang lên cô gái ngỡ ngàng lùi lại ra sau mười mấy bước sau khi tâm bình khí hòa mới hỏi ngươi còn sống à địch cửu khẽ giật mình đối phương vừa dùng tiếng hoa để trò chuyện vì thế hắn đành phải hỏi lại bằng tiếng hoa còn chưa chết cho hỏi một chút đây là nơi nào cuối cùng cô gái cũng kịp phản ứng cô khẳng định đối phương là một cường giả cổ võ bằng không mà nói sao có thể sống sót dưới loại thời tiết này nơi đây là khu đại bán loan là biên giới nơi hung thú hoạt động ấy, sao ngươi có thể sống sót suốt một đêm? Khu đại bán loan. Bỗng nhiên địch cửu cảm thấy cái tên này thật quen thuộc. Suýt chút nữa, địch cửu đã vươn tay vỗ đầu mình một cái. Nếu đối phương nói tiếng hoa thì nơi đây hẳn là địa cầu. Hắn vẫn một mực lo lắng làm thế nào để khư trừ nhất hóa độc văn. Bên trong cơ thể nên chưa kịp phản ứng. Sau khi biết mình tới đúng chỗ, địch cửu lập tức nhớ ra, hắn biết một nơi tên đại bán loan. Nơi đây thuộc thành phố đối trình, không nghĩ đến bây giờ lại biến thành bộ dáng này. Vừa rồi cô gái này nói hung thú, chẳng lẽ địa cầu đã bị yêu thú chiếm cứ? Vậy không đúng, Địch Cửu nhớ kỹ trước khi rời khỏi địa cầu, hắn đã xử lý tất cả yêu thú, sao để sót được con nào? Chẳng lẽ thành phố đối trình đã biến mất? Địch Cửu tự hỏi. Sau khi đánh giá thanh niên trước mắt một phen, chắc chắn Địch Cửu là người sống, lúc này cô mới nghi ngờ hỏi, hẳn thực lực của ngươi là huyền cấp hậu kỳ, bằng không sao có thể bình yên vô sự trải qua cả đêm? À đúng rồi, ta lên Phỉ Nguyệt Lam, ngươi tên gì? Ta là Địch Cửu. Địch Cửu không định giấu giếm danh tính của mình. Từ khi hắn rời khỏi địa cầu đến giờ, hẳn cũng qua 200 năm rồi. Thời gian dài như vậy, người biết hắn chắc chẳng còn ai sống sót. Địch Cửu, tên của ngươi giống y trang tên ân nhân của tổ tiên nhà ta nha." Phỉ Nguyệt Lam ngạc nhiên kêu lên. "Tổ tiên ngươi là ai?" Địch Cửu thuận miệng hỏi. Với thái độ kính cẩn, Phỉ Nguyệt Lam từ tốn đáp, "Tổ tiên ta là ngài Phỉ Khải." Địch Cửu khiếp sợ ngước nhìn Phỉ Nguyệt Lam. Hắn thật không nghĩ tới tại đây lại gặp được hậu nhân của Phỉ Khải. Khi ánh mắt Địch Cửu rơi vào vết thương trên người Phỉ Nguyệt Lam, hắn nhận ra vết thương này là vì đánh nhau mà có. Huống chi trong tay Phỉ Nguyệt Lam còn nắm một thanh trường đao, năm đó Địch Cửu từng truyền lục đao của Địch Thị cho Phỉ Khải, theo lý thuyết, chỉ cần Phỉ Nguyệt Lam học được năm phần trong đó sẽ không chật vật đến mức này mới phải. "Ngươi dùng đao?" Địch Cửu hỏi. Phỉ Nguyệt Lam gật gật đầu, "Đúng vậy, vũ khí chính của ta là đao. Đao pháp của cô kém cỏi thế." để bản thân bị đánh đến mức này địch cửu cao mày hỏi một câu nghe đối phương nói vậy phỉ nguyệt lam bèn lắc đầu phỉ ra đâu có đao pháp cái ta tu luyện là đao pháp từ địch ra năm đó cha ta chỉ biết được hai đao hiện tại đến ta thì chỉ còn một địch cửu im lặng một hồi hắn không nghĩ địch thị thất đao lại rơi vào tình trạng chán nản như thế trông thấy biểu lộ của địch cửu phỉ nguyệt lam hừ một tiếng cũng không phải đao pháp không tốt đều do tư chất ta tầm thường hơn nữa dược liệu lại quá mức quý giá, căn bản mua không nổi. Địch cửu dãy ruộng đứng lên, cuối cùng chân hắn cũng đã lành lại. Mặc dù phải thời thời khắc khắc vận chuyển quy tắc chu thiên, nhưng điều đó cũng chẳng ảnh hưởng nhiều tới hành động của hắn. Ngươi muốn đi đâu? Phỉ Nguyệt Lam thấy địch cửu đứng lên liền ngạc nhiên hỏi. Ta muốn tìm một chỗ tá túc, thương thế trên người ta vẫn chưa hồi phục. Hiện tại, ngay cả nhẫn chữ vật địch cửu cũng mở không ra, còn nhiều thứ phải nhờ Phỉ Nguyệt Lam giúp đỡ. Vậy chúng ta vào thành phố đi. Phỉ Nguyệt Lam đáp. Không phải thành phố đới trình đã biến mất rồi sao? Phỉ Nguyệt Lam nhìn địch cửu, khó hiểu cất lời. Này, ngươi từ đâu đến thế? Ngay cả thành phố đới trình ở đâu cũng không biết. Vị trí hiện tại của chúng ta chỉ là địa điểm ban đầu của thành phố thôi. Bởi vì năm đó hung thú quá nhiều nên đối trình đã được rời về phía sau và xây dựng lại. Đừng nhìn bên ngoài có nhiều hung thú mà lầm, bên trong nội thành rất an toàn. Bây giờ trở về đó ngươi không sợ à? Vừa liếc mắt nhìn thoáng qua, địch cửu đã biết phỉ nguyệt lam vừa giết người và trốn ra đây nghe hắn hỏi khuôn mặt phỉ nguyệt lam hiện lên vẻ mất tự nhiên thế nhưng cô gái vẫn nhanh chóng che giấu ta việc gì phải lo lắng trước đó ta vừa giết một đầu hung thú nên bị mấy con khác đuổi giết chẳng phải bây giờ đã an toàn rồi sao vốn là người hiểu chuyện địch cửu cũng không hỏi thêm việc này chỉ cần nhìn một chút hắn liền biết còn cần chứng thực ư việc trùng tu đới trình diễn ra sau khi địch cửu rời khỏi địa cầu tới bên ngoài thành Địch Cửu thậm chí còn thấy bọn họ đang dùng lưới quang kích để phòng ngự. Cái này không khỏi khiến hắn nhớ tới tiên nữ tinh năm xưa, nơi đó chỉ mang đến phiền phức cho địa cầu mà thôi. Không biết có phải văn minh tại địa cầu đã thoái hóa rồi không mà lại dựng tường thành bằng gạch thế kia. Sau khi vào bên trong, Địch Cửu cảm nhận rõ ràng Phỉ Nguyệt Lam có chút khẩn trương. Bất quá chẳng ai kiếm chuyện với họ cả, hai người vô kinh vô hiểm mà tiến vào thành phố, ngay cả thủ vệ canh giữ tại cửa thành cũng chẳng thèm nhìn họ lấy một lần. Rất nhanh địch cửu liền hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, người như hắn nhiều lắm. Vô số người lưng mang cung tên tiến vào, vết thương chẳng chịt trên thân. Sau khi tiến vào thành phố, Phỉ Nguyệt Lan đã bình tĩnh lại, cô nàng nhanh chóng nói, không phải ngươi muốn ở trọ à, đi tới khu đông đi, nhà trọ ở đó là rẻ nhất. Địch cửu khó khăn đáp, ngươi có thể cho ta vay ít tiền không, hiện giờ trên người ta một xu cũng chẳng có. Nghe địch cửu hỏi vậy, Phỉ Nguyệt Lam đỏ mặt, lúng túng cầm hai tờ tiền kín đáo đưa ra, trên người ta chỉ còn nhiêu đây thôi, ngươi cầm đỡ một trăm ngàn này đi. Nói xong câu đó, Phỉ Nguyệt Lam liền xoay người rời đi, rất nhanh đã biến mất không thấy đâu nữa. Phỉ Nguyệt Lam tốt bụng dẫn địch cửu vào nội thành một phần vì muốn giúp hắn, một phần muốn nhờ địch cửu che giấu hành tung. So với hắn, cô cũng chẳng có bao nhiêu tiền, một trăm ngàn kia là hai tờ tiền cuối cùng của Phỉ Nguyệt Lam. Địch cửu vuốt hai tờ tiền nhiều nếp nhăn, đi về hướng khu đông. Đúng như Phỉ Nguyệt Lam nói, địch cửu vừa tiến vào phạm vi khu đông, liền cảm nhận được rõ ràng khí thức rách nát, Địch cửu cố ý tìm một khách sạn nhìn có vẻ cực kỳ cũ kỹ, hắn dự định ở một đêm rồi đi ngay. Trời vừa sáng, hắn sắp sửa rời khỏi thành phố đối trình, tiến về vong xuyên tự ở vong xuyên sơn mạch, phía dưới vong xuyên tự có thứ mà hắn cần. Tên của khách sạn rất ca tính, gọi là khách sạn lộ đồ. Địch cửu vừa mới ra cửa ra vào khách sạn, một người đột nhiên lao nhanh đến. Nếu không phải địch cửu phản ứng mau chóng, người này khẳng định đã đâm vào hắn. Thật xin lỗi, người vừa xông tới chính là một nữ trung niên, cô vội vàng xin lỗi địch cử một câu rồi bước nhanh tới quầy tiếp tân khách sạn mái tóc của nữ trung niên hơi khô có vẻ tùy ý buộc lại cho bụi trên mặt rất rõ ràng góc áo còn mang theo vết máu khô ở sau lưng còn cắm một thanh loan đao bất quá địch cử rất rõ ràng nữ nhân ấy đang dịch dung tuổi tác cô ta không lớn thậm chí còn rất trẻ mới đúng lấy cho ta một phòng đơn ta ở một đêm nữ tử lấy ra một tờ giấy đưa cho nhân viên phục vụ ở quầy tiếp tân địch cử nhìn thoáng qua Tờ giấy kia không phải là thẻ căn cước, 370, tiền thế chấp 500. Câu trả lời của nhân viên phục vụ rất đơn điệu. "Đây." Nữ tử đưa ra vài tờ tiền, nhân viên phục vụ liền giúp cô ấy làm thủ tục vào ở. Nữ tử nọ cầm lấy thẻ ra vào, nhất thời nhớ ra cái gì đó bèn quay đầu lại dò xét địch cửu. Quần áo địch cửu nhìn có chút phục cổ, toàn thân trên dưới toàn là vết máu khô khốc, thậm chí vết thương trên mặt và cánh tay còn chưa khép lại. Trên thực tế, cách ăn mặc của địch cửu không tính là quá mức kỳ lạ thời điểm yêu thú hoành hành trên địa cầu, rất nhiều võ giả đều thích mặc cổ phục. Địch cửu không có ý định tiếp tục ở lại, khách sạn này tương đối kém, thế nhưng một gian phòng bình thường đã phải, mất đến 370 đồng, mấu chốt là còn cần 500 đồng tiền thế chấp, trên người hắn chỉ có vẻn vẹn hai tờ tiền mà thôi. Huống hồ, hắn cũng chẳng có bất cứ một loại giấy tờ gì cả. Địch cửu thở dài, xoay người rời đi. Hắn quyết định rời khỏi thành phố đối trình. Nếu như không có biện pháp ngồi xe, vậy hắn sẽ đi bộ qua đó, thứ địch cửu thừa thãi nhất bây giờ chính là thời gian, cho nên đi đường mất bao lâu cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hắn. Ngươi chờ một chút. Tuy nhiên, khi địch cửu chuẩn bị đi ra ngoài, nữ tử nọ đột nhiên gọi hắn lại. Địch cửu quay đầu, thắc mắc hỏi, ngươi tìm ta. Vừa rồi xém chút đụng vào ngươi, thật sự xin lỗi. Địch cửu biết đối phương khẳng định không phải đơn thuần vì muốn xin lỗi. Không có gì, ngươi còn chưa đụng vào ta. Địch cửu lắc đầu. Nữ tử mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng noãn không tương xứng với khuôn mặt đoạn nàng ta hỏi vừa rồi ta thấy ngươi đang muốn lấy phòng vì sao lại đổi ý vậy ta bị mất giấy chứng minh mà tiền lại không đủ cho nên không thể nghỉ chân trong khách sạn được địch cửu ăn ngay nói thật vậy ngươi muốn đi đâu ta muốn đến thành phố lạc tân tỉnh nam giang ngươi biết chỗ nào bắt xe không hết bao nhiêu tiền nữ tử thở giải đáp lạc tân cách nơi đây khá xa nếu ngay cả tiền ở khách sạn mà ngươi còn không có vậy tiền đi lạc tân càng không thể nào đủ được xe lửa bình thường cũng cần khoảng mấy ngàn nguyên hơn nữa bắt buộc phải có giấy chứng nhận thân phận đắt như thế địch cử thẩm nghĩ năm đó hắn còn ở địa cầu một chỗ ngồi bình thường trên tàu cao tốc từ lạc tân đến thành phố đới trình cũng chỉ cần tốn mấy trăm khối tiền mà thôi nữ tử lại nói giá như vậy đã xem như rẻ nhất rồi dọc theo con đường này có rất nhiều hung thú bởi vậy cần phải có vệ sĩ đi theo bảo vệ xe lửa địch cử nhíu mày hắn thật sự không nghĩ ra vì sao trên địa cầu đột nhiên lại xuất hiện nhiều dã thú lợi hại thậm chí là yêu thú Hiện tại rời khỏi thành phố đối trình là việc rất nguy hiểm. Đến ban đêm, bên ngoài thành phố gần như chẳng còn người sống. Nếu ngươi không để ý, vậy chúng ta ở chung một căn phòng đi. Ta đổi một gian phòng lớn hơn một chút. Đối phương nói vậy làm địch cửu hơi kinh ngạc. Hai người vốn không quen biết, vì sao nàng ta dám để hắn ở chung phòng? Địch cửu còn đang do dự, nàng ta đã đổi sang một căn phòng lớn, tiền thế chấp tăng thành một nghìn, giá cả một đêm cũng tăng lên bảy nghìn ba trăm. Đi thôi, chúng ta cùng lên phòng. Nữ tử giơ thẻ phòng lên. Vừa cười vừa nói với địch, nhân viên ở quầy tiếp tân vẫn thản nhiên, dường như chuyện mới rồi là rất bình thường. Địch cửu do dự một chút rồi gật đầu, vậy đa tạ ngươi, ở trong nữ điếm hẳn sẽ an toàn hơn bên ngoài. chí ít hắn có thể toàn tâm toàn ý thức đoạt nhất bàn độc đạo văn trong thể nội, chứ không cần phải lo lắng đến những chuyện khác. Căn phòng không quá lớn, tuy nhiên dù sao cũng xem như có hai gian phòng riêng biệt. Hai người vừa vào phòng, nữ tử này liền khóa cửa lại, sau đó mới hỏi địch cửu ta tên là nông tú kỳ ngươi là ta là địch cửu địch cửu thuận miệng đáp nông tú kỳ hiển nhiên chưa từng nghe nói qua cái tên ấy nàng lại hỏi tiếp địch đại ca thương thế của ngươi là do hung thú tại khu đại bán loan gây ra à ta nghe người ta nói đại bán loan gần đây xuất hiện một con yêu thú ngay cả huyền cấp võ giả cũng bị con yêu thú kia giết nếu ngươi có đến khu đại bán loan thì nhất định phải cẩn thận ta hiểu có điều chúng ta vốn không quen biết vì sao ngươi lại muốn giúp ta địch cửu không cho rằng Hiện tại tất cả mọi người đều đối xử tốt với người lạ như vậy. Một cô gái có thể tùy tiện mời một thanh niên xa lạ vào ở cùng phòng sao? Nông Tú Kỳ cúi người hành lễ với địch cửu, rồi mới lên tiếng, "Trước đó ta gặp chuyện tại thành phố đối trình, cho nên mới vội vã vọt vào khách sạn lộ đồ. Khi nãy nhớ tới tốc độ của ta lúc ấy, người bình thường tuyệt đối không thể tránh khỏi, dù là cường giả hoàng cấp đỉnh cao cũng vô pháp tránh né. Thế nhưng địch đại ca lại dễ dàng tránh qua một bên, có thể thấy được địch đại ca ít nhất phải là huyền cấp võ giả." Sau khi dứt lời, bản thân Nông Tú Kỳ cũng cảm thấy không đúng. Nếu như Địch Cửu thật sự là cường giả huyền cấp như cô đoán, vậy tại sao lại nghèo túng đến mức ngay cả tiền ở khách sạn cũng chẳng có? Địch Cửu chợt hiểu được vì sao Nông Tú Kỳ muốn giúp mình. Đầu tiên, bởi vì Nông Tú Kỳ đã dịch dung khiến cho dung mạo trở nên bình thường, cường giả như mình tự nhiên sẽ không để cô ta vào mắt. Thứ hai, Nông Tú Kỳ hoài nghi Địch Cửu là huyền cấp võ giả, cho nên cô muốn thỉnh giáo vài vấn đề võ đạo. Địch Cửu đành phải thú thật ta không phải huyền cấp võ giả. Nông Tú Kỳ nhanh chóng phản ứng, nếu địch cửu là huyền cấp võ giả, tuyệt đối sẽ không nghèo như vậy. Hắn có thể tránh thoát mình, rất có thể là vì phản ứng nhanh, cái này chỉ được xem như một loại thiên phú mà thôi. Thấy đối phương hiểu lầm, địch cửu gượng cười đứng lên, xem ra người đoán sai, đã như vậy. Không đợi địch cửu nói hết câu, nông tú kỳ lập, tức lên tiếng, địch đại ca mà ra ngoài bây giờ sẽ rất nguy hiểm. Dù sao gian phòng đã đặt xong rồi, ngươi cứ ở lại đây một đêm, ngày mai hãy nói chuyện rời đi. Đa tạ. Địch cửu gật đầu, không tiếp tục cự tuyệt. Sau khi biết đối phương không phải huyền cấp võ giả, hứng thú của nông tú kỳ lập tức giảm đi nhiều, cô trở lại gian phòng của mình. Âm thanh khóa cửa vang lên rồi hoàn toàn tĩnh lặng. Về phần địch cửu từ đâu tới, rồi muốn đi đâu, không hề liên quan gì đến nông tú kỳ, cô cũng chẳng thèm để ý. Địch cửu về đến phòng, bắt đầu toàn lực tước đoạt độc đạo văn. Hiện tại hắn đã không còn bị quấy dày, cho nên có thể tập trung vô chữa thương, sau khi quy tắc Chu Thiên vận chuyển, địch cửu lập tức cảm giác được có chút khác biệt. Quy tắc Chu Thiên vốn chỉ vèn vẹn cầm chừng được độc đạo văn mà thôi, còn bây giờ quy tắc Chu Thiên đã có thể từ từ tước đoạt độc đạo, văn xâm lấn thể nội. Quả nhiên là khác biệt một chút, kết quả cách xa nghìn dặm. Chỉ là bỏ đi sự đề phòng mà đã dẫn tới chất biến. Chuyện này khiến địch cửu thật sự muốn cảm tạ nông tú kỳ, nếu hắn có thể tu luyện như vậy, ba ngày thì sẽ có thể vận dụng vài phần thần niệm. 8 giờ trôi qua, địch cửu rốt cục tách ra được tia độc văn thứ nhất. Tuy độc văn trong cơ thể hắn lên tới ngàn vạn tia, nhưng nếu có thể tách ra tia thứ nhất, vậy nghĩa là giai đoạn tiếp theo đã không còn vô vọng nữa. Cách, dù thức hải của hắn vẫn đang ở trạng thái rách nát, tuy nhiên địch cửu đã có thể đụng chạm đến thức hải, một tia thần niệm thẩm thấu ra, rốt cục đã trông thấy rõ ràng trong phương viên trăm mét. Địch cửu mừng rỡ không thôi, chuyện vốn cần 3 ngày mà hắn chỉ dùng mấy giờ là đã làm được. Đột nhiên, hắn phát hiện có một tên thanh niên áo xám đang từ cửa sau khách sạn xảy bước lên lầu 3, sau đó thẳng hướng lên lầu 5, nhắm ngay vào căn phòng này. Đây chắc chắn là cường giả địa cấp, địch cửu khẽ cao mày, hắn vốn chẳng quen biết ai ở đây, vì sao đối phương lại muốn tới đối phó hắn. Rất nhanh địch cửu liền hiểu ra, đối phương không phải tới tìm hắn, mà mục đích của gã hẳn là nông tú kỳ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đứng bên cửa sổ, nông tú kỳ nắm chặt loan đao trong tay, quyền giám sát khách sạn đã bị cô kiểm soát nông tú kỳ thấy rõ khu phía sau có người vừa đột nhập hiển nhiên là bọn chúng đến đây vì muốn bắt cô hiện tại ngoại trừ trốn bên cửa sổ để đánh lén cô không còn nghĩ ra cách nào khác nếu ngu ngốc chạy trốn chết là cái chắc giờ phút này nông tú kỳ có chút hối hận vì để địch cử ở lại đây đó không phải là giúp mà là hại hắn địch cửu thở dài một hơi nhẹ nhàng tạo dựng một hòa cầu pháp tắc bằng thần niệm vào lúc tên áo xám xông vào cửa sổ nơi nông tú kỳ đang đứng hắn lập tức phóng hỏa cầu ra, đốt gã ta thành cho bụi. Ngay cả hử một cái, tên áo xám cũng chẳng kịp kêu đã lập tức tắt thở. Tốt xấu gì cô ta cũng giúp hắn một chuyện, hẳn nên giúp đỡ một chút mới phải. Sau khi tên áo xám kia tắt thở, thần niệm địch cửu lần nữa chuyển ra bên ngoài khách sạn lộ đồ, quả nhiên vẫn còn một con chuột hôi. Địch cửu lười nói nhảm, hắn lại phóng một quả cầu nữa ra ngoài. Chuột hôi nhanh chóng hóa kiếp cùng đồng bọn. Xử lý xong xuôi hai kẻ kia, địch cử tiếp tục vận chuyển chu thiên để khưu trừ độc văn rất nhanh hắn liền phát hiện dựa theo tốc độ tăng dần của mình tiên nguyên cũng chậm rãi khôi phục đồng thời áp chế từ quy tắc thiên địa cũng mạnh hơn bất quá mỗi lần quy tắc thiên địa áp xuống vòng chu thiên của hắn sẽ tiêu tán mất bành 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 âm thanh gõ cửa mạnh mẽ vang lên địch cử đang tập trung bế quan thì đột ngột bừng tỉnh thần niệm vừa rơi ra ngoài liền thấy đó là đông tú kỳ thật là khó xử ai bảo hắn không có tiền thuê khách sạn chứ giờ bị quấy dày chỉ biết nhận mệnh thôi địch cửu mở cửa phòng nhìn nông tú kỳ rồi hỏi người kiếm ta có việc gì không cô nàng im lặng nhìn địch cửu đã đến lúc trả phòng mà địch cửu còn hỏi cô có chuyện gì hết giờ thuê phòng rồi khách sạn lấy lại phòng nên chúng ta phải đi nông tú kỳ bất đắc dĩ đáp lúc này là thời khắc mấu chốt cho việc khôi phục của địch cửu bế quan ở đây an toàn hơn bên ngoài rất nhiều hắn thật sự không muốn rời khỏi à này thương thế của ta chưa khôi phục hẳn muốn ở lại đây vài ngày Ngươi cho ta vay ít tiền được không? Nói tới việc tiền nong, Địch Cửu chợt nhớ tới Linh Thạch, hiện tại thần niệm hắn mở rộng, đủ khả năng lấy một khối linh thạch trong thế giới chân linh đưa cho Nông Tú Kỳ. Vốn tu luyện cổ võ, chắc chắn cô nàng rất cần linh thạch. Do dự một chút, Nông Tú Kỳ mới đáp, "Thật xin lỗi." Địch Cửu cũng hiểu chuyện, hắn khoát tay, "Đáp, không sao, để ta nghĩ cách khác. Không phải chuyện vay tiền, ta nói xin lỗi là vì đã liên lụy tới ngươi." Cô nàng vội vàng giải thích, Hôm qua, nông tú kỳ đứng canh bên cửa sổ cả đêm cũng không thấy người. Sau khi dò xét một chút, cô chỉ thấy một tia sáng lóe lên rồi biến mất, mọi thứ lại trở lại bình thường. Vô luận tối hôm qua có người tới bắt cô, hay không, nông tú kỳ cũng biết mình không thể ở lại đây. Hiện tại cô bị phát hiện, mà địch cử còn thuê phòng chung với mình, không ai tới tìm địch cửu gây chuyện mới là lạ. Đừng lo lắng quá, ta chỉ đi ngang qua thôi. Nói xong, thời điểm địch cửu đang nghĩ tới việc lấy linh thạch để cảm tạ nông tú kỳ, thì cô nàng đã đưa một tấm thẻ ngân hàng ra, trong thẻ có hơn 3 vạn, mật mã là 8812. Người giữ hết đi, chỉ là người nhà ta có chút phiền phức, thời điểm rút tiền ngươi nhớ cẩn thận đấy. Cảm ơn nhé. Địch cửu không chút khách khí nhận lấy, tối qua hắn đã giúp nông tú kỳ, cầm cái thẻ này cũng là hiển nhiên. Thấy địch cửu hào phóng nhận, cô cũng không quan tâm quá việc hắn ta sử dụng số tiền này để làm gì. Nông tú kỳ chỉ dặn dò, ngươi cần phải cẩn thận hơn, nông tú kỳ chỉ là tên giả mà thôi tên thật của ta là đơn tú kỳ ta là người của đơn gia vừa nói đơn tú kỳ vừa quan sát sắc mặt địch cửu khi cô nàng phát hiện đối phương vẫn bình tĩnh như thường liền kinh ngạc hỏi ngươi không sợ đơn già ta có làm gì chọc tới đơn gia của ngươi đâu sao phải sợ địch cửu cười đáp thật ra hắn mong đơn tú kỳ đi sớm một chút cứ trần chờ đứng mãi thật phí thời gian của hắn lúc này đơn tiểu thư đã tin địch cửu thật sự chưa từng nghe qua đơn gia cô tò mò vô cùng nếu nói tại địa cầu có người không biết đơn gia rất khó để tin xem như cường giả đệ nhất đã vượt qua tiên thiên hay tiền bối thẩm tử ngữ đã bước vào cảnh giới bán đan cũng phải tôn kính có thừa với đơn gia bọn họ không biết nói đạo lý là gì đâu nếu ngươi còn ở lại đây chắc chắn sẽ bị họ giết chết đơn tú kỳ kiên trì khuyên nhủ địch cửu nếu đơn gia biết điều thì cô cần trốn tránh khắp nơi thế này ạ à? nghe vậy địch cửu bật cười tuy mục đích của ta là sống sót thế nhưng đâu phải chưa chết lần nào cũng không có gì đáng sợ cả sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên. Người đã kết hôn chưa? Đơn Tú Kỳ không kiên trì thuyết phục hắn nữa, cô không còn nhiều thời gian. Vốn đã trốn tại đối trình gần một năm, tuy không nỡ rời khỏi đây nhưng cô chẳng thể nào làm khác được. Nghĩ về quá khứ của mình, tuy địch cửu không yêu ai nhưng vẫn xem như từng có vợ. Ta đã từng kết hôn, nhưng sau đó đường ai nấy đi rồi. Được, nếu tương lai ta cần lấy chồng mà ngươi vẫn còn sống, ta sẽ tới tìm ngươi. Ngươi là người đầu tiên không sợ đơn gia. rất đặc biệt nói xong đơn tú kỳ liền lấy tấm ảnh chụp đưa cho địch cửu đây là bộ dáng thật của ta hy vọng sớm gặp lại ngươi dứt lời cô nàng liền xoay lưng rời đi ngươi cũng bảo trọng nhé tương lai cần hỗ trợ ngươi có thể tới vong xuyên tự tại vong xuyên sơn mạch tìm ta địch cửu thuận miệng đáp đơn tú kỳ bỗng ngừng bước từ trước đến nay chưa có ai nói những lời này với cô cũng không người nào bảo nếu cần cô có thể tới tìm họ bất quá rất nhanh cô liền nghe tai này lọt tai kia tăng nhanh tốc độ rời khỏi khách sạn Đơn Tú Kỳ sẽ không đi vong xuyên tự tìm địch cửu, bởi vì cô biết đối phương sẽ không có cái gọi là tương lai. Nói đi nói lại, đều do cô mà ra, thế nhưng cô đâu thể cưỡng ép địch cửu đi theo mình. Quay đầu nhìn lại cửa phòng đã đóng kín của địch cửu, đơn Tú Kỳ thở dài một hơi rồi nhanh chóng bỏ đi. Nhìn hình chụp đang cầm trong tay, khuôn mặt mười phần thanh tú xuất hiện trong tầm mắt hắn, quả nhiên xinh đẹp. Hẳn đơn Tú Kỳ tu luyện cổ thuật, nếu cô nàng tu chân, sợ rằng sẽ còn sắc xảo hơn ngài Khuynh Băng ba phần đây là vẻ đẹp địch cửu rất thích, mang theo sức sống giặt rào. Rất nhiều nữ nhân tu chân giới đẹp thì có đẹp thật, nhưng vẫn thiếu đi mấy phần chân thật. Cất tấm ảnh đi, địch cửu lần nữa tập trung bế quan. Bành bành bành, cửa phòng địch cửu lại bị gõ vang, khi thần niệm hắn quét ra liền thấy một thanh niên cơ bắp, với thần sắc lo lắng đang đứng bên ngoài. Địch cửu nhíu mày, lại chuyện gì nữa đây? Có để hắn yên tâm chữa thương không? Lúc đầu, xem ra hắn nên đi tới vong xuyên sơn mạch trước, hiện tại thần niệm của hắn đã khôi phục một chút đi tới chỗ đó hẳn sẽ không mất nhiều thời gian sau khi tới nơi hắn sẽ bố trí một cái hộ trận khi đó không còn ai có thể quấy dày hắn nữa địch cửu hỏi vọng ra ngươi tìm ai xin hỏi bên trong có phải là địch cửu không cậu chàng vội vàng hỏi không để ý những cái khác địch cửu gật đầu đáp không sai là ta nghe thấy thế thanh niên nọ vội vàng bảo nguyệt lam đã bị người khác bắt đi trước khi bị bắt cô ấy bỏ ta đi tìm ngươi kêu người lập tức rời khỏi đây, bằng không đám người kia sẽ sớm tới tìm ngươi đấy. Phỉ Nguyệt Lam bị bắt ư? Ừ. Vì sao? Địch Cửu có chút khó hiểu hỏi. Ta cũng không biết, ta phải đi ngay bây giờ, ta phải nghĩ cách cứu Nguyệt Lam. Sau khi nói xong, thanh niên vội vã chạy xuống lầu. Lúc này, Địch Cửu làm gì còn tâm tình bế quan nữa. Phỉ Nguyệt Lam bị bắt vì một trong hai khả năng sau: đầu tiên là vì chuyện trước khi gặp Địch Cửu, có thể cô ấy từng giết người tại thành phố Đối Trình và bị ai đó bắt gặp hai là do địch cửu, rõ ràng đơn tú kỳ đang chạy trốn khỏi đơn gia. Hiện tại hai người họ từng ở chung, thậm chí đơn tú kỳ còn bảo đơn gia sẽ tìm hắn gây chuyện. Nếu thuộc về trường hợp này, đơn gia hẳn điều tra ra việc phỉ Nguyệt Lam, dẫn hắn vào thành nên giận cho đánh mèo lên cô ấy. Bất quá dựa vào đạo lý bình thường, đơn gia phải bắt hắn trước khi tìm tới phỉ Nguyệt Lam mới đúng. Vừa nghĩ tới đây thì cửa phòng địch cửu liền bị hai tên áo xám đạp văng. Địch cửu nhìn đối phương phá cửa mà tới, nếu không phải hiện tại hắn chưa đủ tinh lực bố trí hộ trận, thì hai tên này đã sớm bị đại trận rào sát không còn một mảnh. Đi theo bọn ta nhanh lên. Một trong hai tên nhìn chằm chằm địch cửu, ngữ khí lạnh băng nói. Có phải phỉ Nguyệt Lam đã bị các người bắt đi không? Địch cửu bình tĩnh hỏi. Không nên hỏi thì đừng hỏi, đây không phải chuyện ngươi nên biết, đừng có nói nhảm nữa, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đi theo bọn ta là được. Bằng không, chỉ sợ ngay cả mở miệng nói từ vâng ngươi cũng không có khả năng. Địch cửu tất nhiên lười nói nhiều với bọn chúng, hắn trực tiếp ném hỏa cầu qua. Tên áo xám vừa lên tiếng chớp mắt liền biến thành cho bụi. Ngươi, gã còn sống rốt cuộc đã hiểu rõ, hai tên đồng bọn đêm qua mất tích là vì đâu. Người có thể tiêu diệt cường giả huyền cấp chỉ bằng một hỏa cầu, thực lực chắc chắn mạnh hơn cả thẩm tiền bối. Còn lắm lời thì đừng trách hỏa cầu của ta không có mắt, ngươi chỉ cần trả lời, phỉ nguyệt lam có phải bị các ngươi bắt đi hay không. Ngữ khí địch cửu không khách khí như thường lệ, đang tập trung chữa thương lại bị đánh gãy mấy lần khiến hắn thập phần khó chịu, hiện tại còn liên lụy Phỉ Nguyệt Lam, lại càng làm lửa giận của Địch Cửu nổi lên mùn ngụt "Ta ta không biết, ta chỉ nhận được mệnh lệnh phải bắt ngươi." Âm thanh gã kia run run, gã không sợ liều mạng, thế nhưng gã có tư cách liều mạng dưới loại hỏa cầu đáng sợ đó sao? "Đã thế ngươi dẫn đường đi." Địch Cửu nói ngắn gọn, hắn còn có biết bao nhiêu thứ cần làm, không thể lãng phí thời gian cho mấy việc nhàm chán này được. Nam tử áo xám kinh hô lên, lập tức hiểu được, địch cửu đang muốn đi đơn ra. Người trẻ tuổi trước mắt này hiển nhiên không phải người hiền hòa, nếu chậm trễ chút xíu thôi thì rất có thể sẽ bị hắn tặng, cho một quả cầu lửa ngay. Nam tử áo xám vội vàng nói, chẳng hề có nửa điểm do dự, đơn ra trụ tại Ngu Ninh, bất quá tại thành phố đối trình cũng có một cái trụ sở. Vậy còn nói nhảm làm gì, lập tức đi đến trụ sở đơn ra ở thành phố đối trình đi. Địch cửu đạp một cước làm cho nam tử áo xám lào đảo suýt té, hắn vội vàng đứng lên, xuống lầu dẫn đường. Trong lúc đi theo nam tử áo xám, địch cử thầm bội phục đơn tú kỳ, đơn tú kỳ rõ ràng là trốn ra từ đơn gia, thế mà lại dám lưu lại thành phố có trụ sở của bọn họ, đây chính là tâm lý lợi dụng khoảng tối dưới chân đèn. Bất quá đơn tú kỳ vẫn còn thiếu hỏa hầu, bởi vì dù dưới chân đèn thật sự tối thì cũng không thể dừng lại quá lâu được. Khách sạn Lộ Đồ nằm tại khu đông thành phố đối trình, có thể xem đây là khu vực biên giới. Trụ sở đơn gia thì tọa lạc tại giải đất trung tâm phồn hoa nhất thành phố mặc dù chỉ là một cái trụ sở nhưng diện tích quả thật chẳng hề nhỏ chút nào nhìn bên ngoài nơi này chính là một địa phương chuyên dùng để tổ chức hội đấu giá tòa nhà này kỳ thật chỉ có hai tầng tầng hai còn chưa được bắt đầu sử dụng đại đa số công việc đều cử hành tại đại sảnh tầng thứ nhất lần đơn ra tổ chức đấu giá hội trước đó cũng cử hành tại tầng một này hiện tại trong đại sảnh tầng thứ nhất có bảy người đang ngồi một nam tử trung niên ngồi tại vị trí cao nhất một mắt lớn một mắt nhỏ khóe miệng hơi lệch ra Người này gọi là Đơn Du Chi, phó tổng huấn luyện viên võ thuật của đơn gia, thực lực địa cấp hậu kỳ. Nếu chỉ mỗi đơn tú kỳ tự nhiên là không đủ tư cách để Đơn Du Chi tới đây, ý đến thành phố đối trình là bởi vì vào hai ngày trước, bên ngoài thành phố đối trình xuất hiện một luồng sáng rất chói mắt, mặc dù luồng sáng ấy chỉ tồn tại trong thoáng chốc rồi biến mất, nhưng nó vẫn tránh không thoát khỏi tình báo của đơn gia. Hơn nữa sau khi luồng sáng đó xuất hiện, vào lúc ban đêm bất ngờ có tuyết rơi nặng hạt, thành phố đới trình gần đây không hề có tuyết rơi liên hệ một loạt chuyện này với nhau làm đơn ra hoài nghi bên ngoài thành phố xuất hiện bảo vật gì đó đơn du chi chính là đến để điều tra chuyện này về phần phát hiện đơn tú kỳ hoàn toàn là bởi vì nhiều người đơn ra cùng đến đây cho nên mới vô tình phát hiện ra tung tích của cô nếu đã bị phát hiện đơn tú kỳ tự nhiên sẽ trốn không thoát ngồi bên trái đơn du chi là một thanh niên tuổi hãy còn trẻ tên gã là đơn bắc hạc có thể xem là thiên kiêu số một trong lứa hậu bối đơn gia chưa đến 30 tuổi mà đã bước vào huyền cấp hậu kỳ. Đơn Bắc Hạc lần này đi theo đơn Du Chi, cùng điều tra tình huống bên ngoài thành phố đối trình, thuận tiện trùng kích địa cấp. Về phần đơn Tú Kỳ, đơn Bắc Hạc coi như hiểu rõ vài phần, dù sao cô ta cũng là đệ nhất mỹ nữ tại đơn gia. Ngoại trừ đơn Du Chi và đơn, Bắc Hạc, những người còn lại trên cơ bản chính là đi theo góc vui, hai người duy nhất có thực lực một chút thì đã bị phái đi bắt địch cửu. Ta vốn không quen biết các ngươi, các ngươi dựa vào cái gì mà bắt ta tới đây. Giọng nói tràn ngập sự tức giận của Phỉ Nguyệt Lam vang lên, cô vừa mới bị bắt ép đưa vào trong đại sảnh này. Sau khi trông thấy Đơn Du Chi, Phỉ Nguyệt Lam liền an tĩnh lại, cô biết Đơn Du Chi, y là phó tổng huấn luyện viên đơn gia. Năm đó trên giải thi đấu cổ võ toàn cầu, cô từng thấy mặt Đơn Du Chi một lần, lúc ấy y làm ban giám khảo. Nếu đã bị người đơn gia bắt được, vậy rõ ràng là chẳng liên quan gì đến chuyện cô giết tên rác rưởi kia. "Ngươi tên là gì?" Đơn Du Chi hỏi Phỉ Nguyệt Lam, ngữ khí rất bình thản ta tên là Phỉ Nguyệt Lam, chưa bao giờ mạo phạm qua đơn gia, không biết tiền bối bắt ta đến nơi đây là có ý gì. Phỉ Nguyệt Lam bình tĩnh lại, cô hiểu rõ sự mạnh mẽ của đơn gia, nếu đối phương không muốn thả thì có cầu xin tha thứ cũng chẳng có ý nghĩa gì. Đơn Du Chi hử lạnh một tiếng, hôm qua ngươi mang theo một người vào thành phố đối trình, người kia là ai? Tiền bối nhắc đến địch cửu. Phỉ Nguyệt Lam ngây ngẩn ra, cô chợt hiểu được vấn đề xảy ra ở chỗ nào, không ngờ vấn đề không phải do cô mà là trên người địch cửu hắn tên là địch cửu sao? Không sai, chính là người này. Hắn đến từ đâu? Tới đây làm gì? Đơn Du Chi từ tốn hỏi. Phỉ Nguyệt Lam lắc đầu, ta thật sự không biết, ta chỉ ngẫu nhiên gặp hắn ở ngoài thành, trên người hắn không có tiền, ta còn cho hắn mượn 100 đồng. Đơn Du Chi hử lạnh một tiếng, dẫn đi, ép con bé này khai thật ra. Nếu như không muốn nói, vậy nó vĩnh viễn không cần nói nữa. Hai tên nam tử bên cạnh lập tức tiến lên, mỗi người bắt lấy một cánh tay Phỉ Nguyệt Lam, kéo Phỉ Nguyệt Lam đi địch cửu còn chưa vào đến trụ sở đơn gia, thần niệm đã quét đến phỉ nguyệt lam, cô đang bị treo lên. Bên cạnh còn có hai nam tử áo xám, một người cầm một chậu gỗ đen tròn, người còn lại đang vuốt ve một thanh dao dóc xương. Sứ mệnh của ngươi đã hoàn thành. Địch cửu dứt lời liền đưa tay ném một hỏa cầu qua, lập tức biến tên dẫn đường thành cho bụi. Khi địch cửu đang định tiến lên cứu phỉ nguyệt lam, thì hắn chợt nhìn thấy một thanh niên đang trốn ở một góc kín đáo phía xa. Đây là thanh niên từng nhắc nhở hắn nên đào tẩu hẳn là bằng hữu của Phỉ Nguyệt Lam. Hiện giờ người này đang nắm chặt một con dao ba cạnh, nhìn dáng vẻ có vẻ như đang sắp sửa nhào lên đánh lén hai tên chuẩn bị tra tấn Phỉ Nguyệt Lam. Địch Cửu lắc đầu, thực lực thanh niên nọ còn yếu hơn cả Phỉ Nguyệt Lam, muốn đánh lén hai người kia chẳng khác nào người si nói mộng. Nếu đã có duyên gặp mặt, Địch Cửu đương nhiên sẽ không để cho thanh niên này ăn thiệt thòi. Gần như đồng thời điểm thanh niên xông ra, Địch Cửu nhẹ nhàng đánh ra hai đạo quy tắc nhận mang thẳng, vào mi tâm hai tên thuộc hạ đơn gia thanh niên kia hành động rất dứt khoát, đâm dao ba cạnh vào sâu trong hậu tâm một người. Quá trình đơn giản đến mức không thể tin nổi, đối phương thế mà lại chẳng hề phản kháng. Cũng may thanh niên phản ứng rất nhanh, rút dao ba cạnh ra, lại đâm vào hậu tâm tên còn lại. Hai tiếng bịch liên tiếp vang lên, hai tên thuộc hạ đơn ra ngã nhào xuống đất, chẳng rên được lấy nửa tiếng. Cái này không đúng. Thanh niên theo bản năng nhìn thoáng qua con dao ba cạnh trong tay mình, sau đó lại nhìn máu tươi đang phun ra từ hai cỗ thi thể, cảm giác rất quỷ dị chẳng hiểu sao mọi chuyện lại thuận lợi đến mức không thể thuận lợi hơn dù tốc độ của mình có nhanh cách mấy thì hai tên kia chí ít cũng phải kịp phản ứng mới đúng hồ hoài sao ngươi lại tới đây phỉ nguyệt lam đang muốn la lên bảo hồ hoài trốn đi nhanh lên thì chợt nhìn thấy hai người kia đã bị hồ hoài giết chết hồ hoài tỉnh ngộ vội vàng dùng thủy thủ cắt đứt dây thừng đang trói phỉ nguyệt lam hồ hoài ngươi làm sao có thể giết chết hai người kia bọn chúng rất mạnh phỉ nguyệt lam mừng rỡ hỏi hồ hoài Phỉ Nguyệt Lam là võ giả hoàng cấp, vừa rồi khi bị hai tên đó khóa lại, cô chẳng hề có khả năng phản ứng. Hồ Hoài Thu chủy thủ vào trong, vội vàng trả lời: Chúng ta đi nhanh lên, ta vào đây từ nhà xe dưới đất, chúng ta chạy ra đó trước đã rồi nói sau. Phỉ Nguyệt Lam cũng tỉnh ngộ lại, lúc này hiển nhiên phải tranh thủ chạy trốn. Về phần Hồ Hoài làm thế nào giết hai người, có lẽ bọn chúng mất cảnh giác nên mới bị Hồ Hoài đánh lén thành công mà thôi. Địch Cửu dùng thần niệm quét thấy Phỉ Nguyệt Lam cùng thanh niên kia rời đi xong, hắn mới đi vào trụ sở đơn gia ngươi là ai? Địch cửu vừa bước vào đại sảnh, đơn du chi liền cao mày nhìn chằm chằm hắn, trụ sở đơn ra mặc dù thủ vệ không tính là xâm nghiêm nhưng chẳng phải ai, cũng có thể tùy tiện đi tới. Các ngươi đã phái vài người đi tìm ta, ta lo các ngươi quá mệt mỏi nên dứt khoát chủ động đến đây. Trong lúc đang khi nói chuyện, thần niệm của địch cửu lại quét một chút, sau khi phỉ nguyệt lam cùng thanh niên kia chạy đi, tòa nhà này chỉ còn lại 5 người trong đại sảnh tầng 1. Địch cửu chưa vội vã động thủ, chờ bọn người phỉ nguyệt lam rời khỏi thành phố đối trình cái đã hắn dự định thiêu dụi nơi này hiện giờ kéo dài thời gian chính là để hai người bọn họ tranh thủ đào tẩu ngươi là địch cửu đơn du chi đột nhiên đứng lên chỉ vào địch cửu thanh âm mang theo sát khí mãnh liệt địch cửu đơn độc tới đây mà người đi bắt hắn đều không thấy mặt điều này có nghĩa là gì tin rằng kẻ ngớ ngẩn cũng có thể nghĩ ra đơn tú kỳ chưa rời khỏi đối trình được bao xa thì đột nhiên ngừng lại cô cảm thấy trong lòng có chút bất an trong nội tâm đơn tú kỳ còn đang thầm mong người đơn gia sẽ không để ý đến địch cửu, buông tha hắn. Thế nhưng đơn tú kỳ hiểu rõ cách hành xử của đơn gia hơn bất kỳ ai, bởi vì cô cũng mang họ đơn. Đơn tú kỳ dám khẳng định, nếu cô cứ thế mà đi, người đơn gia nhất định sẽ không bỏ qua địch cửu. Một khi bị bọn họ bắt đi, địch cửu có thể sống sót mới là chuyện lạ. Địch cửu là do mình mời ở lại khách sạn lộ đồ, cũng bởi vì mình nên hắn mới bị đơn gia để mắt tới. Nếu hắn bị giết, mình có thể an tâm được sao? Không được, phải trở về đơn tú kỳ quyết định trở về mang địch cửu cùng đi nếu địch cửu không nguyện ý thì cứ đánh hắn ngất xỉu đưa tới một thành thị khác rồi tính sau đơn tú kỳ dùng tốc độ nhanh nhất về tới khách sạn lộ đồ thực tế đúng như cô nghĩ địch cửu không có trong phòng đơn tú kỳ vội vàng vọt tới quầy lễ tân gấp gáp hỏi nhân viên phục vụ xin hỏi vị khách ở phòng 523 đi đâu rồi có một người áo xám đã cùng khách nhân nọ đi ra ngoài đến giờ vẫn chưa trở về Nhân viên phục vụ trùng hợp trông thấy địch cửu theo người áo xám kia rời đi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em ly Cà Phê nhé. Đứng trước khách sạn lộ đồ, đơn tú kỳ do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định tới cứu địch cửu. Cùng lắm cô bị bắt về đơn gia mà thôi, mặc dù đối với đơn tú kỳ mà nói, bị bắt về cái nhà đó chẳng khác nào muốn mạng của cô. Trong nội tâm đơn tú kỳ luôn có một cái gai. Vốn đơn tú kỳ tu luyện võ đạo, không giống khát vọng cầu trường sinh như những cường giả đỉnh cao khác, sau khi bước vào bán đan, thọ nguyên cô sẽ tăng 2-300 năm, thế nhưng cái gai kia vẫn là chướng ngại trên con đường phát triển của đơn tú kỳ. Con đường võ đạo kết thúc thì không nói làm gì, quan trọng cuộc sống về sau của cô làm gì còn khoái hoạt. Không sai, ta chính là địch cửu. Vừa nói, địch cửu vừa đi tới giữa đại sảnh. Xem ra người cũng có chút khả năng, đã như vậy, cứ để đơn bác hạc này đến thử một chút, chẳng biết miệng lưỡi và thực lực có được như nhau hay không. Tất nhiên đơn bác hạc cùng nhìn ra địch cửu, là người đã giết đám thủ hạ được đơn gia phái đi trong mắt gã những tên gia hỏa kia chỉ là đám dơm khô mà thôi chúng chỉ đối phó được đám người thấp kém hơn mình gặp phải kẻ mạnh thì cũng chỉ tựa như bùn loãng mà thôi còn đơn bắc hạc lại khác gã có thể một mình đối phó được cao thủ địa cấp sơ kỳ những gia hỏa đã được phái đi bắt địch cửu dù tu vi đã là huyền cấp nhưng chẳng khác bao cỏ là mấy bắc hạc lui xuống đi ngươi không phải đối thủ của hắn đơn du chi đứng lên nói so với đơn bắc hạc đơn du chi hiểu chuyện hơn nhiều đơn thạch đường được y phái đi giết địch cửu khẳng định đã thân tẫn mạng vong vào tối qua mà người hạ sát không ai khác ngoài thanh niên trước mặt vốn đơn thạch đường là cao thủ địa cấp thực lực kém xa y tuy nhiên việc địch cửu giết được gã ta chứng minh tu vi đối phương đã hơn địa cấp tuy đơn bắc hạc mạnh thì có mạnh nhưng gã vẫn chỉ là địa cấp mà thôi không chờ đơn bắc hạc lên tiếng địch cửu đã vươn tay ném bốn hỏa cầu ra bao gồm đơn bắc hạc bốn người đơn gia nhanh chóng bị thiêu thành cho bụi không ai kịp phản kháng trông thấy thủ đoạn của địch cửu, trên mặt đơn du chi hiện rõ vẻ hoảng sợ. Đây tuyệt đối là cường giả cấp bậc bán đan, bằng không há có thể vươn tay liền xuất hiện hỏa cầu. Dù y là địa cấp hậu kỳ, thế nhưng trước mặt cao thủ bán đan thì chẳng khác nào sâu kiến. Cao thủ duy nhất tiếp cận bán đan chỉ có một tại đơn gia, dù là thế thì cũng không cách nào vươn tay liền ném tới bốn cái hỏa cầu thế này. Tiền bối, vừa nói được hai chữ, đơn du chi liền cảm nhận được địch cửu không ổn. Khóe miệng hắn nhanh chóng tràn ra vết máu khuôn mặt tràn đầy hắc khí. Đối phương thụ thương rồi. Rất nhanh đơn Du Chi liền khẳng định được điều này, trong lòng y cuồng hỉ, nhanh chóng lấy trường đao ra, điên cuồng đánh về phía địch cửu. Địch cửu đứng im không động đậy, chỉ chờ mắt nhìn đơn Du Chi hạ đao. Giờ phút này, hắn làm gì còn tâm tư quản chuyện khác, bởi vì độc văn đang điên cuồng lan tràn trong cơ thể. Tình huống hiện tại của địch cửu chỉ còn có câu thuyền không thể thêm gánh, gánh không thể thêm cân mới diễn tả hết được. Trước đó khi ở quán trọ lộ đồ, vì có đơn tú kỳ trợ giúp mà địch cử có thể tập trung tu luyện cả đêm kết quả không chỉ ngăn được độc văn lan tràn còn tiêu trừ một ít khiến thần niệm khôi phục đôi chút sở dĩ đạt được loại hiệu quả này đều nhờ hắn tập trung hết tinh lực vào việc khu trừ độc văn mà hiện tại địch cửu phải liên tục thi triển hỏa cầu khiến quy tắc chu thiên dùng để bảo vệ nội thể trở nên yếu thế hơn dẫn tới lần nữa thất bại không chỉ vậy bởi vì hắn tiêu hao thần niệm quá mức đã khiến sự cân bằng ấy bị phá vỡ giờ khắc này kinh mạch địch cử bắt đầu hôi hóa nếu không có tinh không mạch là hỗ trợ, hắn chết là cái chắc. Bành! Một đao đơn du chi bổ lên cổ địch cửu chỉ hàn lại một đường sáng trắng mà thôi. Chứng kiến tình huống trước mắt, đơn du chi đờ đẫn nhìn trường đao của mình. Đây là binh khí đỉnh cấp, thậm chí còn được xưng tụng là thần binh, chặt đứt sắt thép dễ như trở bàn tay. Vậy mà địch cửu lại chẳng chút tổn thương, thân thế hắn rốt cuộc được làm bằng cái gì? Chẳng lẽ là thiết bố sam? Đúng, khẳng định là thiết bố sam. Nguyên lai thiết bố sam trong truyền thuyết có thật, ánh mắt đơn du chi lóe lên vẻ kích động y lấy một con dao ba cạnh ra đâm thẳng vào mắt địch cửu đơn du chi không tin thiết bố sam có thể tu luyện luôn cả cặp mắt chỉ cần địch cửu chết y liền đoạt được bí mật trên người đối phương dù hiện giờ địch cửu không thể phân tâm đối phó đơn du chi thế nhưng cũng đâu để tên oát ấy đâm vào mắt hắn được hắn phải nhanh chóng hạ sát người của đơn gia loại chuyện này càng kéo dài càng thêm nguy hiểm thời điểm dao ba cạnh chuẩn bị khoét mắt địch cửu ra hắn liền miễn cưỡng tạo dựng một đạo pháp tác nhận mang đâm tới mi tâm đơn du chi. Phốc, mi tâm y nhanh chóng bị xé thành hai nửa, giao ba cạnh đứng hình, đơn du chi vốn đang nhìn chòng chọc địch cửu ngã xuống đất, trước khi chết y cũng không biết bản thân rốt cuộc chết như thế nào. Phốc, địch cửu phun ra một ngụm máu, sắc mặt của hắn ngày càng u ám, mi tâm đã có một tia tử khí quẩn quanh. Thời điểm nội thể địch cửu giao tranh với độc văn, vốn đang ở trạng thái hạ phong, hắn còn phải phân tâm đi đối phó đơn du chi, càng khiến cuộc giao tranh kia trở nên tệ hại. Địch Cửu Gian Nan xoay người xông ra ngoài, hắn phải mau chóng trở về khách sạn bế quan chữa thương. Bành. Địch Cửu vừa xông ra cửa lớn liền ngã nhào xuống đất, hắn vẫn còn cách khách sạn rất xa. Trong lòng Địch Cửu biết rõ hắn không được để bản thân té xỉu ở ngoài đường. Tuy nhiên, đạo độc văn kia thật sự đáng sợ, hắn không cách nào khống chế được. Đơn Tú Kỳ vừa đến nơi, vừa vặn trông thấy Địch Cửu té nhào ngoài cửa. Cô nàng còn chẳng kịp thắc mắc liền xông lên đỡ Địch Cửu rồi xoay người bỏ chạy thậm chí lý do địch cử có thể trốn được ra ngoài mà người đơn ra không đuổi theo đơn tú kỳ cũng không còn tinh thần nghĩ tới sắc trời đã chuyển đen hoàn toàn chung quanh là tiếng gầm thét của hung thú bấy giờ đơn tú kỳ mới dần lấy lại ý thức hiện tại hai người họ đã rời đi rất xa thậm chí chạy qua nửa vòng khu đại bán loan và tiến nhập địa phương chân chính nguy hiểm nơi đây đơn tú kỳ từng đi qua rồi có hung thú cực kỳ đáng sợ ẩn nấp trước đó chỉ lo chạy nên cô nàng không cảm giác được hiện tại vừa dừng lại cô liền vô cùng sợ hãi dù đơn tú kỳ đã là võ giả hoàng cấp hậu kỳ nhưng sợ thì vẫn biết sợ đơn tú kỳ thả chậm bước chân cô biết rõ đi thêm ba dặm nữa sẽ có một hang động rất phù hợp cho việc ẩn nấp có lần vì tránh sự truy sát của một đầu hồ mà cô từng trốn vào đấy ban đêm tại đại bán loan ngoại trừ thú giống bên ngoài ra thì cũng chỉ còn gió lạnh khắc nghiệt thổi ầm ầm mà thôi cũng may mặt đất có tuyết động dày giúp giảm bớt âm thanh di chuyển của đơn tú kỳ sau hai tiếng đồng hồ và ba dặm đường đơn tú kỳ mới tới cửa huyệt động Bên ngoài hang động là một đống cỏ dại đã bị tuyết bao trùm. Cô biết phía sau đám cỏ còn một tảng đá lớn, khối đá ấy được dùng để che đậy hang động. Đơn tú kỳ phủi lớp tuyết động đi rồi rời tảng đá sang bên. Sau khi đặt địch cửu nằm xuống cô nàng mới thở dài một hơi. Chỉ cần trụ hết đêm nay, sáng mai sẽ an toàn thôi, chỉ ít cô cũng không bị đơn ra bắt đi. Hang động không quá lớn, chỉ rộng chừng 5-6 mét vuông. Một người nằm có hơi trống trải nhưng hai người lại cực kỳ chật hẹp. Sau khi sắp xếp cho địch cửu xong, Đơn Tú Kỳ xoay người chắn cửa động bằng tảng đá to kia. Ngay khi cô chuẩn bị xem xét tình huống của địch cửu, thì bỗng nghĩ tới chỗ bất thường lúc chiều. Theo lý thuyết, địch cửu trốn khỏi trụ sở đơn gia chứ không phải được cô cứu. Nếu người đơn gia đã tới đối trình, thì làm gì để cô trốn thoát một cách nhẹ nhàng thế này? Còn việc địch cửu bị người đơn gia đả thương rồi trốn thoát dưới nanh vuốt bọn họ. Đáng tiếc, nghĩ tới vỡ đầu đơn tú kỳ cũng không xác định được. Cuối cùng cô nàng chỉ biết thuận theo tự nhiên, đợi địch cửu tỉnh lại rồi tính tiếp sau khi dọn dẹp xung quanh, đơn tú kỳ liền chuyển địch cửu lên một tảng đá phía trên trong hang động. Bản thân cô nàng cũng vì kiệt sức mà không lâu sau đó đã ngủ say. Đơn tú kỳ bị lạnh đến mức đông cứng tỉnh lại, dù bản thân là võ giả hoàng cấp nhưng vẫn chịu không nổi cái lạnh băng hàn ấy. Cô nàng đứng lên rậm chân mấy cái, trong lòng có chút khó hiểu. Hiện tại đã là tháng 3, thành phố đối trình vào thời gian này tuyệt đối không lạnh như vậy. Đầu năm nay đối trình vẫn như bình thường, hiện tại tuyết lại đột ngột rơi khiến nhiệt độ hạ thấp hơn hẳn xem ra không thể tiếp tục lưu lại đây nữa bằng không dù cô là võ giả hoàng cấp cũng bị đông cứng tới chết nhìn sang phía địch cửu cô thấy hắn vẫn đang hôn mê bất tỉnh đơn tú kỳ bèn vươn tay để dưới mũi địch cửu và sờ soạn thân thể đối phương một hồi thấy hắn vẫn hít thở và nhiệt độ như thường cô mới thở phào một hơi hắn ta vẫn còn sống đơn tú kỳ thở dài nếu địch cửu còn sống thì cô không thể đi được muốn đem theo đối phương chạy trốn thì khác nào người si nói mộng cô cảm thấy bản thân phải ra ngoài săn giết một hai con thỏ rừng mới được bằng không chắc cô sẽ chết trước địch cửu mất địch cửu cảm giác chỗ không gian hắc ám trong cơ thể mình càng ngày càng đậm hiện tại hắn vẫn đang điên cuồng vận chuyển quy tắc chu thiên như một loại bản năng cầu sinh một chút nhiệt lưu thẩm thấu vào trong cơ thể của địch cửu giúp cho không gian hắc ám có nhiều khí thức sinh cơ hơn đơn tú kỳ ngạc nhiên nhìn địch cửu cô vừa săn được một con hung thú gấp thấp lạ lẫm nhưng lại không có cách nào ăn thịt được chỉ đành uống một chút máu từ cơ thể nó đơn tú kỳ cho địch cử uống máu hung thú hy vọng hắn sẽ sớm ngày tỉnh lại đáng tiếc là lượng máu chỉ đủ uống một lần ngày mai cô lại phải đi săn bắt lần nữa máu hung thú uống vào bụng đơn tú kỳ cũng cảm giác được toàn thân mình đều đang phát nhiệt tựa hồ có một loại năng lượng phát ra từ kinh mạch của mình sau đó khuếch tán đến toàn thân thư sướng không gì sánh bằng bất chấp cái rét lạnh ban đêm đơn tú kỳ thoải mái ngủ thiếp đi sáng sớm hôm sau chuyện đầu tiên cô làm chính là tiếp tục ra ngoài săn hung thú Nơi đây thuộc về khu vực sâu trong Đại Bán Loan, thời thời khắc khắc đều có thể gặp phải hung thú cường đại. Đơn Tú Kỳ không dám rời động quá xa, chỉ đi dạo tại phụ cận mà thôi. Vì tránh chạm mặt hung thú cường đại, hôm qua cô vòng vo hơn nửa ngày mới tìm được một con hơi yếu ớt. Hôm nay Đơn Tú Kỳ vẫn tiếp tục dự định săn bắt loại hung thú ấy, mặc dù thể hình hơi nhỏ, thế nhưng máu của nó lại có tác dụng sưởi ấm, uống vào có thể qua được cơn đói. Hiện tại cô đang muốn bắt một con hung thú nhỏ hơn thỏ, trên đầu nó còn có một cái sừng đơn tú kỳ không biết tên loại hung thú này chỉ biết trên địa cầu vốn không có loại hung thú như vậy sau khi tiên nữ tinh xuất hiện yêu thú xâm nhập địa cầu từ đó trên địa cầu mới có đủ loại hung thú cổ quái kỳ lạ da lông nó có màu màu xám nhạt sừng màu đỏ sậm tựa hồ thích ăn quả hạch hôm qua đơn tú kỳ bắt được một con cũng chính là bắt ngay dưới gốc thông cho nên hôm nay đơn tú kỳ cứ núp bên cạnh vài gốc thông quả nhiên cô đoán không sai vẻn vẹn chưa tới nửa canh giờ Đơn Tú Kỳ lại lần nữa săn bắt được một con độc giác thú. Từ khi Đơn Tú Kỳ mang theo địch cửu trốn đi, thành phố đối trình mấy ngày gần đây có thể nói là bị lật tung hết cả lên. Đơn ra một trong những gia tộc cổ võ cường đại nhất trên địa cầu, vừa bị giết hơn 10 người tại thành phố đối trình. Trong đó có ba cường giả địa cấp, bao gồm cả đơn gia phó tổng huấn luyện viên. Cái này còn chưa tính, thiên kiêu số một đơn gia đơn Bắc Hạc cũng bị giết hại. Chuyện này không chỉ gây nên sóng to gió lớn trong đơn gia, mà trong giới cổ võ cũng được tính là một chuyện chấn động. Đơn gia đã phái cường giả thiên cấp đơn thiên nhận tới thành phố đối trình để điều tra chuyện này. Chuyện này vốn không khó điều tra, nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ một thành viên đơn gia tên là đơn Tú Kỳ, nàng ta đào tẩu khỏi thành cùng với một thanh niên tên Địch Cửu. Khi cường giả đơn gia đi bắt đơn Tú Kỳ thì bị Địch Cửu giết chết. Không chỉ vậy, Địch Cửu còn đơn độc đi đến trụ sở đơn gia tại thành phố đối trình, một mẻ hốt gọn toàn bộ người đơn gia, chém tận giết tuyệt. Bất quá địch cử không phải không trả giá đắt. Sau khi đại chiến ở đó xong, hắn đã trọng thương không dậy nổi, cuối cùng được đơn tú kỳ cứu đi. Dầm. Sau khi biết tiền căn hậu quả, đơn thiên nhận giận điên người, vung tay đập một phát khiến cái bàn gần đó biến thành bão vụn. Thế mà dám động đến trên đầu đơn gia, quả thực là không biết sống chết. Từ xưa đến nay, chỉ có người đơn gia gây sự với kẻ khác, lúc nào đến phiên bọn họ dám gây hấn với đơn gia rồi. Đối với địch cử, đơn thiên nhận chẳng thèm để ý vết thương chí mạng trên người đơn du chi là vết đao. Mặc dù kẻ xuất đao tàn nhẫn, tinh chuẩn, nhưng hiển nhiên tu vi cũng chẳng quá cao. Bởi vì nếu tu vi địch cửu, mà rất cao thì đơn du chi đã không thể trọng thương hắn. Toàn lực điều tra cho ta, không bỏ qua bất kỳ chỗ nào. Đơn tú kỳ kia mang theo một người, tuyệt đối chạy không được bao xa. Rất có thể chúng đang trốn ở khu hung thú trong đại bán loan. Đơn thiên nhận hung ác, nói. Đây đã là ngày thứ năm đơn tú kỳ cho địch cử uống máu độc giác thú, mấy ngày nay sắc mặt địch cửu chuyển biến rất tốt, màu xám trên mặt giảm bớt, tim đập càng ngày càng hữu lực. Đơn Tú Kỳ tin tưởng, chỉ cần lại thêm một hai ngày, địch cửu chắc chắn sẽ tỉnh lại. Địch cửu cảm giác được không gian xung quanh mình đang dần dần sáng lên, quy tắc chu thiên vận chuyển càng thêm mượt mà. Chỉ là thỉnh thoảng có một loại nhiệt lưu thoải mái ùa vào thân thể của hắn, làm hắn có cảm giác cực nóng. Cạch! Khi quy tắc chu thiên dần dần đánh vỡ thế cân bằng, lần nữa ngăn chặn độc đạo văn, sâu trong thức hải địch cửu truyền đến một tiếng vang nhỏ. Mặc dù còn chưa tỉnh táo lại, tuy nhiên bộ phận thức hải bị nhất hóa của hắn đã bắt đầu khôi phục. Địch cửu có được tia đạo tắc thứ 9, đương nhiên sẽ tự động bắt lấy loại cơ hội này, tăng tốc vận chuyển quy tắc chu thiên. Thời điểm có một chút ý thức, ý thức của địch cửu giống như lần nữa về tới Minh Châu Thành. Về tới thời gian không buồn không lo kia, khi đó, cuộc sống của hắn chỉ là cơm đến há miệng, áo đến đưa tay. Mỗi ngày chỉ cần lo hưởng thụ là được. Chân Mạn đã sớm bị hắn quên lãng không biết bao lâu, vậy mà bất ngờ xuất hiện trong tiềm thức của hắn. Địch Cửu nhíu mày, đó là một loại ký ức mỹ hảo thời điểm niên thiếu mà thôi. Hắn đã sớm quên mất nữ nhân kia, vì sao lúc này Chân Mạn lại xuất hiện? Ngươi tới làm cái gì? Địch Cửu rất muốn hỏi, thế nhưng cổ họng của hắn tựa hồ đã bị câm, chẳng thể nào nói được gì. Đơn Tú Kỳ nhìn Địch Cửu nhíu mày bèn khẽ đưa tay vuốt ve chán của hắn. Địch Cửu cảm giác được Chân Mạn đang tới gần, một cảm giác xuất phát từ sâu trong nội tâm mang theo khát vọng sinh lý nguyên thủy nhất, khiến hắn đột nhiên dùng hết sức ôm chân mạn vào trong ngực. Ngô! Chân mạn kinh hô, lập tức khiến địch cửu càng không cách nào khống chế được loại khát vọng ấy, ngay cả chính hắn cũng chẳng hiểu nổi, chỉ biết theo bản năng kéo quần áo chân mạn ra. Đơn tú kỳ ngây dại, cô không nghĩ tới địch cửu sẽ làm chuyện này. Rất nhanh cô liền hiểu được, khẳng định là máu do độc giác thú, ngay cả cô cũng có cảm giác nóng bức khi uống máu, chứ đừng nói địch cửu đang bất tỉnh. Thế nhưng địch cửu vốn mạnh mẽ hơn, Bản thân cô mấy ngày qua lại chẳng được ăn no, tự nhiên là không có sức chống cự. Lại thêm máu độc giác thú làm đơn tú kỳ cảm giác nóng bức khó chịu, giờ phút này bị địch cửu cởi quần áo, cô vậy mà lại không hề phản kháng. Khi quần áo đã bị địch cửu cởi sạch, đơn tú kỳ đang muốn phản kháng đột nhiên đình chỉ động tác. Cả đời cô vốn luôn là con cờ trong tay người khác, vì sao cô phải trốn đi? Còn không phải vì ghê tởm đám đơn ra kia, rõ ràng có đủ thực lực, nhưng lại vẫn muốn bán mẹ con cô đổi lấy sự giúp sức của các gia tộc khác bất quá đơn tú kỳ vô cùng rõ ràng năng lực của đơn gia quá mạnh mẽ sớm muộn gì cô cũng sẽ lần nữa bị bắt về nếu sớm muộn cũng sẽ bị bắt về tra tấn không bằng hãy để lần đầu tiên cho địch cửu địch cửu tốt xấu gì cũng coi như cùng chung hoạn nạn với cô có thể xem là nam nhân quen thuộc với đơn tú kỳ nhất đơn tú kỳ không có tư cách yêu đương cũng không có tư cách đi tìm hiểu một người đã như vậy thì sao phải suy nghĩ quá nhiều đợi tấm thân xử nữ của cô mất rồi thì đơn gia còn muốn bắt cô về làm cái gì nữa. Cảm giác ẩm ướt và cực nóng truyền đến, đơn tú kỳ dứt khoát nhắm mắt lại, mặc cho địch cửu xâm nhập vào. Âm thanh rên rỉ vang lên, toàn bộ thân thể đều cảm thấy thoải mái. Địch cửu thậm chí cảm giác được khả năng lý giải thiên địa pháp tắc của mình, chợt thấu triệt hơn rất nhiều, quy tắc chu thiên cũng ngượt mà hoàn thiện hơn. Đó là một loại thuyết minh đối với sinh mạng, hay nói đúng hơn là một quá trình không thể thiếu đối với sinh mệnh. Đạo của hắn không phải là chém mất thất tình lục dục, mà là truy cầu sinh mệnh giống như biết bao người. Sau khi địch cửu minh ngộ điểm này, quy tắc Chu Thiên càng thêm rõ ràng, độc đạo văn nguyên bản còn giữ được cân bằng thì hiện giờ đang bị chậm rãi thức đoạt. Khí tức xám xịt trên mặt địch cửu dần dần biến mất, sinh cơ của hắn càng ngày càng thịnh vượng. Thời điểm đơn tú kỳ tỉnh lại, liền trông thấy mình đang nằm trong lồng ngực địch cửu, cô bèn ngượng ngùng tránh qua một bên, dùng sức nhặt quần áo từ dưới đất lên. Thân thể đơn tú kỳ nhũn cả ra, cô cúi đầu nhìn địch cửu vẫn còn chưa tỉnh lại. Trong mắt chợt xuất hiện một tia nhu tình. Đơn Tú kỳ cẩn thận sắp xếp lại vị trí nằm của địch cửu, xong mới mặc y phục của mình vào. Vô luận có tình yêu, vô luận có tương lai hay không, từ nay về sau, tính mạng của cô sẽ mãi mãi có liên hệ với người nam nhân trước mắt này. Sau khi chỉnh lý tốt quần áo, Đơn Tú kỳ quyết định ra ngoài tìm kiếm độc giác thú. Thân thể địch cửu càng ngày càng chuyển biến tốt, chuyện ngày hôm qua, mặc dù là tình huống đặc biệt nhưng nguyên nhân rất có thể bởi vì máu độc giác thú hai người uống máu độc giác thú mới xảy ra chuyện kia. Nếu đơn tú kỳ đã xem địch cửu như người bên cạnh, vậy, dĩ nhiên không thể để cho hắn đói bụng được. Mấy ngày nay, tuyết rơi càng lúc càng lớn, đơn tú kỳ cảm nhận được tuyết dưới chân đã sâu đến hơn một thước, dù địch cửu vẫn còn bất tỉnh, thì hai người cũng không thể tiếp tục lưu lại nơi này nữa. Thế nhưng trên đoạn đường di chuyển đến mấy gốc thông, đơn tú kỳ chợt cảm giác toàn thân là người đi vì kiệt sức, nàng đỡ một gốc cây khô, cúi gập người thở dốc không ngừng. Khi đang chuẩn bị đi tiếp, mấy nhân ảnh đột nhiên xuất hiện, trước mặt đơn tú kỳ làm cô cảm thấy tuyệt vọng vô cùng. Hai người vừa xuất hiện đã trông thấy đơn tú kỳ. Đây chắc chắn là người đơn ra, đơn tú kỳ không chút do dự, lập tức chạy đi. Địch cử mở to mắt ngồi dậy, lấy tu vi hiện tại, dù có người muốn nhân lúc hắn ngủ mà ra tay cũng khó thành công, thứ duy nhất giết được hắn chỉ có đạo độc văn kia thôi. Thế nhưng hắn vẫn không vẫn lạc, mà quy tắc chu thiên còn liên tục thôn phệ độc văn với tốc độ chóng mặt. Đây là nơi nào? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Địch Cửu quét thần niệm ra bốn phía, trong khoảng cách vài dặm là một mảnh rừng tuyết, hình như hắn đang nằm trong một hang động. Thần niệm địch cử lại rơi vào cái mồ chôn năm đầu độc giá thú, nháy mắt liền biết bản thân được ai đó cứu đi. Tuy nhiên, người đó là ai? Còn giúp hắn trốn tới nơi này? Trong động có hương thơm nhàn nhạt, nhạt, loại hương thơm ấy có chút quen thuộc. Rất nhanh địch cử liền nghĩ tới đơn tú kỳ, hẳn là đơn tú kỳ cứu hắn. Lập tức trong đầu địch cử liền phác họa quá trình cô nàng kia dẫn mình bỏ trốn hẳn là sau khi rời khỏi đơn tú kỳ không đành lòng nhìn hắn bị người của đơn gia giết nên mới vòng về vừa vặn thấy hắn té xỉu bên ngoài trụ sở đơn gia đây cũng rất bình thường trước khi rời khỏi đơn tú kỳ từng nhiều lần khuyên hắn đào tẩu chỉ là địch cử không chịu mà thôi nghĩ tới đơn tú kỳ ký ức của địch cử trở nên rõ ràng hơn thời điểm hắn lâm vào hôn mê địch cử vẫn điều khiển vòng chu thiên để chống lại độc văn kia về sau địch cửu lại cảm giác được có thứ gì đó, ấm nóng thẩm thấu vào thân thể hắn. Lao nhẹ bờ môi, cảm nhận được mùi máu tanh nhàn nhạt, nhạt lưu lại, cộng với thi thể độc giác thú bên ngoài. Địch cửu làm sao không nhận ra đơn tú kỳ mỗi ngày phải săn độc giác thú, rồi cho hắn uống máu để duy trì sự sống. Tuy nhiên, đơn tú kỳ không biết, xem như mấy vạn năm không ăn không uống, địch cửu cũng chẳng thể chết đói. Bất quá hành động này của đơn tú kỳ cũng giúp hắn đôi chút. Trong quá trình hắn chống chọi với độc văn, dù chỉ một chút phụ trợ cũng không thể coi thường. Đơn Tú Kỳ, cảm ơn ngươi. Biết được công sức đối phương bỏ ra, Địch Cửu Thầm cảm tạ một câu. Nếu không có Đơn Tú Kỳ, một khi thân thể bị hủy hoại hoặc thần niệm bị giảm sút, tương lai dù hắn khôi phục cũng phải mất thời gian rất lâu, thậm chí còn có khả năng vĩnh viễn lâm vào hôn mê, không bao giờ tỉnh lại. Nhờ sự giúp đỡ của cô nàng mà hắn dần khôi phục, quy tắc Chu Thiên cũng từ từ áp chế được độc văn. Bỗng nhiên Địch Cửu nhíu mày một cái, này có chút không thích hợp. Dù quy tắc Chu Thiên áp chế được độc văn cũng khó để hắn tỉnh lại nhanh thế này. Mà hiện tại quy tắc Chu Thiên của hắn càng thêm rõ ràng hơn trước, dường như trong thức hải hắn có thêm thứ gì đó. Đó là một loại lý giải về sự sống, nó giúp sự hiểu biết về cơ sở pháp tắc của địch cửu tăng lên một bậc. Đúng rồi, là vì hắn nhớ tới chân mạn. Địch cửu thở dài một hơi, chân mạn là mối tình đầu của hắn, rõ ràng hắn đã quên nó đi, vì sao vẫn còn loại chấp nhiệm ấy, thời điểm hôn mê liền nhớ tới cô gái đó. Tuy nhiên, sau khi nhớ ra, sắc mặt địch cửu lập tức thay đổi. Hắn đã làm chuyện vợ chồng cùng chân mạng trong lúc hôn mê, vẫn chưa phải. Dù trong giấc mơ những xúc cảm ấy rõ ràng vô cùng. Địch cửu đột ngột đứng dậy, không phải mơ, đây tuyệt đối là sự thật. Nhờ có chuyện đó mà việc vận chuyển chu thiên của hắn mới tiến bộ hơn, giống như nhất định phải hoàn thành việc đó hắn mới đột phá được. Thần niệm địch cửu lập tức rơi lên thân mình, bấy giờ hắn càng thêm khẳng định bản thân đã làm qua cái chuyện vợ chồng kia. Thế nhưng chân mạng tuyệt đối không xuất hiện tại nơi này, càng không cách nào xảy ra tình huống đấy, ngoại trừ đơn tú kỳ, còn ai vào đây? Địch cửu vỗ mạnh vào chán, chính hắn cũng không ngờ đơn tú kỳ lại là người đầu tiên của mình. Thở dài một tiếng, hắn liền nghĩ tới những nữ nhân bản thân đã có quan hệ tình cảm. Cuối cùng, hình ảnh trong đầu hắn là khuôn mặt thanh tú của đơn tú kỳ, địch cửu chưa bao giờ nghĩ lần đầu tiên của hắn lại là cô nàng. Này quá mức có lỗi với con gái nhà người ta rồi, cô nàng đã cứu hắn, hắn còn dậu đổ bìm leo. Thở dài một tiếng, hắn liền nghĩ tới những nữ nhân bản thân đã có quan hệ tình cảm. Chân mạng là mối tình đầu của hắn, dù hắn đã quên, nhưng sâu trong ký ức ít nhiều vẫn lưu lại chấp nghiệm nên mới nhờ đơn tú kỳ, xóa bỏ chấp nghiệm đó. Có lẽ vì thế mà quy tắc chu thiên của địch cửu đã tiến bộ hơn nhiều, lý giải về quy tắc thiên địa của hắn càng thêm chính xác, thẩm tử ngữ, cô gái trong mộng của thân thể kiếp trước. Cảnh mặt xong, nữ nhân từng thành thân với hắn. Mặc Vũ Xuân, đệ tử thiên tịnh môn, Cuối cùng, hình ảnh trong đầu hắn là khuôn mặt thanh tú của đơn tú kỳ. Địch cửu chưa bao giờ nghĩ lần đầu tiên của hắn lại là cô nàng. Thở dài một hơi, địch cửu quyết định sẽ dẫn đơn tú kỳ theo, trừ phi cô ấy không tình nguyện thì đành thôi. Vận mệnh thật sự kỳ diệu, trong lúc lơ đáng hắn lại gặp được nữ nhân gắn bó chặt chẽ với mình. Đối với địch cửu mà nói, tình yêu là thứ gì đó rất xa xỉ. Từ khi hắn chặt đứt tia ô mê với chân mạng, địch cửu chưa từng nghĩ tới tình yêu hoặc yêu đương với bất kỳ cô gái nào khác. Dù thế, đơn Tú Kỳ đã giúp hắn chặt đứt tia chấp niệm còn lại dành cho chân mạng. Cảm ơn cô, Tú Kỳ. Sau khi tâm tình ổn định, địch cửu không muốn ở lại đây nữa. Vừa mới trải qua chuyện kia, khẳng định thân thể cô ấy còn rất yếu, đã vậy còn phải đi săn độc giác thú nữa. Nghĩ tới đây, địch cửu bèn vội vàng rời hòn đá đi, xông ra khỏi hang động. Với cường độ thần niệm hiện tại, vậy mà địch cửu lại không thấy bóng dáng đơn tú kỳ đâu cả. Hắn không nhịn được nhíu máy, lý giải với quy tắc thiên địa của hắn càng thêm rõ rệt, mà độc văn theo từng khắc không ngừng bị loại trừ, thần niệm càng lúc càng tăng lên. Với tu vi hiện giờ mà trong vòng người dặm hắn vẫn không tìm ra tú kỳ. Tất cả động tĩnh trong phạm vi thần niệm rất nhanh đã được hắn kiểm soát. Không lâu sau đó, địch cử phát hiện một ít bước chân sốc sách. Địch cử đoán ở gốc cây khô này từng có một người dừng bước. Sau đây đối phương vòng vo chạy trốn, theo đuôi là hai người hướng về phía đối phương mà tới. Người phía trước đi chưa được bao xa liền bị người phía sau đuổi kịp. Một cuộc ẩu đả nhanh chóng diễn ra, sau khi trông thấy một ít máu dưới tuyết động, ánh mắt địch cửu liền lạnh xuống vài phần, rất có thể Tú Kỳ đã bị thương. Lần theo dấu chân, hắn lần nữa tiến vào thành phố đối trình. Tại trụ sở đối ra của thành phố đối trình, sau khi bị địch cửu tàn sát, nơi đây lại xuất hiện một nhóm người. Khác biệt ở chỗ người ngồi tại vị trí cao nhất là một lão già mắt ưng. Mà chính giữa đại sảnh, một thiếu nữ tóc tai bù xù đang quỳ gối, đối phương không ai khác ngoài đơn Tú Kỳ. Hiện tại, lớp dịch dung trên mặt cô đã được rửa sạch, dung nhan mỹ lệ kinh người lộ ra dưới ánh đèn vàng. Chỉ là trong mắt đơn tú kỳ vươn đầy nét hoảng sợ, khuôn mặt trắng bệch dọa người. Mặc dù ngươi chỉ là đứa con hoang nhưng đơn ra vẫn cho ngươi miếng ăn cái mặc, ngươi không muốn báo đáp còn chạy trốn, rồi liên hợp với người ngoài giết chết đệ tử đơn ra. Ta cho ngươi ba giây để khai ra tên địch cửu kia trốn ở đâu. Bằng không, ta sẽ lột sạch quần áo đứa con hoang, như ngươi rồi ném vào quán ba mạo hiểm giả tiếp khách. Ngữ khí lão ta bình thản nhưng giọng nói lại dày đặc sát khí, khiến toàn thân đơn tú kỳ không ngừng run lên. Quán ba mạo hiểm giả là nơi mà một đám đầu đường xó chợ tụ tập trẻ chén. Từ khi địa cầu xuất hiện yêu thú và hung thú, một ít người bắt đầu dùng việc săn thú để kiếm tiền. Tất cả đều là côn đồ, kiếm được đồng nào đều bỏ ra ăn chơi trác táng trong mạo hiểm giả. Ngoại trừ cung cấp rượu thịt ra, mạo hiểm giả còn cung cấp nữ nhân. Có người tự nguyện cũng có người bị bắt ép. Ngay cả mạng sống bản thân mà đám côn đồ kia còn không để trong lòng, há quan tâm sinh tử những cô gái ấy mau nói chát một tên áo xám quất trường tiên lên lưng đơn tú kỳ một roi này sẽ rách lưng cô thành vệt vết thương nát bươm vải rách bay tứ tung sắc mặt đơn tú kỳ càng thêm tái nhợt cô lắc đầu nói địch cửu kia cùng ta chỉ là bèo nước gặp nhau hắn trốn ở đâu ta thật sự không biết mau đánh nó cho ta đánh nát quần áo nó rồi ném thẳng tới mạo hiểm giả lão già tức giận gầm lớn tên áo xám lần nữa nâng tay đánh xuống roi lần này rớt xuống sau ót đơn tú kỳ khiến cô đau đến ngất xỉu mà trường tiên mang theo vải rách xé nát ra thịt, máu tươi tung tóe. Dù đơn tú kỳ đã hôn mê nhưng gã áo xám cũng không ngừng tay, vẫn tiếp tục đánh tới. Hiển nhiên muốn đánh đến khi đơn tú kỳ khai ra mới thôi. Chỉ là roi thứ ba còn chưa kịp hạ, lực đạo gã đột ngột trống rỗng. Áo xám hoảng sợ nhìn cánh tay của mình, từ bả vai trở xuống đã chẳng còn gì. Tay gã rơi bịch xuống đất, máu tươi lập tức phun trào. Nhận mang chân khí. Lão giả mắt ưng kinh hãi hô lên dù là lão ta cũng không có khả năng tạo ra nhận mang từ chân khí nghe đồn chỉ có cảnh giới bán đan mới làm được việc này ngươi là người phương nào dám đối nghịch với đơn gia ta một tên đại hán dâu ria đứng dậy đồng thời giơ súng trong tay chĩa về phía địch cửu súng vừa mới nâng lên còn chưa kịp bắn thì gã đột nhiên cảm thấy cổ tay mình mát lạnh đại hán dâu ria hoảng sợ lức xuống thì ra cả bàn tay vẫn đang cầm súng của gã đã rơi thẳng xuống mặt đất lão phu đơn thiên nhận từng gặp mặt rất nhiều bằng hữu võ giả Bàn về nguồn gốc võ giả, nói không chừng lão phu biết hết tất cả. Đơn gia ta không có trêu chọc các hạ, các hạ giúp cuộc là ai? Vì sao lại ra tay tàn nhẫn vô tình như vậy? Lão giả nhìn chằm chặp địch cửu, cất cao giọng chất vấn. Địch cửu đã ôm đơn tú kỳ vào trong ngực, thuận tay ném mười mấy quả hỏa cầu ra ngoài. Đệ tử đơn gia chuẩn bị động thủ điều hóa thành cho bụi dưới hỏa cầu của hắn. Khi quả hỏa cầu cuối cùng rơi trên người đơn thiên nhận, âm thanh của địch cửu mới truyền đến ta chính là địch cửu, hoan nghênh đơn ra đến tìm ta, sau này ta sẽ thường xuyên ở lại vong xuyên tự vong xuyên sơn mạch. Tuy rõ ràng trông thấy địch cửu ném hỏa cầu qua, bản thân lại là cường giả thiên cấp, đơn thiên nhận vậy mà lại chẳng hề có biện pháp tránh né. Trong mắt đơn thiên nhận hiện lên sự hoảng sợ, thực lực này là cấp bậc gì? Tiên thiên hay bán đan? Thậm chí trên cả bán đan. Dù là bán đan cường giả cũng chưa hẳn có thể tùy tiện ném hỏa cầu như vậy. Địa cầu từ lúc nào xuất hiện cường giả vượt qua bán đan, đơn gia chưa từng nghe nói qua địch cửu đến nhanh đi càng nhanh hơn chờ đến khi đơn thiên nhận lấy lại tinh thần hỏa diễm trên người lão đã tắt tất cả những người trong đại sành đều bị đốt thành cho bụi chỉ duy mình lão còn sống thế nhưng đơn thiên nhận chẳng hề mừng rỡ bởi vì lão biết kinh mạch của mình đã đứt hết mạng sống mình cũng chẳng còn tồn tại được bao lâu đơn thiên nhận biết rõ địch cửu để mình lại làm cái gì chỉ là để mình chuyển lời mà thôi đơn thiên nhận cơ hồ không cần cân nhắc vội vàng nhấc điện thoại lên, gấp rút thông báo, cái đại ca, tất cả thành viên đơn gia ta đến thành phố đối trình đều đã bị địch cửu giết, hắn tới vong xuyên tự vong xuyên sơn mạch, đơn gia. Đơn thiên nhận chợt im bặt, một lực lượng kinh khủng làm lão chẳng thể nói tiếp dù chỉ nửa chữ, thậm chí lão còn có cảm giác chỉ cần mình nói thêm một lời, thì sẽ lập tức nổ tung. Loại cảm giác ấy rất kinh dị, thế nhưng hết lần này tới lần khác đơn thiên nhận lại có loại cảm giác này. Đây tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, chính là địch cửu làm, thế nhưng hắn sao có thể làm được. Đơn Thiên nhận bỗng nhiên tỉnh ngộ, mình không nên gọi điện thoại về, xem như muốn gọi điện thoại, cũng tuyệt đối không thể nói cho Đơn Gia biết địch Cửu đang ở đâu. Đây không phải là giết địch Cửu báo thù mà thuần túy là hại Đơn Gia. Địch Cửu quá cường đại, dù đích thân lão tổ tông Đơn Gia đơn mục tâm đi tìm địch Cửu, sợ rằng cũng chỉ có đường chết. Mình không nên thông báo vị trí của địch Cửu, mà hẳn nên cảnh báo người Đơn Gia đừng đi tìm hắn mới đúng, một khi tìm hắn, Đơn Gia xem như xong rồi. Đáng tiếc, hiện tại Đơn Thiên nhận chẳng nói được nửa chữ trong lòng lão đang tràn đầy sợ hãi cùng kinh hoàng bành lực lượng cuồng bạo nổ tung trong thể nội đơn thiên nhận lão vốn đã bị đốt không còn hình người giờ lại tiếp tục bị nổ tung từ bên trong cơ thể lập tức nát vụn suy nghĩ cuối cùng của đơn thiên nhận chính là đơn ra xong rồi trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi chết lão hiểu được vô luận lão có cảnh báo hay không người đơn ra đều sẽ đi tìm địch cửu không cần nguyên nhân nào khác đơn giản vì họ là đơn gia đơn cái thả điện thoại trong tay xuống khẽ nhíu mày điện thoại do đơn thiên nhận gọi tới thực lực đơn thiên nhận tại đơn gia có thể xếp vào ba vị trí đầu ngoại trừ đệ nhất cường giả đơn gia đơn mục tâm chỉ còn lại đơn cái là cường giả thiên thiên tiếp theo chính là võ giả thiên cấp đơn thiên nhận gia chủ đơn đồng cập tuy cũng là võ giả thiên cấp nhưng đơn đồng cập lại chú trọng xử lý sự vụ nội ngoại đơn gia nếu bàn về thực lực đơn đồng cập chắc chắn không bằng đơn thiên nhận nói cách khác tu vi thiên cấp của đơn đồng cập chỉ là dùng dược liệu trồng chất lên Hiện tại đơn thiên nhận nói toàn bộ người đơn ra đi đến thành phố đối trình, bị một gia hỏa tên địch cửu giết sạch rồi. Làm sao có khả năng? Bản thân đơn thiên nhận là võ giả tiên thiên, bên cạnh còn vài cao thủ địa cấp nữa. Đơn thiên nhận đang nói phân nửa liền im bặt, chuyện này có nghĩa là đơn thiên nhận bị kẻ khác diệt khẩu ngay trong lúc gọi điện. Không được, nhất định phải lập tức bẩm báo ra chủ đơn đồng cập biết, thậm chí nếu đến thời điểm, cần phải thông chi cho lão tổ tông đơn mục tâm. Không ít người có thể giết đơn thiên nhận, thế nhưng lại chẳng có bao nhiêu người dám ra tay. Trong lòng địch cửu cuối cùng mới thoải mới được một chút, lúc này mới vài giờ thôi, mà thần niệm của hắn hiện tại đã có thể mở rộng ra phạm vi trăm dặm. Dựa theo tốc độ đó, chỉ cần thời gian 3 ngày, hắn sẽ hoàn toàn tước đoạt độc đạo văn ra khỏi cơ thể. Đến lúc đấy, thần niệm của hắn có thể nhẹ nhàng quét ngang toàn bộ địa cầu. Lúc đơn tú kỳ tỉnh lại, địch cửu đã đến bên ngoài vong xuyên tự. Dưới tác dụng của đan dược chữa thương, chút thương thế ấy chẳng tính là gì, Địch Cửu quét thần niệm ra, trải qua nhiều năm như vậy, phế tích Vong Xuyên tự sớm đã trở thành cỏ dại rậm rạp. Sâu trong Vong Xuyên sơn mạch, Địch Cửu phát hiện chỉ có vài con yêu thú cấp 1. Còn các loại hung thú thì nhiều không? Kể xiết. Nơi này quả thật ít người lui tới, nhiều yêu thú đến vậy, võ giả tầm thường đến đây hẳn là muốn chết. Bất quá Địch Cửu lại phát hiện trong phế tích Vong Xuyên, tự thế mà bất ngờ có một con đường nhỏ. Nơi đây từng có người đến rồi, hơn nữa không chỉ đến một lần là ai có thực lực và can đảm dám đến chỗ hoang vu như Vong Xuyên, Địch Cửu. Tại sao huynh lại ở chỗ này? A, à, đây là đâu? Đơn Tú kỳ tỉnh táo lại, ngạc nhiên nhìn rừng cây chung quanh. Nơi này không có tuyết động, rõ ràng là không còn ở khu Đại Bán Loan. Không đúng, cô đã bị người đơn gia mang đi rồi. Lúc ấy người đơn gia còn đang dùng Trường Tiên quật cô, ép hỏi vị trí của Địch Cửu kia mà. Đây là Vong Xuyên sơn mạch, ta mang muội tới. Địch Cửu mỉm cười, trong lòng hắn vẫn luôn áy náy đơn tú kỳ rõ là vì cứu hắn nên mới bị bắt. Cái này thì cũng thôi đi, mấu chốt là khi hai người làm chuyện đó, hắn đã coi đơn tú kỳ thành chân mạng. Hơn nữa, không phải vì hắn muốn chân mạng, chỉ là vì một tia chấp nghiệm sâu trong nội tâm mà thôi. Địch cửu phi thường cảm kích đơn tú kỳ, bởi vì đơn tú kỳ đã trợ giúp hắn chém đi một tia chấp nghiệm chân mạng kia. Hắn cho rằng, tình cảm có thể từ từ bồi dưỡng. Lần đầu tiên nhìn thấy đơn tú kỳ, hắn vốn không có bất kỳ cảm giác gì, còn bây giờ cô đã trở thành một phần không thể thiếu trong sinh mạng hắn huỳnh đã cứu muội còn dẫn muội chạy trốn tới vong xuyên sơn mạch đơn tú kỳ lấy lại tinh thần ngạc nhiên hỏi địch cửu địch cửu gật đầu đúng vậy ta cứu được muội sau đó mang muội đến nơi này nếu muội thích ta hy vọng chúng ta sẽ sống cùng nhau tương lai khi ta ra đi địch cửu đột nhiên cảm thấy không tốt hắn khẳng định khi mình chiếm hữu đơn tú kỳ thì cô chưa từng đồng ý mà bây giờ hắn chẳng những muốn hai người sống cùng nhau tương lai rời khỏi địa cầu lại mang theo cô, chuyện này dường như quá ích kỷ. Đương nhiên là muội muốn đi cùng huynh. Chúng ta đã là. Đơn tú kỳ theo bản năng thốt lên, kết quả là vì mới từ thiếu nữ chuyển thành nữ nhân nên vẫn còn có chút xấu hổ, ngượng ngùng. muội chờ chút đã, để ta bố trí một chỗ ở. Địch cửu dứt lời liền lấy một tòa pháp bảo động phủ từ trong chân linh thế giới ra. Đơn tú kỳ chẳng để ý đến động tác của địch cửu, cô chỉ đang bận tâm suy nghĩ xem hắn làm cách nào cứu mình từ tay đơn ra. Địch Đại Ca cứu mình ra bằng cách nào?" Đơn Tú Kỳ nghĩ đến liền hỏi, cô biết Đơn Thiên nhận cực kỳ cường đại, đây chính là cường giả thiên cấp hàng thật giá thật. "Ta đánh ngã bọn chúng, sau đó cứu muội ra." Địch Cửu tùy ý đáp, hắn không nói đã giết tất cả người đơn gia tại thành phố đối trình, dù sao Đơn Tú Kỳ cũng là người đơn gia, hắn không muốn giữa mình và Đơn Tú Kỳ có vết ngăn. "Huynh cũng là võ giả, chẳng lẽ huynh là cường giả thiên cấp?" Đơn tú kỳ kịp phản ứng, nếu như địch cửu không phải võ giả thiên cấp trở lên, thì làm thế nào mà hắn cứu được mình từ tay đơn thiên nhận? Địch cửu lắc đầu, ta không phải võ giả thiên cấp. Đơn tú kỳ chẳng thấy kỳ quái đối với lời nói của địch cửu, nhìn hắn trẻ tuổi như vậy, làm sao có thể là võ giả thiên cấp? Khẳng định là mình bị người đơn gia nhốt lại, sau đó địch cửu vụng trộm cứu mình ra. A, à, đơn tú kỳ vừa ngẩng đầu lên, đột nhiên trông thấy một tòa biệt viện lộng lẫy xuất hiện ở trước mắt, nơi đây trước đó rõ ràng là một vùng phế tích địch đại ca đơn tú kỳ che miệng dùng ánh mắt không thể tin được nhìn địch cửu còn cả tòa biệt viện lộng lẫy kia địch cửu chỉ vào chiếc nhẫn của mình ta có một cái nhẫn chữ vật về phần tòa biệt việt này thì từ từ ta sẽ giải thích cho muội không ngờ địch đại ca lại có nhẫn chữ vật đơn tú kỳ rung động nhìn địch cửu lần này đến phiên địch cửu kinh ngạc muội biết nhẫn chữ vật đơn tú kỳ gật đầu cô đương nhiên biết thứ này trên toàn cầu chỉ có vài cái như vậy thôi mỗi một cái đều đang nằm trong tay nhân vật kinh thiên động địa Số nhẫn chữ vật ấy đều đến từ tiên nữ tinh, thật không ngờ trong tay địch cửu lại có một chiếc. Truy cập halezy.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Thành phố Ngu Ninh Từ khi yêu thú bắt đầu hoành hành, Ngu Ninh phát triển đến chóng mặt, hiện tại đã vươn lên trở thành một trong 10 thành phố lớn nhất tại địa cầu. Những gia tộc cường đại đa phần đều có sản nghiệp tại đây, tất nhiên đơn gia không ngoại lệ. Giờ phút này, hơn 2, 30 người ngồi trong phòng nghị sự của đơn gia cả chủ lẫn khách tầm hơn 30 người. Tu vi thấp nhất cũng là địa cấp trở lên. Người ngồi chỗ cao nhất là nam tử trung niên có chút mập mạp tên đơn đồng cập, là gia chủ đơn gia. Dựa theo đạo lý, đơn đồng cập là chủ nhân nơi đây, bây giờ hẳn phải nên bồi khách nhân uống trà mới đúng. Thế nhưng sắc mặt ông ta hiện rõ vẻ lo lắng, thỉnh thoảng còn đào mắt về phía cửa ra vào, dường như đang chờ ai đó. Bên trong sảnh nghị sự, những người còn lại đều yên lặng nhìn nhau, chẳng ai dám mở miệng nói chuyện không khí hiện giờ khiến mọi người không nhịn được phập phòng đứng ngồi không yên qua nửa tiếng sau cửa ra vào liền truyền tới bước chân đơn đồng cập lập tức đứng dậy ánh mắt ông ta vội vàng nhìn ra cửa tại đó một lão già tóc đen gầy gò xuất hiện lão chỉ bước một bước liền vượt qua cửa lớn tiến vào giữa phòng lớn rộng rãi tất cả đồng loạt đứng lên không người thi lễ gặp qua tâm lão tổ mục tâm tiền bối trong phòng lớn ai ai cũng kính cẩn hỏi thăm bởi vì họ biết người vừa vò có thân phận và địa vị thế nào mục tâm tổ sư đơn đồng cập kích động đứng dậy thanh âm run rẩy kêu lên mặc dù tu vi ông ta miễn cưỡng chỉ đạt tới thiên cấp thế nhưng ánh mắt vẫn tốt lắm đơn đồng cập cảm nhận rõ ràng tổ sư cường đại thế nào loại khí tức kia thâm trầm hơn nhiều so với trước khi ngày ấy bế quan rất có thể tổ sư đã bước vào cảnh giới bán đan sau nhiều năm bế quan rốt cuộc đã có kết quả còn là kết quả tốt nhất nữa chứ người làm không tệ ngồi xuống đi lão giả nhẹ gật đầu rồi nói với đơn đồng cập. Thấy thế, ông vội đáp, đệ tử có thể ngồi bên cạnh. Đơn mục tâm khoát tay chặn lại, không quy củ không thành quy tắc, đơn gia ta đi được tới hôm nay đều vì làm việc theo quy củ, tuyệt không làm loạn. Ngươi là gia chủ, chuyện lần này ngươi cứ chủ chỉ đi. Vâng, đơn đồng cập khẽ không người đáp. Sau đó, lão giả liền đi tới cái ghế đầu tiên, ôm quyền nói, hôm nay đơn mục tâm xin cảm tạ quý vị đã bôn ba tới đây, hỗ trợ đơn gia của ta, tương lai, đơn gia nhất định sẽ báo đáp đám người ngồi dưới nghe vậy bèn nhao nhao lên tiếng, này là chuyện hiển nhiên, những năm qua, đơn gia đã vì địa cầu mà tiêu diệt biết bao nhiêu hung thú, đều là cống hiến lớn cả. Đơn mục tâm lần nữa ôm quyền, mời mọi người ngồi xuống. Xong xuôi hết thảy, đơn mục tâm cũng an vị, chậm rãi nói, đơn gia ta luôn có thiện chí giúp người, từ trước tới giờ chưa bao giờ ý thế hiếp đáp kẻ yếu, tuy nhiên hôm nay lại có người lấn lên đầu chúng ta. Đã có 27 đệ tử đơn gia bị giết tại thành phố đối trình, trong đó bao gồm cường giả thiên cấp đơn thiên nhận, bảy đệ tử địa cấp và hàng loạt các đệ tử khác. Có thể đối phương ỷ vào tu vi tiên thiên nên mới không coi ai ra gì như thế. Đơn mục tâm ta bế quan mấy năm, may mắn thay, cuối cùng cũng bước vào cảnh giới bán đan. Nghe vậy, tất cả đệ tử đơn ra đều kích động đứng lên. Nghe nói tu luyện võ đạo, cách biệt tiên phàm quan trọng ở cảnh giới tiên thiên lên bán đan. Chỉ cần bước vào bán đan, có thể xưng là nửa tiên nhân rồi. Chúc mừng mục tâm tiền bối tất cả khách nhân đều đứng lên, thật tâm chúc mừng đơn mục tâm. Trước khi bế quan, đơn mục tâm đã là tiên thiên viên mãn, thậm chí đủ để xưng tụng là tiên thiên siêu việt. Hiện tại nghe chính miệng lão thừa nhận mình bước vào cảnh giới bán đan, tất nhiên đám người kia cung kính không thôi. Đơn mục tâm gật gật đầu, nhận được tin đơn ra gặp chuyện, đạo hữu thẩm tử ngữ cố ý xuất thủ tương trợ. Đồng thời, tề tư việt của tập đoàn đệ cửu cũng bỏ chút thời gian chiếu cố. Mọi người trong đại sảnh không nhịn được mà sợ hãi thán phục thẩm tử ngữ là cường giả đệ nhất hoa hạ tại hoa hạ nơi nào xuất hiện yêu thú đỉnh cấp đa phần đều được thẩm tiền bối dẫn đầu tiêu diệt mà ngày ấy đã đột phá cảnh giới bán đan từ nhiều năm trước thực lực cao không lường được vô luận người đã gây sự với đơn gia là ai thẩm tiền bối mà ra tay tên đó chỉ còn nước rửa sạch cổ chờ chết còn tề tư việt đối phương lại càng thêm thần bí tập đoàn đệ cửu xưng bá toàn cầu chính là sản nghiệp của tế gia ban đầu tập đoàn này chỉ là tiểu đội mạo hiểm mà thôi sau nhiều năm phát triển vượt bậc đã trở thành một tượng đài của toàn cầu. Người trong tề gia thần bí vô cùng, thứ bọn họ tu luyện không phải cổ võ mà là tu tiên chân chính. Việc này đúng sai thế nào, không ai biết, phàm là người đánh chủ ý vào đệ cửu, trên cơ bản đều biến mất. Đơn huynh, hy vọng ta không tới muộn. Một giọng nói thanh thúy truyền tới, ngay sau đó có một người phụ nữ mặc áo gai bước vào. Thoạt nhìn diện mạo bà đã vào hàng trung niên, thế nhưng dáng người còn tốt hơn nhiều so với người hầu trẻ tuổi đi cùng ha ha, thẩm đạo hữu không tới muộn. Đơn mục tâm cười ha hả một trường, lão chủ động đứng lên đón tiếp. Xem ra ta cũng tới không muộn. Lần này là âm thanh vô cùng trẻ tuổi, người đi tới là một thanh niên trông có vẻ gầy yếu. Xin cảm ơn tề tổng cất bước tới nơi đây, đơn mục tâm vô cùng cảm kích. Thấy người vừa tới, đơn mục tâm liền ôm quyền, lần nữa ân cần thăm hỏi. Ánh mắt thanh niên đảo qua đơn mục tâm, cũng khách sáo đáp, chúc mừng đơn tiền bối bước vào bán đan chi cảnh, càng thêm lợi hại đơn huynh huynh đã bước vào cảnh giới bán đan rồi ư chúc mừng chúc mừng người phụ nữ thân mặc áo gai mừng rỡ lên tiếng ngay lập tức bà càng thêm kinh ngạc thầm nhìn thoáng qua thanh niên kia tu vi bà là bán đan vậy mà không phát hiện sự thay đổi của đơn mục tâm ngược lại đối phương vừa tới liền nhìn ra tề gia của tập đoàn đệ cửu không hổ danh thần bí đơn mục tâm ân cần hỏi thăm hai người kia rồi mời họ vào ngồi sau đó mới chính thức giới thiệu ta tin tưởng mọi người đều nhận ra hai vị này một người là niềm kiêu ngạo của hoa hạ, thẩm tử ngữ đạo hữu. Một người là nhân tài kiệt xuất đến từ tập đoàn đệ nhất toàn cầu, chủ tịch tề tư Việt của tập đoàn đệ cửu. Đơn mục tâm ta đại biểu cho đơn gia, chân thành cảm tạ hai vị. Được hai vị hỗ trợ, ta nghĩ tất cả có thể đi tới vong xuyên tự trong vong xuyên sơn mạch rồi. Vong xuyên tự, thẩm tử ngữ kinh ngạc lên tiếng. Đơn mục tâm gật đầu. Ta nghĩ người kia hẳn là ý vào thực lực kinh người của mình, muốn chém tận giết tuyệt đơn gia tại vong xuyên tự bằng không, hắn cần gì phải khai báo hành tung của mình. Tại một tiểu viện bên trong vòng xuyên tự, địch cửu đã nghe hết câu chuyện về đơn tú kỳ. Mẹ cô tên Nông Nhược Quân, cha tên Đơn Hậu Nghị. Năm đó, thời điểm cha cô dẫn theo mẹ về đơn gia, ông ấy vốn bị trọng thương, qua ba tháng trời cầm cự đã lìa đời. Sau khi cha chết, mẹ và cô sống ở đơn gia khổ sở cực kỳ. Vô số lần mẹ muốn dẫn cô rời khỏi, thế nhưng nghĩ tới địa cầu đầy dẫy hung thú. Nếu lưu lại đây dù cuộc sống gian nan nhưng còn cơ hội tu võ, nếu rời khỏi, khó lường trước hậu quả. Thời điểm đơn tú kỳ 14 tuổi, mẹ cô lại đột ngột lìa đời. Bác sĩ nói là do thân thể bà suy yếu, vì quá thương nhớ cha cô mà thành. Sau đó, bỗng dưng đơn ra chuyển ra sự tồn tại của cô là con hoang. Bất quá đơn tú kỳ hiểu chuyện, nhớ rõ lời mẹ dặn, vẫn tiếp tục lưu lại đơn ra khổ luyện cổ võ. Vào năm 16 tuổi, cô đã bước vào hoàng cấp sơ kỳ trong khi không nhận được bất kỳ giúp đỡ nào. Thời điểm 17 tuổi là hoàng cấp trung kỳ, 18 tuổi là hoàng cấp hậu kỳ. Về sau, cô nghe đồn cung dương bưu của cung gia nhìn chúng mình, đã cử người tới làm mai. Việc này khiến đơn tú kỳ sợ hãi cực kỳ, vì thế mà chạy khỏi đơn gia, lăn lộn suốt 2 năm bên ngoài, cho đến khi gặp được địch cửu. Nghe xong, địch cửu trầm mặc thật lâu, lúc này mới đột ngột hỏi, sau khi cha muội chết, mẹ muội sống thêm được bao lâu? Chắc hơn 6 tháng. Đơn tú kỳ buồn bã đáp. Địch cửu lại hỏi, vậy vì sao cha muội bị thương, muội có biết không? muội biết chỉ là khi còn sống mẹ không cho muội nói với ai vì thế muội luôn giữ kín trong lòng cha là bị hung thú đánh vỡ đan điền mà thụ thương sau đó lại gặp mẹ rồi hai người mới cùng nhau trở về đơn gia chắc hẳn muội không phải là người đơn gia về sau muội lấy họ nông đi cắt đứt quan hệ với đơn gia kia a à, cô nàng kinh hô ngạc nhiên ngước nhìn địch cửu hắn kiên nhẫn giải thích muội ngẫm lại mà xem cha muội bị thương đan điền rồi mới gặp được mẹ của muội Lúc đó, ông ấy hẳn phải toàn lực chữa thương mới đúng, chứ không phải. Đổi thành trước kia, đơn tú kỳ sẽ không hiểu, thế nhưng hiện tại liền khác, cách đây không lâu cô còn ra thịt chi thân với địch cửu. Nếu huynh ấy có vấn đề gì thì làm sao mà sinh long hoạt hổ thế kia? Hiển nhiên, trước khi gặp cha, mẹ cô đã mang thai cô rồi. Nghĩ đến số phận của mẹ mình, đơn tú kỳ rụi mắt một cái, càng thêm bất mãn với người đàn ông vốn phải là cha đẻ của mình. Lúc này, địch cửu không nói nữa, hắn khẳng định để tồn tại tại đơn gia, Mẹ của Tú Kỳ phải chịu rất nhiều khổ nhục, mạng sống của Tú Kỳ là nhờ mẹ muội ấy đổi lấy. Đơn Tú Kỳ đẹp thế này, mẫu thân muội ấy chắc chắn không xấu. Người phụ nữ với sắc đẹp thế kia, một thân một mình dẫn theo đứa con, không bị đám lang sói nhớ thương mới là lạ. Để Tú Kỳ có thể trưởng thành, những gian khổ mẹ muội ấy phải trải qua khó mà tưởng tượng được. Thở dài một hơi, Địch Cửu lại bảo, "Chờ ta làm xong chuyện ở đây, cả hai cùng đi thăm mẹ muội nhé." "Vâng." Đơn Tú Kỳ cũng rất nhớ mẹ mình. Bấy giờ, ánh mắt Địch Cửu hướng về bên ngoài, trong phạm vi thần niệm hắn thấy có hơn 10 người đang tới, tu vi yếu nhất cũng là địa cấp hậu kỳ, thậm chí hắn còn thấy một người là tu chân giả. Có người quen tới, ta đi ra xem một chút." Địch Cửu đứng lên. Đơn Tú kỳ vội vàng đi theo Địch Cửu, từ khi ra đời đến nay, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy thoải mái như vậy. "Thật là ngươi." "Cái này sao có thể?" Thẩm Tử Ngữ vừa nhìn liền nhận ra Địch Cửu. Địch Cửu cười cười, đã lâu không gặp. Vô luận kiếp trước của hắn có phải ưa thích thẩm tử ngữ hay không, nhưng đối với thẩm tử ngữ, hắn từ đầu tới đuôi đều chưa từng có cảm giác. Khó trách năm đó ngươi có thể giết yên chi hổ kia, hóa ra khi ấy ngươi đã là bán đan cảnh. Thẩm tử ngữ bỗng nhiên cảm giác được khóe miệng có chút đắng chát, khi xưa sở dĩ bà không nguyện ý ở cùng một chỗ với địch cửu, không phải vì trong lòng bà có người khác, mà là bởi vì khoảng cách giữa hai người cách biệt quá xa. Nếu không, lấy lòng si tình của địch cửu với nàng, thậm chí bất chấp nguy hiểm tính mạng để tìm kiếm thuốc cứu mạng cho nàng, có lẽ bà đã đồng ý kết hôn với hắn rồi. Thẩm Đạo Hữu biết hắn, hắn là bằng hữu của ngươi. Đơn Mục Tâm vừa hỏi thì lập tức cảm thấy không đúng, Địch Cửu nhìn có vẻ còn rất trẻ, thẩm tử ngữ làm sao có thể nhận biết Địch Cửu? Thẩm tử ngữ đột nhiên giật mình, dung mạo Địch Cửu vẫn hệt như năm ấy, còn bà đã già đi rồi, cái này không đúng, coi như Địch Cửu là cường giả bán đan thì cũng không có khả năng giữ nguyên dung mạo. Ngươi một mực sống ở đây từ đó đến giờ sao? thẩm tử ngữ mặc kệ đơn mục tâm bà nhớ mình đã từng tới nơi đây nhiều lần có lẽ là vì tưởng nhớ một nam tử đã từng dùng sinh mệnh yêu thương nàng tuy nhiên từ khi hai người tách ra lần trước bà chưa bao giờ gặp lại địch cửu địch cửu lắc đầu ta vừa mới tới không lâu tử mặc thật xin lỗi năm đó là ta sai thẩm tử ngữ thở dài dù địa vị bây giờ của bà đã là người đứng đầu tại địa cầu tuy nhiên nam nhân trước mắt chính là người duy nhất khiến bà phải thường xuyên suy ngẫm lại địch cửu lắc đầu không nói gì Hắn đã nói rất nhiều lần với Thẩm Tử Ngữ, hắn đổi tên thành Địch Cửu. Nếu Thẩm Tử Ngữ còn không nhớ rõ tên của hắn, vậy hắn lời lặp lại. Còn về phần Thẩm Tử Ngữ nói bà làm sai, Địch Cửu lại xem thường, hắn chẳng biết Thẩm Tử Ngữ đã làm sai điều gì. "Địch Cửu, ngươi vì sao lại giết mấy chục người đơn gia ta?" Đơn Mục Tâm thấy lời nói và biểu lộ của Thẩm Tử Ngữ, làm sao không biết Thẩm Tử Ngữ có quan hệ rất sâu với Địch Cửu. Lão đột nhiên cảm giác lần này mình sai lầm rồi, không nên mời Thẩm Tử Ngữ tới mới phải mặc dù lão không phải đối thủ của thẩm tử ngữ địa vị cũng kém xa thẩm tử ngữ nhưng địch cử đã giết nhiều người đơn ra như vậy lão tuyệt đối không thể bỏ qua địch cử tề tư việt vẫn đang ngó chừng địch cử rốt cục đã khẳng định được người trước mắt y chính là bằng hữu của lão tổ tề gia tề tư việt bèn nhanh chóng tiến lên quỳ dạp xuống đất tề gia tề tư việt gặp qua địch tổ sư hành động của y không chỉ làm bọn thẩm tử ngữ đơn mục tâm kinh hãi ngay cả địch cử cũng nghi hoặc ta chưa bao giờ gặp ngươi Tề Tư Việt kính cẩn dập đầu lại ba cái, lúc này mới kích động nói, tiên tổ Tề Hưởng, Tề gia công pháp đều là do tổ sư dạy. Địch Cửu giật mình hiểu được, gật đầu, hóa ra ngươi là hậu đại của Tề Hưởng, Tề Hưởng vẫn khỏe chứ? Tề Tư Việt vội đáp, lát nữa đệ tử sẽ bẩm báo chuyện này cho tổ sư. Nói xong câu đó, Tề Tư Việt chuyển hướng qua đơn mục tâm, họ đơn kia, ngươi thế mà lại dám khi dễ tổ sư Tề gia ta, đơn ra ngươi muốn tìm chết phải không? Trong lúc nói chuyện, Tề Tư Việt lập tức nhào về phía đơn mục tâm, chẳng hề có chút do dự nào. Đơn mục tâm sầm mặt lại, vung tay đánh trả. Bành! Tề tư Việt bị đơn mục tâm đánh bay ra ngoài, ngã ngồi trên mặt đất. Địch cửu không ra tay, hắn nhìn ra tề tư Việt chỉ mới là luyện khí tầng 9 mà thôi. Ngay cả trúc cơ còn chưa tới mà muốn đối phó đơn mục tâm, thì rõ ràng còn kém xa. Tề ra người mặc dù thần bí nhưng ta còn chưa từng để vào mắt. Đơn mục tâm nói xong, lần nữa chộp tới tề tư Việt. Địch cửu thở dài, Xem ra những thứ năm đó hắn dạy cho Tề Hưởng chẳng truyền được cho hậu bối. Trên thực tế, dù Tu Vi hiện tại chỉ là luyện khí tầng 9, nếu Tề Tư Việt có thể vận dụng thuần thục một ít pháp kỹ, Đơn Mục Tâm chắc chắn không phải là đối thủ của y, một tu chân giả mà muốn so quyền cước với võ giả, đây không phải là tự chuốc lấy cực khổ sao? Chờ một chút, Thẩm Tử Ngữ vội vàng tiến lên ngăn chờ Đơn Mục Tâm. Sắc mặt Đơn Mục Tâm rất âm trầm, lão vừa mới bước vào bán đan cảnh giới cho nên muốn mời hai cường giả đến giúp đỡ không nghĩ tới hiện giờ còn chưa đối địch mà viện binh đã đối nghịch với mình trước thẩm đạo hữu ta kính ngươi là cao nhân đồng đạo thế nhưng đơn gia ta chưa chắc sợ ngươi năm đó người đi tiên nữ tinh học tập không chỉ có mỗi thẩm đạo hữu đơn gia ta cũng có người đơn mục tâm cố nén giận nói ngươi tránh ra đi chuyện này không phải đơn mục tâm muốn tìm ta mà là ta muốn tìm đơn mục tâm đơn mục tâm trước là truy sát thê tử sau lại bắt bằng hữu ta đương nhiên ta không thể cho qua được địch cử còn chẳng thèm động đậy một cái nguyên khí thủ ấn đã bóp lấy cổ đơn mục tâm, sách đơn mục tâm lên. Lần này ngay cả thẩm tử ngữ cũng sợ ngây người, thực lực đơn mục tâm tuy không bằng bà, thế nhưng đơn mục tâm rõ ràng đã bước vào bán đan cảnh. Cường giả bán đan bị người khác tùy tiện dùng nguyên khí thủ ấn nắm cổ sách, lên không chung, đây là thực lực gì? Địch cử tuyệt đối không phải bán đan cảnh, thậm chí năm đó cũng không phải, thẩm tử ngữ rốt cục tỉnh ngộ lại. Năm xưa hai người cách biệt quá xa, bà không có nhìn lầm, Bất quá không phải địch cửu kém bà quá xa mà là ngược lại. Thẩm Tử Ngữ liền nghĩ đến lời địch cửu, thê tử hắn. Ánh mắt bà chuyển sang đơn tú kỳ, nữ hài thật xinh đẹp, ngay cả bà lúc còn trẻ tuổi cũng chẳng thể nào so sánh. Thẩm Tử Ngữ đột nhiên cúi đầu xuống. Địch cửu dùng nguyên khí thủ ấn sách đơn mục tâm lên dường như, cũng chẳng quan trọng bằng chuyện đơn tú kỳ là thê tử của địch cửu. Tiền bối. Đơn mục tâm miễn cưỡng thốt lên hai chữ, hoảng sợ đã sớm dội tắt toàn bộ lửa giận trong lòng lão thủ đoạn của địch cửu đã siêu việt cấp độ võ giả, lão dám khẳng định địch cửu chính là tu tiên giả trong truyền thuyết. Tuy đơn mục tâm biết địa cầu có tu tiên giả, nhưng tu tiên giả bình, thường đều không lợi hại bằng võ giả, cho nên lão vẫn luôn không để tu tiên giả vào mắt. Còn loại thực lực cường đại cỡ này, địch cửu nhất định là tu tiên giả chân chính, không thể nghi ngờ. Thực lực cỡ địch cửu mà muốn diệt đơn ra quả thực dễ như trở bàn tay. Nếu không có chuyện phỉ nguyệt lam, địch cửu quả thật lười giết đơn mục tâm. Phỉ Nguyệt Lam vẻn vẹn đưa hắn đến thành phố đối trình, mà đã bị người đơn ra gia bắt giam, xém chút giết chết, hơn nữa lúc trước hắn và Tú Kỳ rõ ràng chưa có quan hệ, thế nhưng nàng vẫn bị hắn liên lụy. Cái gia tộc này rõ ràng đã quen làm những chuyện bá đạo như thế. Có thể khẳng định, hôm nay nếu hắn thả đơn mục tâm đi, một khi hắn rời khỏi địa cầu hoặc mai danh ẩn tích, Phỉ Nguyệt Lam chắc chắn sẽ bị đơn ra xử lý. Tại tiên giới cùng tu chân giới, địch cửu đã giết vô số người, há có thể mềm lòng với đơn mục tâm chân nguyên thủ ấn không chút do dự bóp lại cho dù là bán đan cảnh đơn mục tâm vẫn hóa thành một đám huyết vụ trong nháy mắt một giọt máu bị địch cửu nắm lên từng đạo cấm chế khóa chặt giọt máu ấy một loại tử vong cấm chế rơi vào trên giọt máu này trong cùng thời điểm trên địa cầu tất cả những người có huyết mạch đơn ra đều đột ngột tử vong nhổ cỏ phải nhổ tận gốc điểm này địch cửu đương nhiên không cần người khác đi dạy địch cửu quay đầu nhìn qua nông tú kỳ cô chẳng hề hấn gì chứng minh hắn không đoán sai Nông Tú kỳ quả thật không phải người đơn gia. Địch Cửu. Thẩm Tử Ngữ nhìn qua mấy người dòng chính đơn gia, sau khi đơn mục tâm tan xác, bọn họ đều vô duyên vô cớ chết đi, bà kinh hãi nhìn Địch Cửu. Thẩm Tử Ngữ rốt cuộc đã nhớ ra Địch Cửu đổi tên rồi. Đây rõ ràng không phải chuyện ngẫu nhiên, Địch Cửu có thể thông qua đơn mục tâm để giết đệ tử đơn gia, chuyện này quả thực nghe mà giận cả người. Tiền bối. Mấy tên võ giả thiên cấp được đơn mục tâm mời tới giúp đỡ đồng loạt run rẩy. Chỉ cần Địch Cửu muốn, sau một khắc bọn họ đều sẽ vô duyên vô cớ vẫn lạc. Từ lúc tu võ đến nay, đây là lần đầu tiên bọn họ gặp phải loại chuyện quỷ dị như vậy. Địch cửu không trả lời thẩm tử ngữ, chỉ bình tĩnh nhìn bà. Thẩm tử ngữ cảm giác cổ họng của mình hơi khô chát, bà nhìn địch cửu, rồi nhìn đơn tú kỳ dựa sát vào hắn, ra nan hỏi, những năm qua ngươi luôn bế quan tu luyện ở nơi nào đó sao? Địch cửu lắc đầu, không phải, ta vừa mới trở về. Vậy trước đó ngươi đi đâu? Thẩm tử ngữ gần như thốt lên, bà đã tới đây nhiều lần tìm kiếm địch cửu, thế nhưng từ sau lần gặp trước, địch cửu chưa bao giờ xuất hiện tại vong xuyên tự. Còn lần này, bà thế mà lại đáp ứng lời mời tới đối phó hắn. Địch cửu do dự một chút, quyết định trả lời thành thật, ta rời khỏi địa cầu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngoại trừ tế tư Việt có chút hiểu biết ra, tất cả mọi người còn lại đồng loạt kinh hô. Các ngươi có thể đi rồi. Vừa nói, ánh mắt địch cửu vừa đảo qua mấy tên võ giả được đơn mục tâm mời tới, hắn không định giết bọn họ. Vâng, Vâng, vãn bối xin cáo từ. Dù rất muốn biết sau khi rời khỏi địa cầu, địch cửu đã ở đâu trong trăm năm qua, thế nhưng đối phương không giết họ đã là tin mừng cực lớn rồi, còn ngu ngốc ở đây chờ người ta đổi ý à. Lúc này, thẩm tử ngữ cũng đã tỉnh táo lại, bà nhìn địch cửu một chút, vốn muốn lưu lại hỏi thăm gần đây địch cửu ra sao, thế nhưng bà không còn mặt mũi làm thế. Theo tu vi càng cao, sự sống sẽ càng dài, mà người quen, bằng hữu lẫn thân nhân của bà đều từng người ra đi nguyên nhân duy nhất để bà tới đây trợ giúp đơn mục tâm là vì đơn mục tâm từng có chút liên hệ với những người đã khuất năm đó phụ thân của đơn mục tâm cũng là đệ tử của võ học viện tại tiên nữ tinh giờ khắc này gặp được địch cửu người đàn ông từng say đắm điên cuồng yêu bà càng khiến thâm tâm thẩm tử ngữ muốn nắn lại thêm chút thậm chí nói ra hết những gì giấu sâu trong lòng ngần ấy năm địch cửu ta cũng đi đây thẩm tử ngữ gian nan nói một câu bà thật muốn nghe địch cửu kêu bà ở lại nói chuyện thế nhưng địch cử chỉ nhẹ gật đầu người bảo trọng nhé thẩm tử ngữ thở dài một hơi rồi quay đầu đi xa thậm chí còn quên dùng cả pháp khí phi hành địch tổ sư năm đó thái gia gia của ta đã tu luyện đến cảnh giới cực hạn được gọi là nguyên hồn cảnh về sau thái gia gia muốn đi tìm ngài nên lưu lại công pháp cùng một ít tài nguyên rồi rời khỏi tề gia sau khi mọi người rời đi tề tư việt mới bắt đầu tự thuật lại chuyện của tề hưởng năm đó nghe vậy địch cử không khỏi nhíu mày hắn không tin tề hưởng sẽ đi tìm mình bởi vì hắn từng nói bản thân sẽ rời khỏi địa cầu. Bất quá, địch cửu cũng không đánh gãy lời nói dối của Tề Hưởng. Từ những gì Tề Tư Việt thuật lại, địch cửu biết năm đó sau khi Tề Hưởng rời đi, tiểu đội mạo hiểm của cậu ta bị hậu nhân lập thành tập đoàn. Nguyên lão của tập đoàn này đa phần đều là thành viên trong tiểu đội mạo hiểm. Bởi vì Tề Hưởng từng chém giết rất nhiều yêu thú lẫn hung thế lợi hại, thế nên kha khá vật liệu chân quý từ đó mà chảy vào đệ cửu. Bọn họ lợi dụng những tài nguyên này nghiên cứu ra vô số thứ, tỉ như vũ khí lạnh, tỉ như các loại trang sức lạ hoặc thuốc viên chẳng hạn. tuy nhiên đệ cửu thì ngày càng phát triển mạnh, nhưng việc tu hành của tề gia lại không ngừng xuống cấp. ngoài trừ tề hưởng gia, không còn ai trong tề gia đột phá được chút cơ chứ đừng nói cảnh giới cao hơn. chờ tề tư việt nói xong, địch cửu mới hỏi, sao ngươi lại đi cùng đơn mục tâm? thanh âm địch cửu vô cùng bình thản, vì thế tề tư việt cũng thoải mái nói thật, những năm gần đây đơn gia và tề gia có hợp tác làm ăn trong vài lĩnh vực, vãn bối cũng chỉ là muốn phát triển tập đoàn mà thôi. Hiện tại đơn mục tâm thành công đột phá bán đan, lão lại muốn trả thù, mà vãn bối cũng có thể xem như bạn làm ăn. Địch Cửu khoát tay, ta biết rồi, ngươi đi về đi. Tập đoàn của Tề gia cũng xem như căn cơ ổn định, mấy loại tiền dùng lương tâm đánh đổi tốt nhất đừng dây vào. Nhiều đó tài sản là quá đủ rồi, dù sao chết cũng chẳng mang theo được. Vâng thưa tổ sư." Tề Tư việt cung kính đáp. Địch Cửu khẽ lắc đầu, ta chỉ truyền thụ chút ít công pháp cơ bản cho Tề Hưởng về sau đừng gọi ta là tổ sư nữa, không cần thiết. Theo bản năng, tề tư Việt không muốn đồng ý, thế nhưng y đột nhiên cảm nhận được địch cửu, thật sự không thích y gọi ngài ấy là tổ sư, vậy nên bèn kính cần gật đầu. Vâng, vãn bối xin cáo từ. Trong lòng rất thất vọng nhưng y chỉ có thể khom người hành lễ rồi rời đi. Đi thôi, muội cần biết một vài chuyện của ta. Địch cửu nắm lấy tay nông tú kỳ, quay về căn nhà nhỏ. Hắn không định cho tề tư Việt tài nguyên hoặc truyền thụ công pháp cho y đây không phải do tư chất tề tư việt bình thường mà quan trọng hơn hết y làm ăn chung với đơn mục tâm nhìn vào liền biết đó không phải công việc gì đàng hoàng tỉ như chuyến đi này của họ hoàn toàn là nghe theo đơn mục tâm rõ ràng tề tư việt không hề điều tra mọi chuyện trước khi đồng ý có câu ngạn ngữ vật họp theo loài người làm ăn được với đơn ra có chỗ nào tốt cho được nông tú kỳ há to mồm không dám tin nhìn chằm chằm địch cửu địch cửu đã xem nông tú kỳ như vợ mình vì thế chẳng chút giấu giếm mà kể hết cho cô nghe còn nông tú kỳ, cô chưa từng nghĩ trước khi hai người gặp nhau, chồng mình lại có cuộc sống đầy màu sắc đến thế, đồng thời càng bất ngờ hơn khi biết địch cửu lớn hơn mình rất nhiều. Thật xin lỗi, ta lớn hơn muội nhiều như vậy. Địch cửu cũng rất khó xử, vốn dĩ vấn đề tuổi tác này không quan trọng ở tu chân giới và tiên giới, thế nhưng nơi đây lại là địa cầu. Bởi vì sự kiện tiên nữ tinh, nên trái đất mới xuất hiện thời đại cổ võ và tu tiên giả. Tuy vấn đề tuổi tác đã thoáng hơn trước, thế nhưng nhiều lắm cũng chừng trăm tuổi mà thôi không phải đâu là muội may mắn khi gặp được huynh trong biển người mênh mông còn có thể được gả cho huynh nữa nông tú kỳ vừa khẽ lẩm bẩm vừa nhẹ nhàng tựa vào ngực địch cửu cô cảm nhận được người đàn ông này thật sự xem mình là thê tử nghĩ đi nghĩ lại nông tú kỳ cảm thấy thật may mắn cô khẳng định nếu mình không làm việc tốt quay lại cứu địch cửu rồi săn độc giác thú cho huynh ấy uống máu sau đó cùng phòng bên trong hang núi kia thì khẳng định địch cửu sẽ không chấp nhận mình càng không ở chung một chỗ với cô tuy chưa từng trải qua mối quan hệ yêu đương nào nhưng địch cửu vẫn cảm nhận được tình cảm say đắm của nông tú kỳ dành cho mình hắn cứ thế ôm cô ngồi tại chỗ trong lòng trượt trào dâng cảm xúc khó nói thành lời có đôi khi vợ chồng bình đạm trôi qua cả đời cũng chưa chắc nhàm chán cửu ca khi nãy huynh bảo lúc đó huynh nhớ tới chân mạn cô gái ấy vô luận là ai đi nữa thì rất khó để một người thê tử chấp nhận được chuyện này tất nhiên nông tú kỳ vẫn là người thường làm sao nhẹ nhàng bỏ qua cho được Nghe nàng hỏi, trên mặt địch cửu lộ ra vẻ xấu hổ, thật ra ý thức của ta khi ấy vẫn còn mơ hồ, nghĩ tới hình ảnh cô ta chỉ do một tia chấp niệm còn lại. Bây giờ có lẽ muội không hiểu, chờ đến khi tu luyện đến trình độ nhất định, muội liền biết chấp niệm là gì. Không nhờ có muội, chắc cả đời này ta vô pháp bước vào tầng cao hơn. Nghe địch cửu giải thích, toàn thân nông tú kỳ bất giác nóng lên, môi kề môi chặn miệng địch cửu, lần đó là để chặt đứt chấp nhiệm của huynh, vậy lần này muội muốn huynh hoàn toàn thuộc về muội từ khi bước vào con đường tu chân tới nay, đây là lần đầu tiên địch cửu ngủ một giấc thoải mái như người bình thường. Thời điểm thức dậy vào buổi sáng hôm sau, nông tú kỳ đã sớm tỉnh ngủ, cô vẫn đang giúp vào người địch cửu, ánh mắt sáng ngời nhấp nháy ngắm nhìn hắn, cứ như thể trên mặt hắn đã nở ra một đóa hoa thật rực rỡ. Địch cửu chạm nhẹ lên mặt thê tử của mình, thương thế của ta cần thêm mấy ngày để khôi phục, ta cần bố trí một hộ trận quanh đây. Huynh muốn đi tìm thứ kia à? Nàng đã biết mục đích địch cửu quay về địa câu là gì, Địch Cửu gật đầu đáp, "Không sai, tuy nhiên, từ giờ trở đi muội phải tu luyện mỗi ngày, bằng không mà nói, đợi lúc muội già rồi mà ta vẫn trẻ trung thế này đấy." Nghe Địch Cửu nhắc tới vấn đề ấy, Nông Tú Kỳ liền bật người dậy, hồn nhiên không để ý cảnh xuân lộ hết ra ngoài. "Muội phải tu luyện ngay, bắt đầu từ bây giờ luôn. Nàng không muốn khi bản thân nhăn nheo xấu xí, còn phu quân mình vẫn giữ mãi vẻ trẻ trung hiện tại. Ví dụ điển hình không phải Thẩm Tử Ngũ kia sao?" Địch cửu ho khụ một cái, nhanh tay khoác một cái áo lên người cho nông tí kỳ. Sau đó mới bảo, công pháp ta luyện có hai loại, một cái là tinh không quyết, còn lại là quy tắc chu thiên, đây là công pháp ta đang sử dụng. Quy tắc chu thiên là địch cửu lợi dụng quy tắc của thiên địa, mà vận chuyển vòng chu thiên, trên thực tế không thể xem là công pháp gì, hoặc nói nó không quá khác biệt so với tinh không quyết. Chỉ là sau khi sáng tạo ra quy tắc chu thiên, địch cửu vẫn chưa điều chỉnh lại, hiện tại chỉ có thể chỉ đại khái cho nông tú kỳ thôi. Muội muốn tu luyện quy tắc Chu Thiên, giống huynh vậy đó." Nông Tú Kỳ vui vẻ nói, "Không được, muội phải bắt đầu từ Tinh Không Quyết, chờ muội bước vào Thiên Tiên xong mới có thể tu luyện Chu Thiên cùng ta." Địch Cửu không chút do dự bác bỏ đề nghị của Nông Tú Kỳ. Bên trong Cốc Hải, trước khi tiên nữ Tinh xuất hiện, Cốc Hải là một trong những phong cảnh nổi danh toàn cầu. Thế nhưng từ khi có thảm họa kia, địa cầu tràn ngập yêu thú và hung thú, Cốc Hải đã không còn cảnh đẹp ý vui nữa. Thẩm Tử Ngữ vốn định cư nơi đây, bởi vì khung cảnh thanh tịnh bà có thể tập trung hoàn toàn cho việc tu luyện lúc rảnh rỗi còn đi dạo quanh biên giới cốc hải thế nhưng sau khi trở về tử vong xuyên tự thẩm tử ngữ không còn tâm tư đâu mà tu luyện vô luận bà tĩnh tâm ra sao thì hình ảnh của địch cửu vẫn luôn hiện diện trong đầu lúc này thẩm tử ngữ nôn nóng đứng dậy lần đầu tiên trong trăm năm sống trên đời bà cảm thấy thất bại đến thế ngoại trừ những chuyện cũ về địch cửu ra thẩm tử ngữ chẳng còn hồi ức nào đáng nhớ đúng lúc ấy một chiếc phi hành đột ngột đáp xuống trước mặt khiến Thẩm Tử Ngữ không còn tâm tư nghĩ vẩn vơ. "Thưa Thẩm Minh chủ, Nam Đan Sơn đã xảy ra chuyện." Từ pháp khí phi hành, một người dẫn đầu, theo sau ba người tiến tới gần Thẩm Tử Ngữ, vội vàng thông báo. Thẩm Tử Ngữ lập tức lấy lại tinh thần, sau khi tiên nữ Tinh biết mất, Liên Minh Địa Cầu không hề giải tán, dù lực hiệu triệu nay không bằng xưa, nhưng bà vẫn mang danh là Minh chủ Liên Minh Địa Cầu. "Đã xảy ra chuyện gì?" Dựa theo bản năng bà hỏi một câu, thế nhưng hỏi xong Thẩm Tử Ngữ lại giật mình nhận ra Cách đây không lâu, Nam Đan Sơn từng xuất hiện âm thanh sấm sét kịch liệt, Liên minh địa cầu đã phái ba cao thủ qua đó dò xét. Trong đó bao gồm Tu Vi Bán Đan Phùng Khởi Lâm cùng hai cường giả tiên thiên, theo thứ tự là Dasle và Dennis. Này là sao? Ngay lập tức thẩm tử ngữ nghĩ tới địch cửu, nếu đụng phải địch cửu, e rằng dù là người mạnh hơn cũng trụ không nổi. Một nam tử trung niên mặt mọc đầy dâu lên tiếng, thẩm minh chủ, chuyện này đoán chừng không đơn giản, chúng ta đi vào rồi hãy nói. Người nọ tên là rovic. Cường giả bán đan có thể xem là đệ nhất cao thủ châu u, đảm nhiệm chức phó minh chủ liên minh địa cầu. Ba người sau lưng Rovick theo thứ tự là Đường Học Sơn, bí thư trưởng chấp hành liên minh địa cầu, Tu Vi bán đan, chủ tịch liên minh tự do châu mỹ, cũng là cường giả bán đan Oaji. Cuối cùng là Moonlit đến từ châu phi, Tu Vi giống với hai người trên, có thể nói hơn phân nửa võ giả đỉnh cấp ở trên tinh cầu này đều đã tụ tập tới đây. Đường Học Sơn nhìn ra tinh thần thẩm tử ngữ có chút hoảng hốt đường học sơn âm thầm cầu nguyện thẩm tử ngữ tuyệt đối không nên xảy ra chuyện gì tu vi thẩm tử ngữ xem như mạnh nhất bà một lòng theo đuổi võ học không thích tranh quyền đoạt lợi sau khi địa cầu bộc phát tai họa yêu thú vai trò của thẩm tử ngữ phải nói là cực kỳ trọng yếu yêu thú cùng hung thú không phải dùng vũ khí nóng bình thường là có thể giết hết hơn nữa khi yêu thú đỉnh cấp bị đạn đạo khóa chặt bọn chúng liền có cảm ứng sẽ lập tức chạy giữ mạng về phần vũ khí hạt nhân thì không còn ai dám dùng chỉ ít hung thú trên địa cầu còn nằm trong giới hạn chịu đựng, còn nếu dùng loại vũ khí mang tính hủy diệt ấy, chỉ sợ cuối cùng bên bị diệt vong không chỉ là yêu thú. Đường Học Sơn mặc dù cũng là cường giả bán đan, thế nhưng so với thẩm tử ngữ thì y còn kém quá xa. Năm đó Nam Cực xuất hiện một con yêu thú cấp cao cực kỳ hung tàn, rốt cuộc do thẩm tử ngữ dẫn đầu mọi người, sau phải hy sinh mệnh của 17 võ giả mới có thể giết chết nó. Cho nên trong lòng đường học Sơn rất hy vọng thẩm tử ngữ, đừng xảy ra bất kỳ chuyện gì đúng, đúng, mời mọi người vào. Thẩm tử ngữ bình tĩnh lại. Tuy thẩm tử ngữ ẩn cư tại cốc hải, nhưng diện tích nơi ở của bà lại không hề nhỏ. Chẳng những có khoản sân rộng tới ba mẫu mà còn có một ban công để uống trà. Sau khi dẫn mọi người tới ban công, pha trà xong xuôi, thẩm tử ngữ mới áy náy nói, mấy ngày nay bởi vì có một số việc phiền nhiễu, trong lúc nhất thời ta hơi rối loạn, mong mọi người hãy tha lỗi, thẩm minh chủ cần chúng ta hỗ trợ không? Đường học Sơn lo lắng hỏi, thẩm tử ngữ lắc đầu, không có việc gì, chuyện này để tương lai chính ta đi xử lý là được. Chuyện ở Nam Đan Sơn rốt cuộc là sao? Ta nhớ lúc ấy những người đi là Phùng Khởi Lâm, Dasle và Dennis. Lấy thực lực ba người bọn họ, xem như xảy ra chuyện thì cũng có thể trốn về một, hai người mới phải. Thẩm tử ngữ hiện đã tỉnh táo hơn nhiều, chắc chắn sẽ không thể nào xuất hiện người giống địch cửu. Mà lại chính địch cửu cũng đã nói, hắn vừa mới trở về địa cầu. Nói cách khác, trên địa cầu rất khó xuất hiện người tu luyện cường đại sánh ngang với hắn. Đường, ngươi tới nói đi. Rovic bảo đường học Sơn. Tiếng Hán hiện tại là ngôn ngữ thông dụng nhất trên địa cầu. Chỉ có điều học tiếng Hán khá là phiền toái, Rovic có thể nói. Nhưng hiển nhiên không thể diễn đạt tốt bằng đường học Sơn. Đường học Sơn gật đầu, ngừng trọng đáp, lúc ấy chúng ta vốn không coi trọng quá mức. Nhưng khi Phùng Khởi Lâm khởi hành đã có ghi chép hành trình. Thời điểm Phùng Khởi Lâm vừa mới đến Nam Đan Sơn, tín hiệu đột nhiên gián đoạn. Chúng ta nghe thấy có một tiếng thú giống, đồng thời đoạn hình ảnh này được truyền qua, Đường Học Sơn nói tới đây liền ra hiệu cho Moonlit, Moonlit lấy dụng cụ chiếu ảnh ra, trên bức tường trắng đối diện lập tức xuất hiện một cái móng vuốt cự đại trộp, tới ba người Phùng Khởi Lâm. Dưới cái móng vuốt khổng lồ ấy, ba người bọn họ chẳng có chút năng lực phản kháng nào. Sau khi ba người Phùng Khởi Lâm gặp nạn, tin tức của bọn họ triệt để đứt đoạn, ngay cả chút tín hiệu cũng không có. Đây là yêu thú đỉnh cấp. Sắc mặt Thẩm Tử Ngữ thoáng thay đổi, bà đã chiến đấu với yêu thú nhiều năm như vậy, há có thể không biết con yêu thú này thuộc loại cao cấp nhất trên địa cầu? bốn người ro vích nặng nề gật đầu, hiển nhiên bọn họ cũng biết đây là yêu thú đỉnh cấp. Ta hoài nghi đẳng cấp của con yêu thú đó ít nhất phải là cấp 4, chỉ sợ nó đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi năng lực của chúng ta. Có lẽ, đường học sơn thở dài, rốt cuộc vẫn không nói ra có lẽ gì. Yêu thú cấp 4, ngoại trừ dùng vũ khí hạt nhân đối phó, nhân loại đã không còn thủ đoạn khác. Nhưng nói cho cùng, vũ khí hạt nhân chắc chắn có thể xử lý yêu thú cấp 4 sao? vạn nhất làm không xong thì sẽ chọc cho nó phá hoại toàn bộ địa cầu. Lui một bước mà nói, xem như giết nó thành công, vậy cũng chẳng ai muốn đối mặt với hậu quả của ô nhiễm phóng xạ. Thẩm Tử Ngữ hít một hơi thật sâu, ta hiểu được. Lôi Minh trước đó tại Nam Đan Sơn, hẳn là con yêu thú này đang độ kiếp. Thẩm Minh Chủ, lần trước ở Nam Cực, con yêu lăng kia cũng là do Minh Chủ dẫn đầu xử lý, không bằng người lần nữa mang bọn ta cùng tiến lên. Chúng ta tìm thêm một số người, ta tin tưởng hẳn là sẽ có thể giải quyết nó. Rovic đề xuất ý kiến. Thẩm tử ngữ lắc đầu, kỳ thật lần trước con yêu lang kia không nhất định do chúng ta xử lý, lúc ấy chúng ta chỉ làm trọng thương nó mà thôi. Thế nhưng con yêu lang kia rõ ràng đã chết. Qua gì thắc mắc? Thẩm tử ngữ giải thích, vết thương trí mạng của yêu lang là thiêu đốt, mà trong chúng ta vốn chẳng có ai dùng công kích hỏa diễm. Ta hoài nghi sau khi bị chúng ta đánh trọng thương, yêu lang đã xui xẻo gặp phải một vị cường giả, vị cường giả kia giết yêu lang, tuy nhiên lại không thèm đụng đến thi thể của nó mà thôi hơn nữa thông qua hình ảnh vừa rồi, con yêu thú này tự hồ còn cường hãn hơn nam cực yêu lang rất nhiều, dù chúng ta có dẫn nhiều người hơn nữa chỉ sợ cũng ổn công. Vậy phải làm sao bây giờ? Đường học sơn hoàn toàn đặt hy vọng vào thẩm tử ngữ. Thẩm tử ngữ thở dài, không cần dùng đến loại vũ khí kia, có một người hẳn có thể xử lý con yêu thú này, chỉ là... Nghe được lời thẩm tử ngữ nói, bốn người còn lại đồng thời đứng lên, kích động vô cùng. Vậy mà có người có thể xử lý loại yêu thú đỉnh cấp như vậy, địa cầu lại còn có loại cao thủ cỡ đó thẩm minh chủ nói tới cường giả giết chết nam cực yêu lăng kia đường học sơn ngạc nhiên hỏi thẩm tử ngữ thẩm tử ngữ lắc đầu không phải vài ngày trước ta vừa mới gặp người này hắn đang ở tại vong xuyên tự lúc ấy đơn mục tâm vừa mới bước vào bán đan cảnh a à, đơn mục tâm bước vào bán đan rồi đường học sơn kinh ngạc thốt lên trong mắt có chút ngưng trọng thẩm tử ngữ tự diễu người kia đắc tội đơn mục tâm cho nên sau khi đơn mục tâm bước vào bán đan cảnh liền mời rất nhiều người đi đối phó đối phương ta cũng ở trong hàng ngũ được mời đường học sơn hử lạnh đơn ra những năm qua quả thật quá phận chúng ta tu võ không phải để hoành hành ngang ngược mà là để giữ gìn hòa bình thẩm tử ngữ biết đường học sơn khó chịu với đơn gia bà thản nhiên đáp đơn mục tâm đứng trước mặt người kia ngay cả cơ hội ra tay cũng không có bị một cái chân nguyên thủ ấn tùy tiện bóp chết chân nguyên thủ ấn có thể tùy tiện bóp chết cường giả bán đan bốn người ngơ ngác nhìn nhau loại chuyện này quá mức kinh hãi xin thẩm minh chủ mang bọn ta đi gặp vị tiền bối kia. Đường học sơn kích động đề, nghị. Thẩm tử ngữ lại thở dài, hắn vừa mới thành hôn. Đường học sơn vội vàng cắt ngang lời của bà. Tiền bối đã có thể tu luyện tới loại trình độ này, vậy mà lại không ra vẻ khinh người. Hơn nữa ngày ấy còn giết đơn mục tâm, có thể thấy được ngày ấy cũng là một người hiểu chuyện. Chúng ta chỉ cần nói cho ngài ấy biết, nếu hiện giờ không giết con yêu thú kia, một khi để nó rời khỏi Nam Đan Sơn, toàn bộ địa cầu đều phải gặp tai nạn vạn nhất yêu thú vọt vào một tòa thành thị, vậy vũ khí hạt nhân sẽ càng khó đối phó nó. Suy, địch cửu thở ra một hơi, trải qua mấy ngày nay cố gắng, hắn rốt cục đã tước đoạt thành công độc đạo văn trong thể nội. Hắn không biết độc đạo văn ẩn nấp ở trong phá không phù là chuẩn bị hại ai, bất quá loại độc này tra tấn hắn đến mức xém chút đã lấy mạng hắn, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cho thủ phạm. Mặc dù nói bị độc đạo văn làm hại thê thảm, tuy nhiên địch cửu chẳng phải không thu hoạch được gì, đạo tâm của hắn càng thêm mượt mà, đối với pháp tắc của loại đạo văn này có thể nói là hoàn toàn nắm trong tay. Nói cách khác, nếu lại chúng phải loại độc đạo văn đó, hắn có thể tước đoạt nó ra chỉ trong một hơi thở. Thậm chí không cần tước đoạt, trực tiếp nhiết hóa cũng được. Địch cửu nhìn qua nông tú kỳ đang cố gắng tu luyện, trong lòng cảm giác rất ấm áp. Những thứ nên dạy đều đã được khắc họa trong đầu nông tú kỳ, không chỉ vậy, hắn còn mượn nhờ thiểm quang để mở ra tinh không mạch cho nông tú kỳ. Bởi vì thiểm quang hoàn toàn phối hợp, cho nên địch cử lý giải thiên địa pháp tắc ở giới diện này đến cực hạn, dẫn tới hắn có thể dễ dàng mở ra tinh hà mạch. Nhờ được mở ra tinh không mạch, cộng với lượng lớn linh khí mà địch cử cung cấp, tu vi nông tú kỳ hiện đang tiến triển cực nhanh. Sau khi tách độc đạo văn ra, chuyện quan trọng nhất với địch cử hiện giờ chính là tìm kiếm luân hồi kiều. Nếu tìm được rồi, hắn dự định sẽ ở lại địa cầu thêm một đoạn thời gian. Truy cập halaji.com hoặc link ở phần mô tả để mời em cà phê nhé. Hắn cảm giác đại đạo của mình bây giờ cơ hồ đã mượt mà đến cực hạn, nếu hiện tại luyện chế Cửu phẩm Tiên đan, hẳn sẽ không gặp vấn đề gì. Chỉ cần có thể luyện chế thành công Cửu phẩm Tiên đan, vậy hắn liền có thể trùng kích Tiên đế cảnh. Vừa mới ra khỏi đại trụ đỉnh, Địch Cửu liền cảm nhận bên ngoài hộ trận xuất hiện vài người. Quét thần niệm ra, Địch Cửu liền nhận thấy ngoài Thẩm Tử Ngữ, bốn người còn lại hắn hoàn toàn không quen biết. Mấy hôm trước Thẩm Tử Ngữ vừa rời đi, sao bây giờ lại xuất hiện? nơi này toàn một mảnh sương mù nhìn tới nhìn lui chẳng thấy gì cũng đâu có đường đi rovic quan sát vong xuyên tự một hồi liền khó hiểu hỏi đây chắc chắn là hộ trận không được đi tiếp bằng không sẽ lạc đường chỉ có tu tiên giả hùng mạnh mới có thể tìm đường ra từ bên trong trận pháp mà thôi năm đó tiên nữ tinh có thể tới gần địa cầu mà không bị phát hiện cũng nhờ hộ trận chỉ là thế giới tu chân cách chúng ta quá mức xa trước đó nhân loại không ngờ nó thật sự tồn tại không ngờ địch tiền bối lại là cao thủ có thể một mình tạo dựng hộ trận đường học sơn nhanh chóng giải thích sau đó hướng mắt về phía thẩm tử ngữ theo đạo lý mà nói thẩm tử ngữ nên chủ động bái phòng địch tiền bối mới đúng thế nhưng bà ấy lại im lặng cúi đầu cứ như tới dạo chơi vậy thấy vậy ông liền đoán giữa hai người này hẳn là có chuyện cũ trông cậy vào thẩm tử ngữ xem ra không ổn vì thế đường học sơn liền chủ động khom lưng cao giọng hô minh chủ liên minh địa cầu thẩm tử ngữ cùng đường học sơn rovic Oa Di, Môn tới bái kiến địch tiền bối. Có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Địch Cửu lười biếng đáp, hắn còn cả đống chuyện cần giải quyết, nông tú kỳ vẫn còn bế quan, hiện tại thứ hắn thiếu nhất chính là thời gian. Thưa tiền bối, Nam Đan Sơn xuất hiện một đầu yêu thú cấp 4, chúng ta đã toàn lực ứng chiến nhưng vẫn vô pháp tiếp cận con yêu thú kia. Một khi nó rời khỏi Nam Đan Sơn, hậu quả khẳng định khó lường. Hôm nay năm người chúng ta tới đây là muốn xin tiền bối xuất thủ vừa nói, đường học sơn vừa không người, giọng điệu thành khẩn, mang theo sự khẩn thiết chờ mong. Thần niệm địch cửu lập tức quét ra ngoài, rất nhanh hắn liền phát hiện một con song vĩ hạt báo cấp 4. Đây đúng là loại yêu thú phi thường đáng sợ, một khi để nó xuống núi, địa cầu chắc chắn gặp họa lớn, những gì đường học sơn nói hoàn toàn có lý. Sức chiến đấu của song vĩ hạt báo cấp 4 cực kỳ cường đại, tại tu chân giới. Rất nhiều tu sĩ nguyên hồn cũng không dám đối đầu trực tiếp với nó, chứ đừng nói chi một ít võ tu nhỏ nhoi khả năng lớn là đầu yêu thú này vừa bước vào cấp 4, vẫn cần củng cố tu vi. Có thể khẳng định, chỉ cần sức mạnh của song vĩ hạt báo ổn định, nó sẽ xuất sơn và tiến vào thành thị tàn phá bừa bãi. Địch cửu dùng thần niệm trực tiếp tạo ra một đạo pháp tác nhận mang đánh, về phía con báo kia, nó lập tức bị nhận mang đánh nát đầu, ngay cả hừ cũng chẳng kịp lưu liền ngã sụp xuống đất, mất mạng. Ngay, sau đó, thần niệm của địch cửu, không dừng trên con yêu thú kia mà rơi xuống một ngọn núi nhỏ gần đấy, dưới ngọn núi này dường như tồn tại một truyền tống trận cổ đại. Từ trận văn trên đó có thể thấy đẳng cấp truyền tống trận khẳng định không thấp. Hẳn phải dùng linh thạch mới khởi động được trận pháp này, hắn liếc mắt một vòng thì nhìn thấy một hàng chữ được khắc bên cạnh trận văn. Tề Hưởng chém giết lang yêu xong sẽ dùng truyền tống trận này đi tìm cửu ca, bất luận sinh tử. Đúng là địa cầu có rất nhiều nơi bí ẩn vẫn chưa được phát hiện, dựa vào trận văn trên đại trận, khẳng định được lưu lại từ thời đại viễn cổ không ngờ tề hưởng có thể may mắn tìm được trận văn còn nương nhờ trận văn đi tìm hắn thế nhưng chắc chắn cậu ta tìm không thấy chỉ hy vọng tề hưởng thành công tiến vào tiên giới khi ấy tìm hắn sẽ dễ hơn suy nghĩ xong địch cửu liền thu hồi thần niệm bấy giờ âm thanh của đường học sơn lại truyền tới địch tiền bối nếu không phải yêu thú quá mức cường đại bọn vãn bối sẽ không tới quấy dày sự thanh tu của ngài nghe vậy địch cửu bèn lên tiếng các người đi đi song vĩ hạt báo đã bị ta giết, hiện tại không uy hiếp gì tới nhân loại nữa. Hiện tại ta có chuyện cần bế quan, nếu không vấn đề gì lớn, đừng tới tìm ta. Vừa rồi thần niệm địch cửu đã quét một vòng quanh địa cầu, ngoại trừ con báo cấp 4 kia, ngay cả yêu thú cấp 3 địa cầu cũng không có, hẳn không còn gì nguy hiểm. Sở dĩ địch cửu nói những lời này, đều sợ những người đã tới hôm nay thấy hắn chịu ra tay, mà ngày mai ngày mốt lại mò tới nữa, cứ thế hắn làm sao có thời gian làm chính sự. Giết rồi, năm người đường học sơn hai mặt nhìn nhau sau khi đám phùng khởi lâm bị yêu thú đập chết họ liền chạy đi tìm thẩm tử ngữ chưa tới nửa tiếng đồng hồ cả bọn đã có mặt tại vong xuyên tự lấy tốc độ của pháp khí phi hành khoảng thời gian từ lúc phùng khởi lâm bị yêu thú giết chết cho đến vong xuyên tự chỉ khoảng hai tiếng mà từ nơi đây muốn tới nam đan sơn khẳng định cần hơn hai giờ chẳng lẽ vào lúc ba người phùng khởi lâm bị giết địch cửu đã ra tay giết chết đầu yêu thú kia còn từ tốn trở về dù thời gian nhận được tin địch cửu ở tại Nam Đan Sơn đi nữa, cũng khó khăn lắm mới về được. Tử mặc, sở dĩ ta trở thành minh chủ là vì ta tu luyện võ đạo, muốn cống hiến một phần sức lực của mình chứ không vì cái gì khác. Nếu ngươi đủ khả năng giết chết xong vĩ hạt báo, đi lại nhiều lắm chỉ chừng nửa ngày mà thôi, chỉ với ngần ấy thời gian liền bảo vệ được sự bình an của nhân loại. Xem như thẩm tử ngữ ta cầu xin ngươi, hy vọng ngươi giúp ta lần này đi. Rốt cuộc thẩm tử ngữ cũng nhịn không được mà lên tiếng, ngữ khí mang theo một chút thê lương cùng bi ai, có lẽ giờ phút này, cái tên địch tử mặc đã quen thuộc hơn với bà. Thẩm tử ngữ hoàn toàn không giả bộ, này là trong thâm tâm bà thật sự nghĩ như vậy. Bà tự biết chỉ có địch cử mới đủ khả năng tiêu diệt đầu yêu thú kia, thẩm tử ngữ đã tu luyện đến cấp độ này, hẳn nên cố gắng hết sức thành toàn đại cục. Địch cử ngay cả rời khỏi hộ trận còn không rời thì giết yêu thú kiểu nào, đây chẳng phải lừa gạt mấy đứa con nít ư. Nghe được lời thẩm minh chủ vừa nói, mấy người còn lại đều nghĩ địch cử không muốn giúp họ. Trong mắt cao thủ như địch cửu, có lẽ yêu thú có tiêu diệt địa cầu đi nữa hắn cũng không quan tâm. Thẩm Tử Ngữ nói xong cũng chẳng nhận được bất kỳ hồi đáp nào. Tất nhiên địch cửu sẽ không giải thích nhiều, hắn đã nói giết nghĩa là đã giết, không cần phải chứng minh gì hết. Trong suy nghĩ của địch cửu, đối phương đã không tin, dù hắn nói cả ngàn lần, kết quả đều như nhau. Đợi lát nữa đám người này tới hiện trường liền hiểu, so với lời giải thích của hắn còn hữu hiệu hơn nhiều. Năm người đứng đợi gần nửa giờ, sau khi xác nhận địch cửu không đi ra thì đường học sơn vốn rất ngưỡng mộ địch cửu cũng thầm than một tiếng. Nói chung, có vài việc không thể dùng ý chí con người mà thay đổi, địch cửu đã không muốn đi, thì đoán chừng trên thế giới này chẳng ai đủ khả năng khiến hắn thay đổi. Tuy không nhận được câu trả lời của địch cửu, thẩm tử ngữ vẫn bình tĩnh trở lại. Bà quay đầu nói với bốn người còn lại, năm người chúng ta xuất phát là vừa, vô luận sống chết thế nào chúng ta đều là người của liên minh địa cầu, có trách nhiệm phải bảo vệ trái đất. Trước khi lên đường, mọi người hãy lưu lại một ít tư liệu, vạn nhất thất bại cũng đừng phái thêm người tới nam đan sơn đúng vậy đây là trách nhiệm của chúng ta dù sống chết ra sao cũng phải hoàn thành đường học sơn không chút do dự đáp đám người rovic đồng loạt gật đầu chẳng ai phản đối bọn họ đã đứng ở vị trí này tất nhiên sẽ phụ trách mọi chuyện nhiều năm qua mỗi người trong số họ đều trải qua vô số trận chiến sinh tử đã lựa chọn con đường này thì sống muộn cũng vì nó mà chết có gì phải sợ hãi sau khi năm người kia rời đi thần niệm địch cửu lập tức thẩm thấu xuống phía dưới vong xuyên tự. Một cây cầu đen kịt như ẩn như hiện, khí tức luân hồi bằng bạc, mênh mông tràn ra, kèm theo đó là từng đợt âm lãnh. Còn chưa bắt đầu luyện chế, mà luân hồi kiều đã mang đến cho hắn cảm giác đè nén đáng sợ như vậy. Địch cửu thầm nghĩ, với tu vi hiện tại mà muốn luyện chế cầu gỗ thật sự có chút quá sức với hắn, cứ đột phá tiên đế rồi quay về xem sao. Nghĩ tới đây, địch cửu liền lấy đại trụ đỉnh ra, bắt đầu dọn dẹp đan lô, chuẩn bị luyện chế đế già đan cửu phẩm địch cửu đã thảo luận với khuất ngấn và trầm tự thuấn về việc luyện chế cửu phẩm tiên đan cũng từng xem qua giản luận về đan đạo hắn cảm thấy việc luyện đan thất bại rất có thể liên quan tới cảm ngộ về đại đạo của mình vô luận ngươi đi trên con đường tu đạo thế nào đi nữa chính là cấp độ cực hạn mà đan đạo cũng là một loại thiên đạo đạo là sinh không ngừng tạo ra sự sống lúc trước địch cửu không rõ lắm về đạo lý này thế nhưng viên phòng với nông tú kỳ xong hắn cảm thấy nhân sinh của mình như vừa hoàn thành một quá trình Địch Cửu bắt đầu minh ngộ, vô luận hắn tu luyện đạo nào, dù là đại đạo của chính hắn hay đan đạo, trận đạo, thậm chí là khí đạo đi nữa, những con đường ấy đều cần sự sống, vô luận là sự ra đời của sinh mệnh hay sinh cơ. Có sinh mới có tử, xem như khốn sát trận cũng phải phải có sinh môn, bằng không sẽ không thành trận. Lò đế gia đan đầu tiên vẫn thất bại, thế nhưng Địch Cửu chẳng thấy mất mát tí nào, bởi vì đây là lần đầu tiên hắn tìm ra nguyên nhân thất bại của mình. Đều vì quy tắc từ thiên địa cả, quy tắc của nơi đây quá kém căn bản không thể thành công luyện chế ra tiên đan cửu phẩm. Lấy lý giải của địch cửu với quy tắc thiên địa cùng khả năng trưởng khống cơ sở pháp tắc của hắn, địch cửu có thể nhẹ nhàng bố trí một đại trận mô phỏng quy tắc ở nơi đây, sau đó tiếp tục luyện chế tiên đan cửu phẩm. Bất quá hắn không làm thế, chẳng dùng bất kỳ thủ đoạn nào, hắn chỉ vèn vẹn tiếp tục luyện chế đế gia đan mà thôi. Bản thân hắn đã là trưởng khống giả pháp tắc, chỉ có thể thuần túy luyện đan mới giúp địch cửu đột phá tầng cao hơn. Lại nói, dù dựng nên đại trận thì sao chứ? chẳng phải cũng từ hắn mà ra. Đạo hỏa lập tức dâng lên, hắn bỏ dược liệu vào đan lô, từng đạo khí thức pháp tức được địch cửu triệu hồi, bao phủ gần như hoàn toàn lò luyện đan, thậm chí còn bao trùm cả khoảng không gian xung quanh nó. Theo thời gian dần trôi, dựa vào sự chi phối của địch cửu, một đạo quy tắc thiên địa hoàn toàn mới được tạo thành tại vùng không gian này. Trong không gian mới, địch cửu có thể tùy ý làm bất cứ thứ gì mình thích, dù là luyện chế đan dược đi nữa. Dược liệu trong đan lô lần lượt được chiết xuất, dược dịch tinh khiết không ngừng chuyển động bên trong đại trụ đỉnh cứ như dược dịch tự có sinh mạng của riêng mình liên tục tản mắt ra khí tức vui vẻ nam đan sơn sắc mặt thẩm tử ngữ trắng bệnh chỉ có chính bà biết không phải mình đang sợ mà là bị tổn thương chính xác hơn là bị địch cửu làm cho tổn thương dù đã thỉnh cầu như vậy rồi thế nhưng địch cửu còn chẳng buồn trả lời bà mọi người cẩn thận một chút trước đó nhóm phùng khởi lâm đã bị con yêu thú kia giết ngay tại đây rovic lấy ra một thanh loan đao giọng điệu rất nghiêm trọng ba người cẩn thận xuyên qua miệng hang gập ghềnh, thế nhưng lập tức bọn họ liền dại ra. trước mắt là một con yêu thú to lớn ngã vào trong vũng máu, đầu của nó đã bị xé nứt thành hai nửa. thật sự giết. đường học sơn lẩm bẩm thành tiếng, chuyện này hoàn toàn không có khả năng. không chỉ đường học sơn, mấy người thẩm tử ngữ cũng ngây dại ra. sao có thể? địch cừu làm cách nào, hắn giết từ lúc nào? hồi lâu sau, rovic nhanh chóng tiến lên, cẩn thận xem xét đầu của con yêu thú quan sát trọn vẹn mấy phút, Rovik mới kinh ngạc nói, thời gian con yêu thú này bị chém giết chắc chắn sẽ không vượt qua 3 giờ, vết thương chí mạng là một đao đánh ngay chính diện, chẳng hề có chút phản kháng nào. Lời Rovik nói làm đám người kinh hãi không thôi, chuyện này thật sự quá mức không hợp thói thường, hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi tưởng tượng. Ta cho rằng chúng ta đã hiểu lầm địch tiền bối, thế nhưng, thế nhưng là, Đường Học Sơn biết bọn họ rất có thể đã hiểu lầm địch cửu, chỉ là chuyện này quả thật giải thích không thông thẩm tử ngữ nhớ tới năm đó ở vong xuyên sơn mạch nhìn thấy địch cửu nhớ tới yên chi hồ bị địch cửu chém giết và cảnh tượng hắn lặng lẽ rời đi bà ta đột nhiên cảm giác mình lại trách oan địch cửu rồi có lẽ ấn tượng của mình ở trong mắt địch cửu đã càng ngày càng kém địch cửu xòe tay ra sáu viên đan dược óng ánh sáng long lanh liền xuất hiện trong lòng bàn tay trong đó có ba viên đặc đẳng đây là lò đan dược thứ nhất mà đã luyện chế ra tiên đan đặc đẳng cửu phẩm dù chưa đến cửu văn thì cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi đây chính là chỗ khác biệt của đan đạo của địch cửu đan đạo của địch cửu chỉ có hai kết quả hoặc luyện chế không ra hoặc luyện chế ra đan dược đỉnh cấp sau nửa tháng địch cửu đang liên tục hoàn thiện đan đạo bản thân đồng thời không ngừng luyện chế đủ loại cửu phẩm tiên đan xác suất luyện chế tiên đan cửu phẩm đan văn ngày càng gia tăng đến sau này cơ hồ mỗi một lô đan dược đều có một viên tiên đan cửu phẩm cửu văn tư chất nông tú kỳ chỉ thuộc loại trung đẳng tuy nhiên nhờ địch cửu dùng thiểm quang mở ra tinh không mạch lại thêm tài nguyên tu luyện sung túc, vậy nên tốc độ tu luyện của nông tú kỳ tiến triển càng lúc càng nhanh. Chưa đầy một tháng, cô nàng đã thăng cấp lên thành luyện khí tầng 3. Địch cửu không quấy dày nông tú kỳ, hắn để lại một tin nhắn hình ảnh rồi xuyên ra tầng khí quyển, tiến vào ngân hà mênh mông. Hắn dự định tìm kiếm địa phương để trùng kích tiên đế cảnh, bởi vì hắn không dám độ kiếp trên địa cầu. Lấy cường độ lôi kiếp, sợ rằng chỉ cần một đợt thôi thì địa cầu sẽ lập tức bị hủy diệt triệt để mấy ngày sau địch cử đáp xuống một tinh cầu hoang vắng địch cử đoán chừng nơi đây hẳn là đã rời khỏi hệ ngân hà nếu độ kiếp ở đây thì dù cường độ lôi kiếp cường đại tới đâu cũng sẽ không ảnh hưởng tới địa cầu mỗi một vị diện đều có quy luật thiên địa quy tắc mặc dù đã rời khỏi hệ ngân hà thế nhưng đây vẫn là vị diện cấp thấp nếu để cường giả khác biết địch cử muốn độ tiên đế lôi kiếp tại loại vị diện cấp thấp này đoán chừng là sẽ hoàn toàn cạn lời sở dĩ gọi là vị diện cấp thấp bởi vì bất luận người tu luyện như thế nào thì cũng sẽ không thể leo đến tầng thứ cao hơn. Đồng thời tu chân giả tầng thứ cao hơn, đi vào vị diện cấp thấp sẽ dễ dàng bị thiên địa quy tắc nghiền thành hư vô. Địch Cửu giám độ tiên đế, lôi kiếp ở chỗ này bởi vì hắn tin tưởng vào đại đạo đạo tắc của bản thân. Đạo của hắn khác biệt với đạo của người khác, mỗi lần độ kiếp, hắn chú trọng vào việc mượn nhờ uy thế vũ trụ, kích phát cảm ngộ bản thân đối với đại đạo đạo tắc, hoàn toàn không phải lợi dụng thiên địa quy tắc để trùng kích tầng thứ cao hơn giống như hắn luyện chế cửu phẩm tiên đan, nếu đổi thành cường giả tiên đế khác, dù có thể khống chế nhục thân của mình không bị thiên địa quy tắc nghiền thành hư vô, nhưng luyện chế cửu phẩm tiên đan ở vị diện cấp thấp thì chẳng cách nào làm được. Loại cửu phẩm tiên đan này vừa luyện chế ra sẽ gặp phải thiên địa quy tắc nghiền ép, sau đó bị oanh thành bão vụn. Tuy nhiên địch cửu lại lấy pháp tắc tự thân để ngưng luyện ra thiên địa quy tắc, luyện chế cửu phẩm tiên đan dưới thiên địa quy tắc của bản thân. Hiện tại việc tấn cấp tiên đế, hắn cũng muốn thông qua loại thủ đoạn này. Địch Cửu lấy mấy dòng thượng phẩm tiên mạch ra, ngay cả dòng nguyên khí mạch màu xanh nửa trượng kia cũng được bày bố sẵn xung quanh, đồng thời, hắn nhanh chóng bố trí tụ linh đại trận trên tinh cầu. Theo quy tắc chu thiên vận chuyển, nguyên khí nồng đậm, trên tinh cầu cấp tốc, tốc tạo thành một vòng xoáy linh vận xung quanh Địch Cửu. Vòng xoáy linh vận rất nhanh liền trở thành không gian quy tắc độc lập, ở trong không gian quy tắc ấy, tu vi Địch Cửu dừng lại đã lâu rốt cục bắt đầu được kéo lên. Hiện tại tâm tình Địch Cửu cực kỳ bình thản, thậm chí không cần phải chủ động đi đột phá bình chướng tu vi tiên đế hắn tin tưởng chỉ cần tu vi mình dâng lên đến trình độ nhất định gông cùng xiềng xích tiên đế sẽ như nước chảy thành sông nông tú kỳ lần nữa lấy tích cốc đan chợt phát hiện tích cốc đan đã hết sau khi liên tục bế quan hai năm cô vừa mới bước vào chút cơ cảnh thế nhưng hai năm đã qua mà địch cử vẫn chưa trở về cô thật sự rất nhớ huynh ấy cứ việc địch cử lưu lại ảnh tượng thủy tinh cầu nói rằng hắn sẽ rời địa cầu tìm kiếm địa phương tấn cấp ít thì một năm nhiều thì mấy năm nhất định sẽ trở về nhưng cô vẫn rất lo lắng cho an nguy của phu quân mình dù tài nguyên tu luyện còn nhiều nhưng nông tú kỳ không định tiếp tục bế quan nữa địch cửu từng nói với cô một mực bế quan vốn không phải phương pháp tốt nhất để nâng cao tu vi tu sĩ nhất định phải thường xuyên ra ngoài lịch luyện chỉ khi trải qua các loại nguy hiểm thì mới có thể củng cố tu vi đồng thời xây dựng vững chắc tâm cảnh của mình cô tin tưởng lấy thực lực của bản thân bây giờ mà đi thí luyện một đoạn thời gian hẳn sẽ không gặp phải bất kỳ nguy hiểm gì thẩm tiền bối sao tiền bối lại ở chỗ này nông tú kỳ vừa ra ngoài đã nhìn thấy thẩm tử ngữ thẩm tử ngữ thế mà dựng một cái lều cỏ ngay bên ngoài vong xuyên tự nhìn dáng vẻ gầy gò của bà rõ ràng bà ta ở chỗ này đã không phải ngày một ngày hai tú kỳ thẩm tử ngữ gọi tên nông tú kỳ nhưng ánh mắt lại rơi vào màn sương mù sau lưng cô nông tú kỳ không ngốc cô lập tức hiểu thẩm tử ngữ đến đây là để tìm địch cửu thẩm tiền bối đến tìm đại ca sao nông tú kỳ nhẹ giọng hỏi thẩm tử ngữ gật đầu đúng vậy địch cử vẫn ổn chứ thẩm tử ngữ không tin địch cử chẳng biết mình đến nhưng bà đã tới đây hơn nửa năm mà cho tới bây giờ hắn vẫn chưa từng xuất hiện có thể thấy được địch cử chẳng còn có chút cảm tình nào với bà nông tú kỳ vội đáp thẩm tiền bối đại ca ra ngoài đã hai năm đến bây giờ vẫn chưa trở về địch cử ra ngoài rồi thẩm tử ngữ lấy lại tinh thần nghe vậy thì trong lòng cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Nếu địch cửu mặc cho bà ở đây, chờ hơn nửa năm thì trong nội tâm bà sẽ rất khó chịu. Hóa ra địch cửu không biết, nghĩ vậy thẩm tử ngữ bèn cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Đúng vậy, mặc dù nông tú kỳ lo lắng cho địch cửu nhưng cô có dự cảm, hắn sẽ không sao. Tú kỳ, sau này đừng gọi ta là tiền bối nữa, tuy ta lớn hơn ngươi, nhưng ngươi là thê tử của địch cửu. Năm đó, ta và địch cửu lại là luận giao ngang hàng. Nếu ngươi nguyện ý thì gọi tỷ tỷ là được rồi sau khi tỉnh táo lại giọng điệu thẩm tử ngữ lộ ra vẻ thân thiết nông tú kỳ khẽ giật mình thẩm tử ngữ vang danh trong ngoài nước trong phạm vi toàn cầu có ai không biết thẩm tử ngữ tiền bối hiện tại thẩm tử ngữ lại bảo cô gọi ngài là tỷ tỷ chuyện này khiến nông tú kỳ cảm thấy thật sự đúng là thụ sùng nhược kinh mấy năm nay một mình ta ẩn cư tại cốc hải kỳ thật ta rất cô đơn hơn nữa ta vốn chẳng có mấy bằng hữu cho nên không biết cách nói chuyện thẩm tử ngữ còn chưa dứt lời nông tú kỳ liền vội vàng khoát tay không phải ta cảm thấy tử ngữ tỷ rất thân thiện mà nghe nông tú kỳ gọi mình tử ngữ tỷ thẩm tử ngữ cực kỳ vui vẻ bà tiến lên kéo tay cô đoạn nói ngươi định đi đâu ta thấy ngươi vừa bế quan thời gian thật dài đây là lần đầu ngươi bế quan sao không phải ta đã từng nhiều lần nông tú kỳ nghĩ đến trước đó mình từng thử nghiệm bay thử kiếm cùng phi hành pháp bảo tuy nhiên bế quan dường như không phải nằm trong phạm vi cổ võ bởi vậy cô mới được một nửa thì vội vàng nuốt xuống trong khoảng thời gian bế quan, ta cảm thấy thực lực của mình tăng lên rất nhanh. Nhưng mà đại ca vắng mặt, một mình ta bế quan quá mức buồn tẻ. Cho nên ta dự định ra ngoài thí luyện một đoạn thời gian. Nghe nông tú kỳ nói muốn đi ra ngoài thí luyện, thẩm tử ngữ mừng dỡ bảo. Vậy chúng ta đi có mây đi. Rừng rậm có mây có rất nhiều hung thú cùng yêu thú. Nghe nói ở đó còn có một loại điều yêu. Nếu có thể lấy được một quả trứng thì thậm chí có thể nuôi dưỡng thành tọa kỵ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nông Tú Kỳ kinh hô, tuy cô có phi hành pháp bảo, nhưng nếu có một con thú sùng để cưỡi thì là chuyện tốt cỡ nào. Nông Tú Kỳ vui vẻ hỏi, tử ngữ tỷ cũng muốn đi sao? Thẩm tử ngữ gật đầu, vừa lúc ở nơi đó ta có vài việc, có thể đi cùng ngươi xem sao, pháp khí phi hành của ta ở ngay bên ngoài. Đối với thẩm tử ngữ mà nói, Nông Tú Kỳ ở bên địch cử mới có 2 năm, huống chi 2 năm qua địch cử còn không ở trong vong xuyên tự. Từ đó, bà khẳng định thực lực cô nàng này rất thấp rừng rậm nguyên thủy co mây cũng không phải nơi an toàn gì cho cam để bà ở bên cạnh cô cũng giúp đỡ được đôi chút pháp khí phi hành bình thường giá cả trên trời mà loại của thẩm tử ngữ còn thuộc hàng cao cấp người bình thường mua chẳng nổi mặc dù nông tú kỳ rất muốn nói bản thân cũng có phi thuyền nhưng nghĩ đến mình không đủ khả năng đi một quãng đường xa vạn nhất rơi xuống đất thì sao cô có ngự phong thuật nhưng thẩm tử ngữ lại không a à. một tu sĩ trúc cơ lại đi lo lắng cho tiên tôn biết luyện chế pháp khí phi hành sẽ rơi xuống đất e rằng trên đời chỉ có mình nông tú kỳ mà thôi. Rừng rậm nguyên thủy có mây nằm dưới dãy núi Uran, nơi đây được xem như ranh giới giữa châu Á và châu U. Từ sau khi tiến vào thời đại yêu thú, ranh giới giữa các nơi đã không còn rõ ràng như trước. Xung quanh nơi này, yêu thú và hung thú đặc biệt cường đại, ngoại trừ một ít tiểu đội mạo hiểm đỉnh cấp ra, chỉ có số nhỏ cường giả cổ võ mà thôi, người bình thường rất ít tới gần có mây. Cũng không phải nói nơi đây quạnh quẽ, trên thực tế, từ sau khi phát hiện dãy núi Uran có rất nhiều trứng của yêu thú phi hành, thì người đến đây bắt đầu tăng dần. Bất quá phần lớn mọi người đều tập trung tại thị trấn Cabe River. Tên nguyên sinh của thị trấn này gọi là Quy An Gia, chỉ là từ khi yêu thú xuất hiện, Quy An Gia dần biến thành một thành thị giao dịch. Người tới nơi đây đa phần đều là võ giả và thương nhân toàn cầu. Võ giả nếu tới sẽ tổ đội rồi tiến vào dãy núi Uran, tiến hành săn bắt hung thú và các loại dược liệu chân quý, bán lại tại thị trấn Cabe River. Sau đó, thương nhân địa phương sẽ chuyển những vật này đi tới các thành thị khác. Hơn 30 năm trước, dãy núi Iran từng xuất hiện một đầu mãng yêu vừa đột phá cấp 3. Liên minh địa cầu đã tập hợp đông đảo cường giả tới, để liên thủ vây giết con yêu thú ấy. Cũng vì việc này, mà liên minh địa cầu mới thành lập một trụ sở tại thị trấn Kaber River. Lần này, điểm đến của Thẩm Tử Ngữ cũng chính là trụ sở vừa nhắc trên, lúc đầu, bà không tính tới, thế nhưng Nông Tú kỳ lại muốn thí luyện vì thế thẩm tử ngữ trực tiếp bồi cô nàng cùng đi. Pháp khí phi hành dừng lại tại quảng trường lớn của trụ sở liên minh địa cầu, thẩm tử ngữ thở dài một hơi rồi nói, so với 30 năm trước, nơi đây đã náo nhiệt hơn nhiều. Thẩm minh chủ, không nghĩ ngài tới thật, hoan nghênh hoan nghênh. Hai người vừa bước ra khỏi phi thuyền liền thấy một, thanh niên da trắng, mặc áo đỏ, nói một chàng tiếng Anh. Thanh niên nói xong một câu thì ánh mắt liền đặt lên người nông tú kỳ, trong mắt lóe lên tia kinh hỉ. Sau khi đi theo địch cửu, Nông Tú Kỳ không đeo mặt nạ nữa. Vốn dĩ dung mạo của cô đã rất xinh đẹp, nay cộng với công pháp địch cửu đưa cho, kết hợp thiên tài địa bảo dưỡng nhan, dẫn tới dung mạo càng thanh tú hơn trước mấy lần. Tên da trắng chưa bao giờ gặp qua mỹ nữ tuyệt sắc như Nông Tú Kỳ, gã lập tức bước lên, vươn tay chào hỏi, "Hoan nghênh hoan nghênh, ta là hội chủ xa hà của Liên minh tự do Gran." Nông Tú Kỳ không có bất kỳ động tác nào, bởi vì cô thấy được dục vọng nồng đậm trong mắt gã ta, điều đó khiến cô cảm thấy bản thân đang bị một đám sâu gióm bao vây, toàn thân đều khó chịu. Liên minh tự do Uran. Thẩm tử ngữ nhíu mày nhìn Sa Hà, ta chưa nghe qua cái tên này bao giờ. Thấy nông tú kỳ vẫn làm lơ, Sa Hà mới thu tay về, trên mặt không có nửa điểm lúng túng. Là như vậy, dãy núi Uran quanh năm đều có yêu thú cường đại xuất hiện. Mặc dù liên minh địa cầu có một trụ sở ở Cabe River nhưng chẳng hoạt động nhiều mấy. Cho nên, sau khi mọi người thương nghị liền quyết định liên minh địa cầu sẽ rút khỏi nơi đây, để liên minh tự do Uran chấn giữ chỗ này, giúp mọi người có cuộc sống bình thản tự do. Nghe thế, ngữ khí thẩm tử ngữ trở nên lạnh lùng hơn, vì sao ta chưa nghe nói qua bao giờ? Còn Aji và Moonlit đâu? Sở dĩ bà tới đây đều vì Aji mời, anh ta nói liên minh địa cầu phát hiện một di tích tu tiên giả tại dãy núi Uran, chỉ là di tích kia bị một đầu yêu thú cấp 2 đỉnh phong bảo hộ, cho nên mời bà ra tay. Thế mà, tới nơi chẳng hiểu sao lại xuất hiện một tên gia hỏa bảo liên minh địa cầu rút lui, nhường nơi này cho liên minh tự do Uran. Dù chưa gặp hai người kia, Thẩm Tử Ngữ cũng khẳng định bọn họ không đồng ý chuyện mà gã ta vừa nói. Sa Hà liền đáp, họ đã vào dãy núi Uran làm việc quan trọng gì rồi? Thẩm Minh Chủ, không bằng ngài vào trong nghỉ ngơi một chút. Không cần." Thẩm Tử Ngữ khoát tay chặn lại, không thèm tiến vào trụ sở mà quay người trở về phi hành khí. "Thẩm Minh Chủ, chờ chút." Sa Hà bước lên trước ngăn cản. "Bấy giờ, sắc mặt Thẩm Tử Ngữ trầm xuống, có chuyện gì? Bởi vì Liên Minh Địa Cầu rút khỏi sông KB để Liên Minh tự do Tiếp quản nên cần ngài ký vào một ít văn kiện xác nhận. Thẩm Minh chủ, ta cũng nghe lệnh mà làm, mong ngài đừng khiến ta khó xử." Khi nói câu này, ngữ khí Sa Hà trở nên nghiêm túc hơn hẳn. "Không cần, chuyện này ta không đồng ý, ai ra lệnh cho ngươi thì kêu tên đó tới Liên Minh Địa Cầu tìm ta." Thẩm Tử Ngữ không chút do dự nói, thân là Minh chủ Liên Minh Địa Cầu, đối với quyền lực Thẩm Tử Ngữ không thèm để ý, cũng không thích lạm quyền. Nhưng không có nghĩa người khác muốn bà làm gì bà liền nghe theo. Sa Hà sầm mặt lại, gã biết nếu thẩm tử ngữ không đồng ý thì bản thân không thể ép được. Với loại cường giả như thế, căn bản không phải dùng súng là đối phó được. Chuyện này chỉ có thể báo cáo lên trên, để cấp trên phái người đối phó bà ấy. Do dự một chút, gã lần nữa tiến lên nói, thẩm minh chủ, ngươi hẳn muốn vào dãy núi Uran, nơi đó thật sự quá nguy hiểm, hay để vị nữ sĩ này ở lại sông KB chờ ngươi, bằng không mà nói, một khi gặp nguy, thẩm minh chủ khó lòng mà lo được. Mắt thấy xa hà muốn tiến về phía mình, Nông Tú Kỳ lập tức nhắc chân đạp một cước ra ngoài. Suy nghĩ biến nhẹ thành nặng đột ngột xông lên đầu cô nàng. Nông Tú Kỳ nhẹ nhàng đá một cước lại khiến Sa Hà văng ra xa mười mấy mét, ngồi bệt xuống đất. Cô nàng vuốt chán một cái, Tú Kỳ vẫn chưa quen với việc bản thân là tu chân giả. Vừa rồi cô chỉ cần xuất ra phong nhận hay hỏa cầu ném đi là, có thể bức lui Sa Hà rồi. Chỉ có điều cô lại chưa quen, theo quá khứ mà nhấc chân đá thẳng. Trong suy nghĩ của nông Tú Kỳ, dùng hỏa cầu hay phong nhận, đối phương vẫn tránh được bằng không sao đủ tư cách trở thành hội chủ được chứ. Thế nhưng cô nàng không biết, phong nhận và hỏa cầu kia mà được đánh ra thì Sa Hà nhất định bỏ mạng tại đây. Thẩm tử ngữ lại kinh ngạc nhìn thoáng qua nông tú kỳ, tuổi tác cô mới chừng 20, xem như thiên phú cao hơn cũng không vượt qua huyền cấp. Vừa rồi, một cú kia của cô nàng khiến bà nhìn ra tu vi đối phương, không chỉ đơn giản là huyền cấp. Có chút hâm mộ nhìn vào dung nhan thanh tú của nông tú kỳ, thẩm tử ngữ khó hiểu vô cùng, Rốt cuộc địch cử có thủ đoạn gì, dù không bên người nông tú kỳ vẫn giúp cô nàng lợi hại hơn hẳn chỉ trong vòng hai năm. Nếu nói tu tiên, bà cũng biết chứ, tốc độ luyện tập chậm hơn nhiều so với võ giả, thực lực chưa chắc cường đại bằng, lại còn yếu hơn võ giả. Tú kỳ, ngươi tu luyện cổ võ à? Sau khi bước vào phi hành khí, thẩm tử ngữ rốt cục không nhịn được mà hỏi. Nông tú kỳ gật đầu đáp, đúng vậy, lúc đầu ta tu luyện cổ võ nhưng cũng là hoàng cấp thôi. Sau khi ở chung một chỗ với cửu ca cửu ca dạy ta tu chân, cổ võ lâu rồi không đụng vào. Sa Hà nhìn pháp khí phi hành của thẩm tử ngữ rời khỏi thị trấn Kabe dọc theo dãy, núi Uran rồi biến mất không thấy gì. Khi ấy, gã mới xoa xoa vết máu ở khóe miệng rồi lồm cồm bò lên. Dù sao gã chỉ là võ giả vừa mới bước vào thiên cấp, thế mà không đỡ được một cước của nữ nhân trẻ tuổi kia, thậm chí Sa Hà còn hoài nghi bản thân vẫn chưa thật sự bước vào thiên cấp. Oanh! Địch cửu chạm được gông cùng xiềng xích tu vi bao lâu nay, lúc này hắn không khỏi run lên, ngay cả tinh không mạch lạc cũng bắt đầu rung động kịch liệt. Rốt cuộc hắn đã chạm được tới tiên đế cảnh, địch cửu không chút do dự lấy hai viên thái vi đế hoàn đan bỏ vào miệng, đoạn nguyên khí màu xanh kia cũng tiêu hoa gần hết, sử dụng đan dược vì hắn lo nguyên khí trong thiên địa không đủ cho mình dùng. Dầm dầm, lôi hồ kinh khủng đánh xuống, cứ như muốn xé rách không gian. Trong lòng địch cửu kinh hãi không thôi, hắn khẳng định với tiên thần thể thì nhục thân chịu không nổi với loại sức mạnh ấy, lôi kiếp kia đáng sợ đến cực hạn thái cổ lôi thạch và thiên sa đao đều bị địch cửu lấy ra giờ phút này địch cửu không chỉ toàn lực vận chuyển quy tắc chu thiên mà đại khôn luyện thể quyết cũng được tăng tốc tới cực hạn một đạo lại một đạo lôi hồ thô to từ hư không liên miên đánh xuống ngoại trừ đánh lên thái cổ lôi thạch ra một số ít còn vòng qua viên đá đánh thẳng lên người địch cửu chỉ mới qua đợt đầu tiên mà tinh cầu dưới chân địch cửu đã bị oanh thành bã vụn đa phần xương cốt toàn thân hắn đều bị đứt gãy sắc mặt địch cửu cực kỳ khó coi hắn khẳng định đây tuyệt đối không phải lôi kiếp tiên đế. Nếu là lôi kiếp tiên đế, vũ trụ này hẳn sẽ không có tiên đế nào mới đúng. Bởi vì bọn họ đều không vượt qua nổi. Địch cửu nhìn xem lôi hồ vẫn đang rơi xuống, hắn nghĩ lần này mình chết chắc rồi. Hiện tại mới chỉ có hơn 10 đạo lôi hồ, dựa theo tiêu chuẩn hắn độ kiếp, đợt lôi hồ đầu tiên chính là 81 đạo, hết thảy 9 đợt, cộng lại là hơn 700 đạo lôi hồ. Hơn 10 đạo lôi hồ này thiếu chút nữa đã oanh sát hắn, phía sau còn có mấy trăm đạo lôi hồ, hắn làm sao vượt qua địch cửu vội vã lấy một viên truyền tin châu ra hắn muốn phát tin tức cho nông tú kỳ trước khi chết tuy nhiên địch cửu chợt kinh ngạc bởi vì đột nhiên không còn lôi hồ rơi xuống nữa mặc dù trong hư không còn đang dồn rập lôi minh nhưng rất hiển nhiên đợt lôi kiếp tiếp theo muốn đánh xuống thì cần phải ấp ủ một khoảng thời gian địch cửu vô cùng mừng rỡ hắn bèn thu hồi truyền tin châu nuốt mấy viên tiên đan cửu phẩm chữa thương vào sau đó thông qua quy tắc chu thiên mà điên cuồng vận chuyển đại khôn luyện thể quyết cùng tinh không quyết thương thế nhục thân nhanh chóng khôi phục, tu vi lần nữa bành trướng, vô cùng vô tận tiên nguyên dưới quy tắc chu thiên đã bị tinh không mạch đưa ra ngoài, trùng kích tại gông cùm xiềng xích tiên đế cảnh. Thể nội địch cửu liên tục nổ tung, toàn bộ thân thể nứt toát, thế nhưng địch cửu lại chẳng thèm để ý. Hắn biết lôi kiếp lần này mặc dù vượt xa lôi kiếp của tiên đế, tuy nhiên hắn vẫn còn một chút hy vọng sống sót. Bởi vì rốt cuộc hắn đã được độ một lần lôi kiếp bình thường, mỗi lần hắn độ kiếp đều là 81 đạo lôi hồ. Chín đợt như vậy chính là 9 lần 81 đạo lôi hồ, lần này rất có thể sẽ là tổng cộng 81 đạo. Dựa theo tình huống độ kiếp vừa rồi, đợt thứ nhất hắn đã vượt qua nhị cửu lôi kiếp hồ, còn 63 đạo lôi kiếp hồ nữa là hết. Nếu thật sự có hơn 700 đạo, địch cửu khẳng định mình không cách nào vượt qua, thế nhưng chỉ hơn 60 đạo lôi kiếp thì địch cửu vẫn có lòng tin cực lớn. Huống hồ không cần chờ đến hơn 60 đạo lôi hồ rơi xuống thì hắn đã có thể bước vào tiên đế cảnh. Đương nhiên, bảo rằng bình thường chỉ là đối với địch cửu, nếu đổi thành tu sĩ tiên tôn viên mãn khác mà nói, loại lôi kiếp này vẫn cực kỳ đáng sợ. Xương cốt địch cửu vừa mới khôi phục, đợt lôi kiếp thứ ba đã rơi xuống. Tử ngữ tỷ, nơi này toàn là tuyết. Từ trong phi hành khí, nông tú kỳ nhìn ra ngoài, bên ngoài là cảnh tượng tuyết trắng mênh mông. Thẩm tử ngữ gật đầu. Hiện tại nhiệt độ trên dãy núi Uran đang hạ xuống, âm mấy chục độ là trạng thái bình thường. Chúng ta gần tới rồi, ta xem địa đồ đã, hẳn là Thẩm Tử Ngữ vừa mới nói đến đây, phi hành khí bỗng nhiên lay động kịch liệt, tiếp đó động cơ đột nhiên tắt ngúm, phi hành khí bắt đầu mất khống chế. Không tốt, động cơ đông lạnh hỏng. Thẩm Tử Ngữ hô lên, cùng lúc đó phi hành khí đột ngột rơi thẳng xuống. Tuy Nông Tú Kỳ hoàn toàn có thể xé rách phi hành khí, sau đó dùng phi kiếm hoặc ngự phong thuật thoát đi, chỉ là Nông Tú Kỳ vừa mới tiếp xúc tu chân, năng lực ứng biến còn quá kém chỉ biết trơ mắt nhìn phi hành khí này rơi xuống mà chẳng có bất kỳ phản ứng nào. Chờ đến khi cô kịp phản ứng, thẩm tử ngữ đã khởi động nút khẩn cấp hạ xuống. Trên phi hành khí bắn ra một cái dù nhảy khổng lồ, nhờ đó mà tốc độ rơi mới dần chậm lại. Bành! Phi hành khí đụng vào mặt đất, chui thẳng vào trong tuyết, biến mất không thấy gì nữa. Thật xin lỗi, là ta làm liên lụy đến ngươi. Thẩm tử ngữ ngồi ở trong phòng điều khiển, ái náy nhìn, nông tú kỳ. Nông tú kỳ lắc đầu, Tử ngữ tỷ, không sao, một mình ta vốn cũng dự định đi thí luyện, huống hồ chúng ta bây giờ vẫn bình an mà. Thẩm tử ngữ thở dài một hơ. Mặc dù không sao, thế nhưng chúng ta chưa chắc có thể bỏ lên. Tuyết động quá sâu, sợ rằng đến hơn vài trăm mét. Từ khi khí hậu địa cầu thay đổi, nơi này hàng năm đều tích lũy mấy mét tuyết động, cho tới bây giờ vẫn chưa từng hòa tan. Vừa rồi phi hành khí xảy ra chuyện gì vậy? Nông Tú Kỳ tò mò hỏi. Thẩm tử ngữ áy náy đáp là sai lầm của ta, khả năng kháng đông lạnh của động cơ phi hành khí vốn không có vấn đề, dù lạnh hơn nữa cũng chịu được. Thế nhưng trước đó đột nhiên xuất hiện một cỗ băng hàn vụ lưu, vụ lưu kia chỉ trong chớp mắt đã đóng băng động cơ, dẫn đến phi hành khí rơi xuống. Vậy chúng ta mau chóng nghĩ biện pháp ra ngoài đi. Nông Tú Kỳ vừa nói vừa mở dây an toàn ra. Thẩm tử ngữ lắc đầu. Không thể rời đi, nhiệt độ bên ngoài chỉ sợ đã gần âm 100 độ. Loại hàn lưu đột ngột xuất hiện kia thậm chí đã vượt qua âm 100 độ chúng ta ở đây còn có chút ít dưỡng khí một khi ra ngoài thì không chỉ chết cóng mà còn rất nhanh sẽ ngạt thở đến chết lúc này nông tú kỳ mới kịp phản ứng cô có thể dùng chu thiên vận chuyển tiến hành nội hô hấp như vậy dù không có dưỡng khí vài năm cũng chẳng hề gì thế nhưng thẩm tử ngữ tu luyện cổ võ nói cách khác là hành công ngoại hô hấp hoàn toàn khác với tu chân nông tú kỳ có thể tự do hành tẩu trong tuyết nhưng thẩm tử ngữ không được tử ngữ tỷ dù đợi trong phi hành khí thì cũng không được bao lâu nữa hiện tại động cơ hỏng dưỡng khí rất nhanh sẽ tiêu hao sạch nông tú kỳ vừa nói chuyện vừa quét thần niệm ra ngoài trong tình huống bình thường phạm vi thần niệm của cô có thể lên tới mấy chục dặm dù hiện giờ ở trong đống tuyết cô vẫn có thể quét ra được vài nghìn mét thẩm tử ngữ giật mình bà nhận ra đúng như lời nông tú kỳ nói dù có ở lại trong phi hành khí cũng chẳng sống thêm được bao lâu tỷ đi theo đằng sau ta ta mang tỷ ra ngoài nông tú kỳ tìm thấy một hang động khổng lồ không biết thông hướng chỗ nào trong hang động kia tựa hồ còn có mấy con tuyết thử nếu tuyết thử có thể sinh tồn vậy bọn họ cũng có thể được thẩm tử ngữ biết nông tú kỳ nói đúng cứ cố ở lại trong phi hành khí thì kết quả cũng chỉ là con đường chết mà thôi nông tú kỳ không đợi thẩm tử ngữ động thủ lập tức tế ra phi kiếm trực tiếp xé mở phi hành khí người có nhẫn chữ vật thẩm tử ngữ kinh ngạc nhìn nông tú kỳ loại bảo vật như nhẫn chữ vật này dù là bà cũng không có Nông Tú Kỳ gật đầu, đúng vậy, là địch đại ca đưa cho ta. Nông Tú Kỳ không biết nhẫn chữ vật trên người địch cửu chẳng khác nào rác rưởi, trồng chất thành núi. Nếu như biết, nói không chừng sau khi rời khỏi đây, cô sẽ xin đại ca cho thẩm tử ngữ một chiếc. Thẩm tử ngữ thẩm kinh hãi, nhẫn chữ vật quá mức chân quý, mỗi một cái đều nằm trong sự khống chế của các quốc gia. Chưa từng nghe nói có cá nhân nào sở hữu nhẫn chữ vật, bất luận người mạnh đến đâu cũng không được. Tú Kỳ, nếu lần này có thể còn sống ra ngoài, sau này không được tiết lộ ngươi có nhẫn chữ vật cho người khác biết, cũng đừng tùy tiện lộ ra trước mặt bọn họ." Thẩm Tử Ngữ lấy lại tinh thần, nghiêm túc dặn dò. Trong nội tâm bà càng cảm khái địch cửu thần bí, ngay cả loại bảo vật như nhẫn chữ vật mà cũng có thể lấy ra cho nông tú kỳ. Bất quá Thẩm Tử Ngữ lập tức nghĩ đến, địch cửu không phải là người như vậy sao? Năm đó hắn còn bất chấp nguy hiểm tính mạng, vì mình mà tìm kiếm hồng mộc huyết hoa. Hồi ức tràn ngập tình ý, đáng tiếc đã bỏ lỡ thẩm tử ngữ thở dài đã qua rồi thì cứ để nó qua đi mặc dù tuyết ép rất căng tuy nhiên nông tú kỳ lại là tu sĩ trúc cơ hơn nữa cô còn có thần niệm cho nên có thể nhanh chóng mở ra một thông đạo thẩm tử ngữ tu luyện cổ võ tu vi bán đan cảnh lại thêm đứng sau lưng nông tú kỳ nên ít nhiều bà cũng có thể chống cự băng hàn thế nhưng không có dưỡng khí thật sự là một loại giày vò giờ phút này bà chỉ có thể dùng một ngụm chân khí để tuần hoàn nội hô hấp còn may tốc độ nông tú kỳ cực nhanh hai người dùng chưa tới một giờ đã đến được ngoài cửa hang sắc mặt thẩm tử ngữ lúc này đã trở nên tím tái sau khi nông tú kỳ mở cửa động ra thẩm tử ngữ lần đầu tiên cảm giác sự sung sướng khi được hít thở người làm thế nào biết nơi đây có hang đá vậy thẩm tử ngữ thắc mắc hỏi nông tú kỳ không hề giấu giếm thần niệm của ta có thể quét đến đây tu chân giả chỉ cần tu luyện tới trình độ nhất định thì có thể diễn sinh ra thần niệm thẩm tử ngữ há to miệng tuy bà ta từng tìm được công pháp tu tiên Thế nhưng công pháp tu tiên cường đại như vậy sao? Nếu không vì tự kiềm chế, biết có mấy lời không thể nói, nói không chừng bà đã thỉnh giáo nông tú kỳ về phương diện tu chân. Không cần Thẩm Tử Ngữ hỏi, nông tú kỳ đã chủ động nói, "Đợi lát nữa ta sẽ dạy tỷ tu chân, nơi này mặc dù có không khí lưu động, nhưng vẫn là ở dưới đáy tuyết động, đợi chúng ta ra ngoài rồi, tỷ ít nhất phải học được chu thiên nội hô hấp cái đã." A, à, Thẩm Tử Ngữ kinh hô lên, "Tu chân giả có thể chu thiên nội hô hấp?" bà lập tức nói, thế nhưng những thứ đó đều là địch cửu dạy cho muội, muội cứ thế mà dạy cho ta. Nông Tú Kỳ lắc đầu, không liên quan, đại ca không nói công pháp này không thể dạy cho người khác, chỉ là trước khi ta tu luyện, đại ca có giúp ta đả thông kinh mạch. Đang nói chuyện, Nông Tú Kỳ đột nhiên vịn vào vách đá, gập người xuống nôn ọe. Tú Kỳ, ngươi không sao chứ? Thẩm Tử Ngữ vội vàng tiến lên đỡ lấy Nông Tú Kỳ, khi nắm lấy cổ tay cô, Thẩm Tử Ngữ kinh hãi hỏi, Tú Kỳ, ngươi đang mang thai à? Nông Tú Kỳ nghe được lời bà nói, lập tức trợn mắt nhìn thẩm tử ngữ, cô mang thai. Sao có thể? Địch đại ca ra ngoài đã hai năm rồi, làm sao cô lại mang thai được? Thẩm tử ngữ cũng nghĩ đến điểm này, sắc mặt liền trở nên cổ quái. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em ly Cà Phê nhé. Tử ngữ tỷ, không như ngươi nghĩ đâu, sau khi đại ca đi, ta chưa bao giờ rời khỏi vong xuyên sơn mạch. Thậm chí ngươi là người đầu tiên ta nhìn thấy. Nông Tú Kỳ gấp gáp giải thích đối với cô nàng, vấn đề trinh tiết so ra còn quan trọng hơn mạng sống. Vạn nhất chuyện này truyền tới tai địch cửu, dù nàng nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng khó mà rửa sạch. Từ ánh mắt nông tú kỳ, thẩm tử ngữ nhìn thấy một loại chân thành, bỗng bà nghĩ tới võ giả mang thai cũng cần hơn 10 tháng bèn nhẹ giọng trấn an. Tú kỳ, người đừng gấp, người tu luyện cổ võ rất khó mang thai, dù có thì cũng đợi 12 tháng mới hạ sinh, người là tu chân giả kết hợp với cổ võ. Thẩm tử ngữ nói đến đây thì dừng lại, 12 tháng là chuyện thường, thế nhưng hơn hai năm thì có chút khó giải thích dường như nhớ ra gì đó nông tú kỳ bỗng nhiên lấy mười mấy cái ngọc giản trong nhẫn chữ vật ra đây đều do địch cử đưa cho cô trong mỗi mai ngọc giản có một lượng lớn thông tin trước đó cô một mực bế quan nên không có thời gian xem qua thứ này từng mai được nông tú kỳ đọc bằng thần niệm rồi ném sang bên thấy thế thẩm tử ngữ sững sờ nhìn cô nàng loại đồ vật dùng để ghi chép ấy bà từng nghe qua cũng biết một viên ngọc giản chứa đựng rất nhiều thông tin trong đa số trường hợp Nội dung trong đây có khi còn nhiều hơn trong một cuốn sách dày. Vậy mà nông tú kỳ chỉ quét mắt một chút liền xem hết toàn bộ nội dung. Tu chân giả lợi hại như vậy sao? Nông tú kỳ không để ý đến biểu cảm của thẩm tử ngữ. Cô nôn nóng đảo qua mấy cái ngọc giản, rất nhanh vành mắt liền đỏ lên, nước mắt long lanh động lại. Thế nào rồi tú kỳ? Thẩm tử ngữ hỏi. Nông tú kỳ buông ngọc giản xuống, nhẹ nhàng vuốt ve bụng dưới của mình. Ta đúng thật có thai rồi, trên ngọc giản có viết, tu chân giả muốn có thai thật sự rất gian nan. Vô số người vì mang thai mà không tu luyện một đoạn thời gian dài, thành công hoài thai cũng mất rất nhiều năm, đợi đến lúc sinh hạ có khi còn vượt qua 10 năm nữa kìa. Đột nhiên nông tú kỳ cảm thấy việc cách xa địch cửu thế này thật không an toàn. Còn thẩm tử ngữ, bà không hề nghi ngờ những gì cô nói. Trước đó, bà vốn chẳng để ý tới việc tu tiên, hiện nay lại thay đổi ý định, thấy mình cần phải dấn thân vào con đường tu chân này, không muốn tiếp tục tu luyện cổ võ nữa, Tú Kỳ, bây giờ ngươi đang có thai, nhất định phải chú ý dưỡng thai. Thẩm tử ngữ cũng vì chuyện này mà cao hứng. Nông Tú Kỳ đã có huyết nhục của địch cửu, sẽ không giống như bà. Trăm năm cô độc một người. Ừ, sắc mặt nông Tú Kỳ càng thêm nhu hòa, cô khẽ vuốt ve bụng dưới vẫn còn bằng phẳng của mình. Ta cảm thấy đứa bé sinh ra sẽ rất phi thường. Lời nông Tú Kỳ nói cũng xuất phát từ lòng yêu thương con mình, càng nhiều hơn là trực giác nói cô biết, tương lai đứa nhỏ vô cùng sáng lạn. Đáng tiếc mẹ không có ở đây, nếu bà vẫn còn, biết cô mang thai chắc chắn sẽ vui lắm. Dầm dầm. Lại thêm chín đạo lôi hồ đánh xuống, địch cử tuyệt vọng nhắm hai mắt, không phải hắn gánh không nổi mà vì đây là đợt lôi kiếp cuối cùng đánh xuống. Thế nhưng địch cử vẫn chưa phá vỡ hoàn toàn gông cùng của cảnh giới tiên đế, hắn vẫn chỉ là tiên tôn chi cảnh mà thôi. Việc này cũng nói rõ, lần độ kiếp trước mắt kết thúc thì thực lực của hắn vẫn là tiên tôn. Sau khi lôi hồ kết thúc, địch cử không còn cảm nhận được gông cùng siềng xích tu vi tiên đế của mình nữa. Tạch 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 xương cốt địch cửu lần nữa vỡ vụn thành từng mảnh, huyết nhục văng tung tóe. Có lúc tâm cảnh thật rất trọng yếu, địch cửu thập phần muốn vượt qua lôi kiếp tiên đế rồi trở về với Tú Kỳ. Mấy năm nay, thứ hắn nhớ nhất không phải Luân Hồi Kiều mà là thê tử của mình. Hiện tại, không ngờ lần độ kiếp này đã thất bại, giống y như khi hắn luyện đan không thành công vậy, địch cửu chẳng biết mấu chốt nằm đâu. Lôi kiếp tiên đế đã xuất hiện, hắn cũng thành công vượt qua, không có gì sai sót cả, thế nhưng địch cửu vẫn không phá vỡ được gông xiềng giam cầm tu vi tiên đế. Việc đó coi như xong đi, mấu chốt ở chỗ, hiện tại ngay cả cảm ứng với gông cùng kia cũng biến mất. Sau khi đợt lôi kiếp, cuối cùng qua đi, cả người địch cửu tê liệt ngã xuống. Lúc này đây, ngay cả thái cổ lôi thạch hắn cũng không kịp thu vào. Quy tắc chu thiên vẫn chậm chạp vận chuyển khi địch cử hôn mê. Đột nhiên từng sợi tơ đột ngột xuất hiện xung quanh địch cử, sau đó quấn lấy hắn và thái cổ lôi thạch sợi tơ ngày càng dày đặc cuối cùng tạo thành một cái kén to lớn nơi đây chỉ là vị diện cấp thấp ngoài tinh không nếu ở tiên giới cường giả nhìn sơ qua liền biết từng sợi tơ kia đều là quy tắc huyền ảo của thiên địa sau khi độ kiếp địch cửu không đột phá được tiên đế mà bị một cái kén bao lấy cứ như thể hắn đã bước vào thời kỳ ngủ đông trước đừng nói địch cửu độ kiếp thành công hay không việc có thể dung hợp pháp tắc đại đạo của mình với quy tắc thiên địa rồi hình thành một cái kén lớn thế kia đã là việc không tầm thường cách nơi địch cửu độ kiếp mấy chục triệu dặm, có một chiếc phi thuyền hình dáng quái dị đang đậu giữa không trung. Giờ khắc này, bên trong phi thuyền có khoảng 7-8 người cả nam lẫn nữ đang ngồi, đám người không ngừng khẩn trương nhìn chằm chằm màn hình lớn trước mặt. Đám xét kia biến mất rồi. Quá trình độ kiếp vừa kết thúc, nam tử trung niên dâu ria sồm xoàm thở hắt một hơi rồi nói. Hạm trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Dựa theo kế hoạch lúc đầu, vẫn tiến vào tinh hệ mới này ư? Người vừa nói chuyện là một thanh niên hãy còn trẻ tuổi, Nam tử trung niên vừa được gọi là hạm trưởng quay đầu lại, ánh mắt đảo lên đám người kia. Trước đó chúng ta phát hiện tình hệ, mà chúng ta sắp tới có khả năng cao là một tinh cầu có sự sống, nhưng ta cảm thấy kế hoạch ban đầu cần phải thay đổi, không chọn nơi đây nữa. Vì sao? Một người hỏi. Hạm trưởng trầm ngâm, nếu ta đoán không sai, không gian xét đánh khi nãy chứa sự dao động mãnh liệt của sự sống, rõ ràng có người đang độ kiếp. Việc này giải thích cho tinh cầu chúng ta vừa tới, rất có thể không, không phải có thể mà là 100% đây là tinh cầu tu chân. Đám người tu chân kia đáng sợ cỡ nào không cần ta nói các ngươi cũng biết. Xem như một lần giết sạch một tinh cầu họ cũng làm được, còn xem là chuyện bình thường. Chúng ta đi, đây không phải thực dân đâu, mà là dẫn sói vào nhà đấy. Ta đồng ý hạm trưởng. Ta cũng đồng ý, lúc này liền có 4-5 người biểu thị đồng ý. Hạm trưởng tiếp tục nói, chúng ta phải hủy bỏ kế hoạch ban đầu sau khi trở về, cứ nói đây là một phế tinh là được. Sau khi biết nơi bọn hắn sắp tới là tinh cầu tu chân, đám người rất nhanh liền đạt thành nhất trí, ngưng trọng gật đầu. Dù có người cá biệt cực kỳ muốn đi tinh cầu tu chân nhưng giờ phút này, cũng không dám nói ra. Huống hồ với tuổi tác của bọn họ, đã sớm mất nền móng tốt nhất để bắt đầu tu chân rồi. Đây là tiên thạch. Thẩm tử ngữ nhìn nông tú kỳ lấy linh thạch ra thì kinh hãi hô. Loại bảo vật ấy bà đã từng gặp qua, mỗi một võ giả đều tha thiết muốn sở hữu nó. Năm đó có nhiều võ giả bước vào tiên thiên như vậy, đều dựa vào loại tiên thạch lấy được từ tiên nữ tinh kia. Nông Tú Kỳ cười khanh khách một tiếng, tử ngữ tỷ, đây không phải tiên thạch, đây là linh thạch, còn là linh thạch thượng phẩm. Ta vừa mới bắt đầu tu luyện đã dùng loại linh thạch thượng phẩm này. Ngoại trừ linh thạch thượng phẩm, còn có hạ phẩm cùng trung phẩm. Linh thạch đại ca cho ta đều thượng phẩm, đồ tốt đấy. Trên thân địch cửu thật sự không có linh thạch trung phẩm và hạ phẩm, ngoại trừ thượng phẩm ra, thứ còn lại cũng là tiên tinh địch cửu đã cho nông tú kỳ một ít tiên tinh nhưng dặn dò cô nàng lúc mới đầu nên dùng linh thạch tu luyện theo cấp độ rồi từ từ tăng dần trừ phi bị kẹt lại bằng không tận lực không dùng linh thạch cao khi tu vi chưa đủ thẩm tử ngữ hít một hơi thật sâu nhìn sang nông tú kỳ rồi nói cảm ơn ngươi tú kỳ ngươi đã mở ra một thế giới khác cho ta bằng không ta vẫn là ếch ngồi đáy giếng mà thôi theo bản năng nông tú kỳ sở nhẹ lên bụng mình là cửu ca mang ta đến thế giới này ta chỉ truyền lại kiến thức học từ huynh ấy cho tỷ mà thôi nghe vậy thẩm tử ngữ gật đầu mặc dù bà không trực tiếp học về tu chân giới từ địch cửu thế nhưng vẫn xem như nợ ân tình của hắn ta nông tú kỳ có tu vi trúc cơ kỳ gần như đã không cần ăn uống bất quá thẩm tử ngữ bế quan vẫn cần đồ ăn cũng may giã thu ở đây rất nhiều dưới mặt tuyết nông tú kỳ vừa săn được một con tuyết để hùng nếu đổi thành trước đó thì nông tú kỳ chỉ có thể ăn sống còn hiện giờ thì cô đủ khả năng nấu chín tuyết để hùng rồi mới ăn. Thẩm tử ngữ rõ ràng chính là điển hình của việc cùng tu luyện, chỉ có lúc đói bụng cực độ mới chịu mở mắt ăn chút gì đó, sau đó lại tiếp tục nhắm mắt bế quan. Dù chỉ có một con tuyết hùng nhưng cũng đủ cho thẩm tử ngữ kiên trì nửa năm. Tuy nói nông tú kỳ lấy ra tài nguyên tu luyện cực kỳ phong phú, thế nhưng vẫn phải công nhận tư chất của thẩm tử ngữ rất phi thường. Vẻn vẹn năm tháng ngắn ngủi mà bà đã bước vào luyện khí tầng 4, xem như tiến bộ thần tốc. Nông Tú Kỳ sờ lên cái bụng bằng phẳng của mình, trong lòng bình, tĩnh. Tu chân giả thai ngén sinh mệnh, căn cứ theo tu vi mà thời gian mang thai sẽ bất định, tu vi của cô còn thấp, hẳn là sẽ không mất quá nhiều năm. Tú Kỳ, cảm ơn ngươi, ta nghĩ chúng ta có thể đi rồi. Sau khi liên tục bế qua năm tháng, thẩm tử ngữ rốt cục đứng lên, ngữ khí mang theo vẻ kinh hỉ cùng kích động. Từ lúc tu luyện, bà ta mới biết được điểm khác biệt giữa võ giả và tu chân giả. Võ giả truy cầu lực lượng nhục thân, còn tu chân giả thì lại truy cầu nguồn suối sinh mệnh. Hiện tại tu vi Thẩm Tử Ngữ mới chỉ là luyện khí, tầng 4 mà đã có loại cảm giác như vậy, tương lai tu vi lên cao, có thể khẳng định loại cảm giác ấy sẽ càng thêm rõ ràng. Nông Tú Kỳ đã sớm muốn rời khỏi đây, nghe Thẩm Tử Ngữ nói vậy, cô liền vội vã bảo, "Tử Ngữ tỉ tẩy rửa một chút đi, ta có quần áo để tỉ thay này." Cho dù đang ở dưới lớp tuyết, tuy nhiên tu luyện liên tục mấy tháng dòng dã khiến trên người Thẩm Tử Ngữ chảy ra quá nhiều tạp chất. Còn nông tú kỳ bởi vì có nhẫn chữ vật, thường xuyên thay đổi quần áo, cho nên trông cô vẫn rất sạch sẽ. a à, thẩm tử ngữ kinh hô, lúc này mới phát hiện mình lôi thôi giống hệt như một kẻ ăn mày. Thế nhưng ở đây không có nước, chúng ta đi ra ngoài trước rồi hãy tính, ta hiện tại có thể duy trì nội hô hấp một hai tháng rồi. Thẩm tử ngữ vội vàng nói. Nông tú kỳ lập tức đưa mấy cái ngọc giản cho thẩm tử ngữ. Tử ngữ tỷ, đây là vài loại pháp thuật, ngươi hẳn là có thân niệm phải không? Đại ca nói công pháp của chúng ta rất khác biệt, chỉ cần bắt đầu tu luyện là sẽ nhanh chóng diễn sinh ra thần niệm ngươi dùng thần niệm thẩm thấu vào trong ngọc giản này đi thẩm tử ngữ thẩm thấu thần niệm vào lập tức mừng rỡ kêu lên hòa cầu thuật ngự phong thuật phong nhận ích thủy khứ trần a à, phi kiếm thuật thẩm tử ngữ ngẩng đầu nhìn nông tú kỳ trong mắt mang theo khát vọng nồng đậm tú kỳ phi kiếm thuật thật sự có thể ngự kiếm phi hành nông tú kỳ đưa một thanh phi kiếm màu xanh nhạt cho thẩm tử ngữ Tử ngữ tỷ, thanh phi kiếm này là của ngươi. Cảm tạ các ngươi. Tử ngữ tỷ là bằng hữu của cửu ca, cũng là bằng hữu của ta, còn cảm tạ cái gì? Nói xong, cô liền chủ động nhét phi kiếm vào tay thẩm tử ngữ. Thẩm tử ngữ không khách khí, nhận lấy phi kiếm, hiện tại bà quả thật đang khao khát có được nó. Bà chợt loáng thoáng có ý nghĩ, sở dĩ lúc trước địch cửu ngồi tại vong xuyên, mà có thể chém giết yêu thu ở ngoài mấy ngàn dặm, khẳng định là nhờ có thần niệm. Thế nhưng thần niệm cường hãn đến mức ngoài vạn dặm chém giết yêu thú đỉnh cấp, tu vi như vậy quả thật quá đáng sợ. Tú Kỳ, ngươi có thể nói cho ta biết, tu vi hiện tại của địch cửu là trình độ gì không? Thẩm Tử ngữ rất mong đợi câu trả lời, địch cửu chính là tấm gương của bà, tương lai biết đâu bà ta cũng tu luyện tới trình độ như địch cửu, ở ngoài mấy ngàn dặm có thể tùy tiện chém giết một con yêu thú đỉnh cấp. Nông Tú Kỳ do dự chốc lát rồi mới lên tiếng, ta không rõ ràng lắm, cửu ca nói lần này huynh ấy dự định rời khỏi địa cầu để độ kiếp, ta nghĩ Cửu Ca hẳn là sắp tiếp cận tiên nhân chân chính. Sở dĩ cô dám nói như vậy là bởi vì Địch Cửu không chỉ đi độ kiếp, mà huynh ấy còn để lại cho cô một chút tiên tinh. Tiên tinh hiển nhiên cao cấp hơn linh thạch, gần như có thể khẳng định đây là đồ vật mà chỉ tiên nhân mới có. Thẩm Tử Ngữ siết chặt nắm đấm, không nói gì, tuy bà biết đẳng cấp của giới tu chân, nhưng lại chẳng có khái niệm gì về tiên nhân. Bất quá bà ta biết tu luyện tới cảnh giới cường đại nhất chính là hóa chân cảnh. Địch Cửu hẳn không phải hóa chân, có lẽ là tích hải cảnh chỉ cần tăng thêm tốc độ tu luyện nhất định có một ngày bà có thể đuổi kịp địch cửu. sở dĩ thẩm tử ngữ dám nghĩ như vậy bởi vì bà chưa bao giờ đi qua tu chân giới không biết tu sĩ sơ kỳ muốn tìm tài nguyên tu luyện là chuyện gian nan rừng nào địch cử hoàn toàn chìm trong thiên địa pháp tắc vô tận những thiên địa pháp tắc này lại tạo dựng thành vũ trụ quy tắc vô tận một loại đạo thuộc về riêng hắn đang được dựng dục chính bản thân địch cử cũng không biết sau khi hắn đạt được thiểm quang cho tới hôm nay dựng dục ra quy tắc đại đạo thuộc về mình Nguyên nhân rất lớn là bởi vì nông tú kỳ, sinh mệnh thuộc riêng về mình, đồng thời có thể cấp cho nhau. Khi hắn giúp nông tú kỳ tân sinh, nông tú kỳ cũng đã trao cho hắn một đạo tác sinh mệnh. Vô cùng vô tận đạo văn ba động chung quanh kén lớn, địch cửu dùng quy tắc chu thiên để vận chuyển tinh không quyết đang từ từ thay đổi, trong vô vàn đạo tắc này. Một loại đại đạo pháp tắc hoàn toàn mới dần dần hình thành trong kén lớn. Không biết qua bao lâu, cái kén lơ lửng trong hư không bị hư không loạn lưu quét qua hư không loạn lưu không biết xuất phát từ đâu cũng chẳng biết cuốn về nơi nào chỉ biết nó mang theo cái kén chứa địch cửu rất nhanh liền chui vào trong vũ trụ mênh mông tử ngữ tỷ thật xinh đẹp sau khi thẩm tử ngữ dùng khứ trần quyết rửa đi tạp chất cùng cho bụi trên người ngay cả nông tú kỳ cũng không nhịn được tán thưởng thẩm tử ngữ cười đáp ta già rồi người mới xinh đẹp địch cửu là người trí tình các người nhất định sẽ rất hạnh phúc bà vừa nói vừa nhớ tới địch cửu vì cứu mình mà bất chấp nguy hiểm tính mạng đi tìm hồng mộc huyết hoa trong lòng nhịn không được thở dài một phen. Nông Tú Kỳ ưng một tiếng, lập tức lấy một tấm gương đưa cho thẩm tử ngữ. Tử ngữ tỷ ta nói thật đó. Thẩm tử ngữ tiếp nhận tấm gương, khi nhìn thấy dáng vẻ của mình những năm 20 tuổi trong gương, trong lòng bà thầm mừng rỡ không thôi. Khó trách địch cửu nhiều năm như vậy mà dung mạo vẫn chẳng thay đổi gì, thậm chí trông càng trẻ trung hơn, hóa ra đây mới là tu chân. Tú Kỳ, chúng ta ra ngoài đi, đoán chừng địch cửu hẳn đã trở về, Ta thử nghiệm phi kiếm xem sao, nếu như có thể thì chúng ta bay ra ngoài." Thẩm Tử Ngữ cảm nhận được dung mạo của mình hồi xuân, nhiệt huyết về việc tu luyện lần nữa dấy lên âm ỉ. Thẩm Tử Ngữ không biết mình dung mạo của mình hồi xuân không chỉ bởi vì bà bắt đầu tu chân, nguyên nhân quan trọng nhất là nhờ mấy viên đan dược nông tú kỳ cho bà. Những loại đan dược đó đều có tác dụng chú nhan, nông tú kỳ đang lúc tuổi trẻ, chú nhan đan chỉ có tác dụng để dung mạo của cô giữ vẻ thanh xuân mà thôi còn thẩm tử ngữ lại khác, thẩm tử ngữ vốn đã già nua, loại tiên phẩm chú nhan đan này đối với thẩm tử ngữ, có thể nói là giống như thoát thai hoán cốt. Tâm tình thẩm tử ngữ phi thường tốt, cộng thêm tu vi luyện khí tầng 4, có thể nội hô hấp, hai người hành tẩu dưới lớp tuyết, hoàn toàn chẳng cần cố sức. Chỉ cần hai người nguyện ý, tùy thời tùy khắc đều có thể rời khỏi lớp tuyết, phóng lên tận trời. Tử ngữ tỷ thần niệm của ta vừa mới trông thấy một cỗ thi thể, hình như là tiền bối oa di thời điểm nông tú kỳ chuẩn bị xông ra thần niệm chợt quét thấy thi thể oa di vội vàng tranh thủ truyền âm cho thẩm tử ngữ oa di là cường giả bán đan thường xuyên xuất hiện trên tv cho nên nông tú kỳ vừa thấy oa di liền nhận ra thẩm tử ngữ vội đáp mau mang ta tới đó bà ta vốn được oa di mời tới hiện tại thi thể oa di xuất hiện ở đây chuyện này rất có thể là một âm mưu nào đấy tốc độ hai người rất nhanh nông tú kỳ dẫn đầu chỉ thoáng sau đã trông thấy oa di sắc mặt oa di tái nhợt tựa vào một bên vách đá trong tay ông ta vẫn còn nắm chặt loan đao chỉ là thân thể cứng ngắc đã sớm chết từ lâu oa di tiền bối chết đã lâu rồi a à, nơi này thật kỳ lạ nông tú kỳ đang nói thì thần niệm trượt quét thấy sau lưng oa di trống không thần niệm của thẩm tử ngữ cũng quét đến phi kiếm liền tế ra vách đá lập tức bị đục thủng lộ ra một hang động sâu hoắm mang theo khí tức viễn cổ tăng thương bởi vì hai người đều có thần niệm bằng không thì tuyệt đối không thể nhìn thấy gì ở đây thẩm tử ngữ lấy một tờ địa đồ từ túi áo oa di khom người thi lễ oa di mặc dù không biết vì sao ngươi vẫn lạc tại đây nhưng ta vẫn cảm tạ ngươi đã mời ta đến nói xong thẩm tử ngữ đào một cái hố nhỏ chôn cất oa di vào đó oa di là cường giả bán đan hơn nữa còn cống hiến rất lớn cho địa cầu bởi vậy ông ấy đáng được nhập thổ vi an tú kỳ ngươi theo sau ta thẩm tử ngữ còn chưa dứt lời thì nông tú kỳ đã chủ động bước vào trong hang tử ngữ tỷ tu vi của ta mạnh hơn ngươi một chút, ngươi đi theo đằng sau ta đi. Thẩm tử ngữ nghĩ thần niệm nông tú kỳ mạnh mẽ hơn bà quá nhiều, liền gật đầu không nói gì nữa. Vạn nhất gặp phải nguy hiểm, bà sẽ lập tức toàn lực ra tay. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đúng là động phủ tu chân rồi. Thẩm tử ngữ nhặt một khối đá màu xám đen lên, tay khẽ dùng lực, tảng đá lập tức vỡ vụn. Sau khi vỡ ra, khối đá ấy còn tỏa ra một ít khí tức linh vận. Mà nông tú kỳ cũng phát hiện điều này, Tử ngữ tỷ, do thời gian dài nên linh thạch đã hóa thành đất đá. Nghe đối phương giải thích, thẩm tử ngữ gật đầu, đúng vật, do bị thoái hóa bởi thời gian gian nên những thứ này đã mất hết tác dụng, thế nhưng bùn đất lẫn trong đó vẫn còn vương chút linh khí. Đây là truyền tống trận. Nông Tú Kỳ đi tới kế bên một đài lục giác, sờ sờ mấy cái lỗ trên đó rồi nói. Truyền tống trận là cái gì? Thời gian tu luyện của thẩm tử ngữ còn ít, rất nhiều thứ bà vẫn chưa hiểu. Nhưng Nông Tú Kỳ thì khác, địch cửu từng lưu lại trong ý niệm của nàng một ít tri thức tu chân nên lượng kiến thức của nàng nhiều hơn thẩm minh chủ nông tú kỳ kiên nhẫn giải thích nghe nói truyền tống trận là trận đạo của cường giả họ sẽ lợi dụng một ít pháp tắc để bố trí đại trận nhằm thay đổi không gian đại trận chuyển đổi không gian thẩm từ ngữ lẩm bẩm cảm giác của bà có chút khó diễn tả thành lời cường giả về trận đạo thì bà từng nghe qua thế nhưng có thể bố trí truyền tống trận quả thực rợn cả người truyền tống trận này chắc chắn để đi tới tu chân giới ngữ khí nông tú kỳ ngược lại rất bình tĩnh chỉ cần ở bên địch cửu huynh ấy sẽ dẫn nàng tới đó thế nên đại trận trước mặt không có quan hệ gì quá lớn với nàng tuy nhiên việc này lại khiến trong lòng thẩm tử ngữ khẽ động nông tú kỳ đã trở thành thê tử của địch cửu bà chắc chắn không thể ở cùng địch cửu chờ hắn ta ra ngoài bà sẽ tự mình đi tới tu chân giới bằng truyền thống trận đã lựa chọn con đường tu chân thì phải cố gắng hết sức có thể cũng như khi trước lúc thẩm tử ngữ chọn tu luyện cổ võ vậy Cuối cùng bà cũng đứng trên đỉnh phong của nhân sinh, xem như là người đầu tiên bước vào cảnh giới bán đan. "Chúng ta đi ra ngoài trước đi." Trong lòng Thẩm Tử Ngữ nóng như lửa, bà không muốn ở lại chỗ này nữa. Phải nhanh chóng chào hỏi địch cừu rồi rời khỏi nơi đây. Thời điểm nông tú kỳ và Thẩm Tử Ngữ bay ra ngoài từ dãy núi Uran hướng về trụ sở của Liên minh Địa cầu, trong thị trấn Caberiver River thì một nam tử tóc xám đang gào thét với Sa Hà, "Ta đã nói với ngươi phải ngăn Thẩm Tử Ngữ lại, vì sao lại để bà ta tiến vào dãy núi Uran?" Sa Hà đã giải thích rất nhiều lần, dường như vị sếp này không hiểu lời gã, vẫn luôn gào thét không dừng. Phế vật, ngu xuẩn, chúng ta giữ thẩm tử ngữ lại không phải muốn mạng bà ấy, xem như có thì hiện tại vẫn chưa phải là thời điểm đó. Nam tử tóc xám vừa mắng vừa nện chén trà trong tay xuống. Không giữ được thẩm tử ngữ, đối với sự phát triển của liên minh tự do Grand không phải là chuyện gì tốt. Chí ít, bọn họ không cách nào thay thế địa vị liên minh địa cầu trong lòng mọi người thẩm tử ngữ và nông tú kỳ căn bản không về lại thị trấn caberiver tuy thẩm tử ngữ có thể ngự kiếm phi hành nhưng khoảng cách từ thị trấn caberiver đến vong xuyên sơn mạch quá xa sau khi tự bay được một thời gian ngắn bà vẫn phải ngồi lên phi thuyền của nông tú kỳ hiện giờ thẩm tử ngữ vẫn chìm đắm trong kích động rằng bà có thể ngự kiếm phi hành còn nông tú kỳ nàng lại đang âm thầm buồn bực rất có thể địch cử vẫn chưa về dù chuyến đi này của nàng và tử ngữ tỷ đã qua nửa năm tú kỳ ngươi không cần lo lắng thực lực địch cử mạnh hơn nhiều so với chúng ta chúng ta đi vào chỗ sâu nhất của dãy núi uran vẫn trở về được hắn càng không thành vấn đề thẩm tử ngữ an ủi nông tú kỳ lúc đầu bà dự định gặp mặt địch cử trước sau đó mới hướng hai phu thê từ biệt rồi tự mình đi tới tu chân giới hiện tại địch cử chưa trở về thẩm tử ngữ chỉ có thể nuốt mấy lời này xuống ở đây bồi tiếp nông tú kỳ trong lúc thẩm tử ngữ và nông tú kỳ tu luyện tại vong xuyên tự thì liên minh địa cầu bắt đầu có chuyện không có ai biết thẩm tử ngữ bế quan tu luyện tại vong xuyên tự bên ngoài truyền nhau thẩm tử ngữ và moonlit còn có oa đều vẫn lạc tại dãy núi uran chưa kể đường học sơn cùng rovic đi săn yêu thú tại rừng rậm nguyên thủy amazon thì bỗng nhiên mất tích liên tiếp mấy cường giả bán đan thay phiên nhau vẫn lạc hoặc mất tích dẫn tới liên minh địa cầu dần tiêu tán dưới lòng sông lịch sử sau khi liên minh địa cầu biến mất lần lượt các nhóm thế lực khác trỗi dậy những thế lực này không hoạt động vì an nguy địa cầu hết thảy chúng chỉ vì lợi ích cá nhân. Việc trái đất có bao nhiêu nhân mạng bị rào sát dưới móng vuốt của yêu thú chỉ là chuyện dâu ria mà bọn chúng chẳng thèm quan tâm. Năm đó, Liên minh Địa Cầu nói một không nói hai, bất kỳ yêu thú cường đại nào xuất hiện đều được họ chiêu hô, người mạnh các phương tụ tập, đồng loạt đối phó yêu thú. Mà bây giờ những liên minh khác được lập ra chẳng còn uy nghiêm ngày ấy, chẳng ai phục ai, thế lực người nào người nấy quản. Bắt đầu thời kỳ hỗn chiến giữa võ giả và yêu thú bất quá vô luận yêu thú lợi hại bao nhiêu cũng không địch nổi võ giả của nhân loại còn vong xuyên tự quanh năm vẫn bình an không gì sánh bằng đại trận được địch cử bố trí dù là yêu thú cường đại tới đâu cũng vô pháp tới gần giờ phút này hai thiếu niên gồm một nam một nữ đang gấp rút phóng tới vong xuyên tự hai thiếu niên ấy mỗi người đều tự cầm một đầu yêu thú cấp một nữ tử trung niên đi ra từ trong sương mù nhìn hai người vừa tới ánh mắt lóe lên tia trìu mến vọng xuyên thu thủy ngoài việc thực chiến với yêu thú ra các con còn phải bế quan tu luyện hai đứa suốt ngày đi dạo bên trong sơn mạch tương lai không chừng còn chẳng bắt được một con thỏ nữa ngữ thẩm chúng con biết mà mẫu thân đâu rồi thiếu niên le lưỡi nói đúng lúc ấy thêm một nữ tử trẻ tuổi bước ra thiếu nữ trông thấy phụ nhân liền một bước vọt lên nhào vào lòng đối phương nũng nịu nói mẫu thân ta nghe nói amazon có rất nhiều yêu thú cấp cao ta và đệ đệ muốn đi tới đó nhìn thử vong xuyên sơn mạch thật sự chán muốn chết căn bản chẳng còn yêu thú nào đáng để chúng ta xuất thủ. Nữ tử hử lạnh, không được, tu vi các con chỉ mới có ngần ấy mà đòi đi đến Amazon. Năm đó dù đường tiền bối cường đại vô cùng cũng mất tích không còn đường về. Thiếu nữ nghe vậy bèn phân bua, tu vi chúng ta không thấp mà, ta và tiểu đệ đều là trúc cơ tầng 7 rồi, giống như ngữ thẩm ấy, chẳng phải mẫu thân cũng mới chỉ là kim đan tầng 7 đó sao? Người vừa từ chối chính là nông tú kỳ, bây giờ thực lực nàng đã là kim đan tầng 7 hai thiếu niên trước mắt là thai song sinh con trai con gái của nàng và địch cửu đứa lớn gọi là địch thu thủy đứa nhỏ gọi địch vọng xuyên ngoại trừ lưu lại kỷ niệm tại vong xuyên tự còn có một ngụ ý khác thu thủy ý chỉ nhu tình của hai phu thê bọn họ hai đứa nhỏ này vừa sinh đã có tinh không mạch lạc tư chất nghịch thiên đến cực hạn ngộ tính càng thêm cường hãn dạy một chút liền hiểu mà đây cũng là vì nông tú kỳ không biết cách dạy trẻ nhỏ bằng không muốn bước vào kim đan cũng không phải không có khả năng Vị nữ tử trung niên bước ra từ màn sương mù trước chính là thẩm tử ngữ. Dù tư chất bà tốt, tài nguyên tu luyện phong phú cũng không địch lại thiểm quang, được địch cửu dùng để củng cố cho nông tú kỳ. Bất quá chỉ 10 năm ngắn ngủi đã tu luyện tới trúc cơ tầng 7, này cũng được xem là tư chất kinh người. Bấy giờ, thẩm tử ngữ mới nhíu mày nhìn sang nông tú kỳ, chủ động nói, tú kỳ, thật ra cũng không thể trách hai đứa nhỏ. Hẳn ngươi cũng cảm thấy việc tu luyện tại địa cầu khi tu vi càng cao, thì tiến bộ càng chậm, Chúng ta xem như xong nhưng từ chất tụi nhỏ phi thường tốt. Ta hoài nghi, sở dĩ hai đứa không đột phá được kim đan, là vì quy tắc thiên địa nơi đây quá thấp, bước vào cảnh giới càng cao, thời gian tu luyện càng dài. Tu luyện tới ngày hôm nay, thẩm tử ngữ không còn là người mới vào nghề, địa cầu không phải tinh cầu tu chân. Bọn họ tu luyện tới trình độ này đều nhờ tài nguyên trên người nông tú kỳ. Nếu ở tu chân giới thật sự, với nhiều tài nguyên như thế, nói không chừng tốc độ sẽ nhanh hơn rất nhiều. Không chỉ thẩm tử ngữ mà nông tú kỳ cũng nhận ra điểm đó nàng thở dài một tiếng rồi bảo sao ta không biết chứ chỉ là hiện tại cửu ca vẫn chưa về ta thật sự lo cho huynh ấy nàng hiểu rõ thẩm tử ngữ muốn nương nhờ truyền tống trận dưới dãy núi uran để bước vào tu chân giới nông tú kỳ cũng rất muốn rời khỏi địa cầu tìm phu quân mình lúc trước địch cửu từng nói huynh ấy muốn rời khỏi địa cầu độ kiếp đã qua nhiều năm vẫn chưa về nàng có chút nhớ nhung muốn đi tìm rồi bất quá nông tú kỳ hiểu rõ với năng lực ít ỏi của bản thân, đi tới hư không chẳng khác nào tìm chết. Vì thế nàng đã cố gắng tu luyện, thế nhưng thẩm tử ngữ nói vậy, nếu tiếp tục ở lại đây chẳng khác nào nấu ếch bằng nước lạnh. Tú kỳ, nếu không thì như vậy đi, chúng ta đi một vòng tới mấy khu vực có yêu thú cường đại, tiêu diệt một ít yêu thú. Việc này chắc cũng cần một đến hai năm, nếu sau đó địch cử vẫn chưa về, chúng ta sẽ đi thẳng tới tu chân giới tìm hắn. Thẩm tử ngữ đề nghị, bà cảm thấy bản thân cần phải xông phá cảnh giới trúc cơ, bước vào kim đan, bằng không tốc độ tu luyện sẽ ngày càng chậm. Đây không liên quan đến những yếu tố khác, chủ yếu là do tuổi tác của bà đã nhiều. Do dự nửa ngày, nông tú kỳ nghĩ tới khả năng có thể xảy ra nếu tiếp tục chờ địch cửu. Sau đó mới thở dài, đáp, quyết định vậy đi. Trong hư không vô tận, một chiếc phi thuyền nhanh chóng xẹt qua, tuy nhiên nó rất nhanh liền lui trở lại. Một thanh niên anh tuấn tóc dài đứng trên bong thuyền, ngạc nhiên nhìn về phía một cái kén khổng lồ phía trước phi thuyền, thốt lên, truy cập halayzi.com hoặc linh ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé hồng sư thúc đây là dị bảo lão già hồng sư thúc kia vừa từ khoang thuyền bước ra sắc mặt vô cùng kích động đạo vận lưu chuyển trên cái kén cường đại đến mức thần niệm cũng chẳng thể thẩm thấu vào ta đi xem một chút thanh niên anh tuấn không đợi phi thuyền tới gần cái kén thì đã nhào ra ngoài vồ về phía đó bành một cỗ lực lượng khổng lồ ập tới lập tức đánh bay thanh niên lão già kia liền vội vàng tiến lên đỡ thanh niên nọ kích động nói, thiếu chủ không nhìn lầm, thứ này chắc chắn là thiên địa dị bảo. Đây là phòng ngự hộ trận tự nhiên, chúng ta chỉ cần bố trí đại trận, sau đó từ từ đối phó thì có thể lấy được. Được. Thanh niên nọ nhanh chóng lấy trận kỳ ra, bắt đầu bố trí khốn trận. Địch cử hỗn loạn, hắn cố gắng muốn mở mắt, thế nhưng một âm thanh từ trong thức hải không ngừng truyền tới, đại đạo của hắn còn chưa thay ngén hoàn chỉnh, hắn phải tiếp tục diễn hóa đại đạo đạo tắc của bản thân. Tinh khí thần của hắn tựa hồ bị rút ra từng tia từng tia một, sau đó lặp đi lặp lại diễn hóa đại đạo kén lớn bao quanh hắn nương theo đó mà càng ngày càng kiên cố đúng đại đạo đại đạo của hắn mới là hết thảy hắn đình chỉ việc tiếp tục dãy dụa, tạm thời không nghĩ đến chuyện mở mắt hiện giờ hắn phải tiếp tục hấp thu vô cùng vô tận thiên địa pháp tắc sau đó dung nhập trong đại đạo của chính mình hình thành công pháp đạo tắc của bản thân không đúng đại đạo chỉ là một bộ phận của hắn mà thôi cuộc đời của hắn không chỉ có đại đạo hắn còn có tú kỳ đúng là tú kỳ tú kỳ hiện giờ có ổn không bất luận diễn hóa đại đạo thành công hay chưa hắn nhất định phải mau chóng đi gặp tú kỳ một lần lúc trước tại sao hắn lại phải rời xa tú kỳ địch cử cố gắng nghĩ đến hắn rốt cục nghĩ tới lúc trước hắn bởi vì muốn bước vào tiên đế cảnh tìm nơi độ kiếp cho nên mới rời xa tú kỳ thôi diễn đại đạo như thế này đã bao nhiêu năm trôi qua rồi tú kỳ ở địa cầu thế nào trong lòng địch cử nôn nóng không gì sánh được hắn tuyệt đối không thể tiếp tục thôi diễn nếu đợi đến lúc thôi diễn xong có lẽ phải mất đến vài vạn năm dừng lại nhất định phải dừng lại nhưng đại đạo của hắn vẫn liên tục thôi diễn vẫn liên tục hình thành từng vòng đạo văn đạo kén vẫn không ngừng hoàn thiện sâu trong ý chí địch cửu rốt cục cảm thấy không đúng đại đạo là của hắn nếu hắn muốn dừng lại thì đương nhiên có thể dừng lại thế nhưng hiện giờ hắn không cách nào khống chế quá trình diễn hóa đại đạo đây tuyệt đối không bình thường khí thức đại đạo mênh mông kia lại lần nữa tràn đầy trong ý niệm địch cửu chỉ cần hắn hoàn thiện đại đạo chỉ cần hắn tạo thành quy tắc của mình, hắn sẽ trở thành tồn tại đỉnh cao sừng sững trên toàn bộ vũ trụ, không còn ai dám động tới hắn. Nếu không phải Địch Cửu đã từng vì luyện thể, mà vô số lần tra tấn bản thân chết đi sống lại, ngưng luyện ra ý chí cứng rắn không gì sánh được, vậy có lẽ hiện giờ hắn đã không còn khả năng vùng vẫy. Địch Cửu cảm thấy không ổn, một tia ý chí cuối cùng thôi thúc hắn kiên quyết không cho phép loại đại đạo này tiếp tục thôi diễn. Diễn hóa đại đạo là chuyện của hắn, hắn muốn ngừng nhưng lại không dừng được, vậy hắn cần gì loại đạo này? ngừng, dừng lại cho ta. Địch cửu ra sức khống chế tinh không mạch, khống chế thức hải, thậm chí khống chế ý chí của bản thân, cố gắng ngăn chặn việc tiếp tục thôi diễn. Đột nhiên từ sâu trong thức hải, thiểm quang trợt tản mắt ra vô số tia quy tắc đạo văn màu vàng, bao bọc toàn bộ thân thể địch cửu, để đạo kén kia tiếp tục ngưng kết. Địch cửu bi ai phát hiện, dù ý chí của hắn mạnh hơn nhưng cũng không cách nào ngăn cản thiểm quang, diễn hóa quy tắc đại đạo. Chẳng lẽ ta phải trở thành khôi lỗi hay sao? Thiểm Quang từng giúp hắn rất nhiều, thế nhưng đến hiện tại địch cử mới biết được, nó quả nhiên không phải thứ tốt. Có lẽ ngay từ khoảnh khắc được hắn cứu, gia hỏa này đã có âm mưu lợi dụng hắn, để hắn thay thế đạo tắc nhục thân. Vạn sự đều có lợi và hại, giờ phút này địch cử chỉ muốn điên cuồng mái đi hoặc đuổi Thiểm Quang đi, dù tu vi vĩnh viễn không thể tiến thêm một bước, cũng tuyệt đối không thể để cho nó khống chế ý chí của hắn. Oanh! Thiểm Quang tự hồ cảm nhận được ý chí cường đại của địch cử lập tức tản mắt ra càng nhiều quy tắc đạo văn hơn mong muốn áp chế sự cố gắng của địch cửu không thể hiện tại ý thức của hắn vẫn còn đang hỗn loạn tuyệt đối không thể tiếp tục như vậy nữa bằng không mà nói chờ đến khi quy tắc của thiểm quang triệt để hình thành hắn bắt buộc phải khuất phục trước nó nhất định phải tìm kiếm ngoại lực trợ giúp thứ có thể trợ giúp hắn chỉ có đồ vật trong thức hải thế giới thư đáng tiếc hắn vốn chưa từng luyện hóa thế giới thư thậm chí sở dĩ quyển sách này xuất hiện trong thức hải của hắn chính là vì bị thiểm quang hấp dẫn. Dù hắn có luyện hóa thế giới thư, thành công thì cũng chưa chắc có thể chặn thiểm quang lại. Bởi vì nó không phải muốn giết hắn, nó chỉ muốn khống chế đạo của hắn mà thôi. Một luồng tin tức chợt truyền đến từ sâu trong thức hải của địch cửu. Chỉ cần địch cửu mượn nhờ cơ hội lần này hoàn thiện quy tắc đại đạo của mình, tương lai nhất định không hề kém hơn vũ trụ đạo chủ. Hơn nữa hoàn thiện quy tắc đại đạo đối với hắn vốn không có chỗ xấu, mà chỉ có chỗ tốt đếm không hết địch cử hiểu rất rõ đây là đạo tắc màu vàng không cam tâm chỉ làm lá xanh nó muốn xoay người làm hoa hồng một khi địch cử nghe theo tương lai bất chấp hắn cường đại đến đâu đi chăng nữa thì cũng chỉ là khôi lỗi của nó mà thôi hắn có thể chết có thể diệt thế nhưng tuyệt đối sẽ không làm con dối của bất kỳ ai địch cử điên cuồng điều động thánh âm châu thánh âm châu vốn không nghe theo thiểm quang địch cử vừa khu động khí tức thuần âm hỗn độn lập tức bao quanh thức hải khí thức hỗn độn vô cùng vô tận dung hợp với ý chí của địch cửu, trong nháy mắt liền ngăn cản đạo văn tiếp tục ngưng tụ và khoách tán. Đạo văn đình chỉ hình thành cũng có nghĩa là đạo kén không thể tiếp tục cô đọng, dẫn tới thần trí địch cửu từ từ tỉnh táo trở lại. Thấy tình huống đó, thiểm quang vội vàng truyền tin tức, nếu như địch cửu cứ như vậy nữa thì rất có thể sẽ khiến thánh âm châu sụp đổ. Địch cửu thầm cười lạnh, dù thánh âm châu hỏng mất, thì hắn cũng sẽ không để tia đạo tắc thứ 9 kia được lộng hành. Địa bàn của hắn hiển nhiên do hắn làm chủ, Lúc nào đến phiên một tia đạo tắc thay hắn làm chủ rồi. Tinh Không quyết ngưng luyện khí tức thuần âm Hỗn Độn từ Thánh Âm Châu, bắt đầu thôn phệ, quét sạch đạo văn. Thiểm Quang biết sau khi địch cửu khu động Thánh Âm Châu, thì nó không còn biện pháp cưỡng ép địch cửu hình thành quy tắc đạo. Vì lẽ đó, nó chỉ có thể từ từ thu liễm từng tia đạo tắc, đồng thời truyền tin tức cho địch cửu, nói cho hắn biết cưỡng ép đình chỉ đạo kén hình thành sẽ tạo thành thương tổn quá lớn đối với đại đạo của hắn. Địch Cửu đang ngày càng thanh tỉnh, trong lòng thầm cười lạnh hắn tu luyện quy tắc đạo, tương lai nhất định cũng là quy tắc đạo. Tuy nhiên loại quy tắc đạo đó phải thuộc về hắn chứ không phải thuộc về thiểm quang. Dù nó đã trợ giúp hắn rất nhiều, thế nhưng muốn khống chế hết thảy cuộc đời của hắn thì chẳng khác nào nó đang nằm mơ, bởi vì hắn không chỉ sở hữu ý chí cường đại, mà hắn còn có cả thánh âm châu. Trước đó sở dĩ địch cửu vượt qua được tiên đế lôi kiếp đáng sợ, nhưng vẫn không cách nào bước vào tiên đế cảnh, rất có thể chính là do nó dở trò quỷ kiểm quang lợi dụng hắn suy yếu vì độ kiếp cộng với thời điểm hắn đang cảm ngộ nó liền âm thầm lặng lẽ muốn khống chế quy tắc đạo của hắn nếu không phải vì nhớ tới tú kỳ đang chờ ở địa cầu nói không chừng hắn đã trúng chiêu rồi là khí tức hỗn độn thật sự là khí tức hỗn độn cả lão giả và thanh niên đều vô cùng kích động nhìn cái kén vừa rồi bọn họ rõ ràng cảm nhận được khí tức hỗn độn tinh khiết đến cực hạn tản mắt ra từ trong cái kén này vẻn vẹn cảm thụ được một tia khí tức hỗn độn thôi mà tu vi đã bao lâu không tiến bộ trong nháy mắt liền thăng tiến hai người nhìn nhau khẽ gật đầu sau đó bắt đầu gia tăng sức mạnh công kích điên cuồng tế ra pháp bảo oanh kích cái kén lớn khổng lồ trước mặt nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha